Bà nội, Đường Mộc Tuyết đến trước mặt bà nội Đường. Lúc này, Đường Mộc Tuyết có thể cảm nhận được khí lạnh trên người bà nội Đường. Lúc nhìn Đường Mộc Tuyết, vẻ mặt bà nội Đường tràn đầy tức giận, bà ta trầm giọng nói, nhà họ Hoa ở Trung Nguyên nợ người nhà họ Đường chúng ta khoản tiền lớn lên đến mấy chục triệu. Hôm nay cháu cũng không cần đi khai thác thị trường nữa, đi kết toán đi. Sau này bên phía thị trường tạm thời giao lại cho Đường Hạo phụ trách. Cái gì, muốn mình đi đòi nợ nhà họ Hoa sao? Đường Mộc Tuyết ngây cả người, cô trừng lớn đôi mắt đẹp. Hợp đồng với nhà họ Hoa là do Đường Hạo ký, chuyện này không phải nên do Đường Hạo đi đòi sao? Với lại, cho dù Đường Hạo không tự đi thì cũng nên để bộ phận quan hệ công chúng ra mặt, sao lại đến phiên cô ở phòng thị trường cơ chứ? Đường Mộc Tuyết không phải kẻ ngu, cô hiểu rõ ý của bà nội Đường là muốn làm cô khó xử rồi cắt đi quyền lực của cô. Một đám người dòng chính của nhà họ Đường đều thay đổi sắc mặt. Họ biết rất rõ bà nội Đường muốn làm gì. Nếu quyền lực rơi vào tay Đường Hạo, vậy thời gian tới sẽ khó khăn với họ. Dựa theo bản tính của Đường Hạo thì sẽ không để họ vớt được chỗ béo bở gì. Bà nội, như vậy không tốt lắm đâu ạ. Đám người dòng chính của nhà họ Đường đều gấp cả lên. Bà nội Đường không cho người nhà sắc mặt tốt, nổi giận nói, sao đây? Các cháu dám có ý kiến với quyết định của bà sao? Không dám, không dám. Cảm nhận được uy thế trên người bà nội Đường, đám người dòng chính nhà họ Đường đổ mồ hôi đầm đìa. Đường Hạo lại đắc ý vô cùng, anh ta nói với bà nội Đường, bà nội, còn tên phê vật Dương Tiêu này nữa. Bà nội Đường liếc về phía Dương Tiêu, lộ vẻ chán ghét nói, cậu đến bộ phận tài vụ nhận lương gấp 3 rồi cút ngay đi, Đường nhân chúng tôi nuôi nổi loại phế vật. Nghe những lời này của bà nội Đường, gần như tất cả mọi người ở đây đều nhìn Dương Tiêu cười lạnh. Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu chính là một thằng phế vật, dù có bị sa thải cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đến thế cục. Nhưng, một khi quyền lợi của Đường Mộc Tuyết bị suy yếu, nội bộ công ty không ai có thể chống lại Đường Hạo, chuyện này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dòng chính của nhà họ Đường bọn họ. Chỉ là, bà nội Đường rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ đến đây, họ còn chưa dám trắng trợn đối đầu với bà nội Đường. Dương Tiêu không hề biến sắc, nếu không vì muốn báo thù cho Mộc Tuyết thì cái vị trí bảo vệ còn con đó anh cũng lười làm. Trở về phòng thị trường, Đường Mộc Tuyết tức giận bừng bừng nói, bà nội rõ ràng là cố ý, nhất định là Đường Hạo đã âm thầm châm ngòi địa vị giữa em và Đường Nhân. Rõ ràng em đã cống hiến cho Đường Nhân nhiều như vậy, rõ ràng là Đường Hạo làm ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Nhưng dựa vào đâu mà người chịu oan ức luôn là em? Đường Mộc Tuyết cực kỳ tức giận, cô vì tập đoàn y dược Đường Nhân mà luôn cúc cung tận tụy, chỉ muốn sớm đưa nhà họ Đường vào giới nhà giàu. Về phần người thừa kế nhà họ Đường, cô cũng chẳng có mơ ước gì xa vời. Cô chỉ không muốn để cho cơ nghiệp mấy chục năm qua của nhà họ Đường bị hủy hoại trong tay kẻ thối tha như Đường Hạo. Ngôn tình sủng. Dương Tiêu an ủi, Mộc Tuyết, em đừng nóng giận ảnh hưởng xấu đến thân thể. Đường Hạo này âm hiểm xảo trá, chuyện âm thầm đả kích người khác, và lại dù thế nào thì Đường Hạo cũng là cháu trai ruột của bà nội. Đương nhiên là bà nội sẽ xem Đường Hạo là người thừa kế tương lai của nhà họ Đường, chuyện này cũng không có gì đáng trách. Nhưng, anh ta có kế trương lương của anh ta, chúng ta có bậc thang leo của chúng ta, ai chết vào tay ai thì lúc này vẫn chưa nói trước được đâu. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn Dương Tiêu, ý anh là sao? Dương Tiêu nhếch miệng cười, nói, rất đơn giản, binh đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn, chỉ cần bọn họ xuất chiêu thì chúng ta sẽ ứng phó lại toàn bộ, đến lúc đó nếu bọn họ có muốn giở trò xấu cũng chỉ đành bắt lực mà thôi. Mộc Tuyết, em phải hiểu rằng, bây giờ chúng ta có quan hệ hợp tác với nhà họ Lý như thế này, bọn người bên phía bà nội cũng không dám xé mặt với chúng ta. Trong lời nói của bà nội Đường ban nãy, Dương Tiêu có thể nhìn thấy rõ ràng, cho dù thế nào thì bà ta cũng vững lòng đứng trên lập trường của Đường Hạo. Lúc ông cụ Đường còn sống có ơn với anh, Dương Tiêu tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ Đường bị hủy hoại trong chốc lát. Nhìn một lượt nhà họ Đường, người coi được cũng chỉ có vẻn vẹn một mình Đường Mộc Tuyết. Không thể phủ nhận rằng Đường Mộc Tuyết rất ưu tú, lại còn kiên trì cố gắng, tốt hơn kẻ xem trời bằng vung như Đường Hạo không biết bao nhiêu lần. Dương Tiêu đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Đường Mộc Tuyết chấp thuận thì anh sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để đẩy Đường Mộc Tuyết lên vị trí người thừa kế. Gặp thần diệt thần, gặp Phật diệt Phật. Chỉ vì cô là vợ của anh. Đường Mộc Tuyết gật nhẹ đầu, cô hiểu rõ ý nghĩ của Dương Tiêu. Thế nhưng, nhà họ Hoa là một trong 10 nhà giàu lớn nhất Trung Nguyên. Khoản nợ này đã nợ hơn nửa năm rồi.
Bộ phận quan hệ công chúng của Đường Nhân gần như đã xuất ra toàn lực nhưng cuối cùng vẫn không thể gặp người ta, chứ đừng nói chỉ chúng ta. Đường Mộc Tuyết cảm giác cực kỳ bất lực, yếu ớt nói. Dương Tiêu cười cưng chiều, Mộc Tuyết, em đừng vội. Em đi liên lạc thử xem thế nào, nếu như không liên lạc được với nhà họ Hoa thì anh sẽ xử lý. Vâng, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Dương Tiêu, trái tim Đường Mộc Tuyết cuối cùng mới bình tĩnh lại được. Như thể chỉ cần có người đàn ông trước mặt này ở đây, hết thảy mưa gió bão giông đều không thành vấn đề, bất kỳ chuyện, hát khó khăn nào cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. Trong văn phòng, Đường Dĩnh khóc lóc kể lễ, cầu xin bà nội Đường, bà nội, đều do con đĩ Đường Mộc Tuyết và tên phế vật Dương Tiêu kia, bọn chúng phá hoại kế hoạch gả vào hào môn của cháu, bà nhất định phải làm chủ cho cháu đấy. Đường Hạo ở bên cạnh cũng thêm mắm thêm muối kể lại, cũng cố ý tránh không kể chuyện Đường Dĩnh cố ý kiếm chuyện và vụ giả mạo tiểu vương tử thổi sáo. Sau khi nghe xong, mặt bà nội Đường tái xanh. Mấy ngày trước bà ta có nghe Đường Dĩnh nói mình leo được lên cành cây cao của nhà giàu đệ nhất Đông Hải, thế nên bà nội Đường còn thầm vui mắt mấy ngày. Đường Dĩnh là cháu gái ruột của bà ta ước cháu gái mình có thể gả vào nhà giàu rồi đưa nhà họ Đường lên. Nhưng không thể ngờ, cháu gái mình lại bị người ta vô tình vứt bỏ, mà người khởi nguồn lại chính là Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu. Chuyện này khiến bà nội Đường hận đến nghiền răng. Cháu đừng nói vội, đợi tên phế vật Dương Tiêu bị bà sa thải, quyền lực của Đường Mộc Tuyết sẽ lập tức suy yếu, đến lúc đó xem thử bọn chúng còn đắc ý được kiểu gì. Bà nội Đường lại lùng nói. Vâng, hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh cùng đồng thanh đáp. Hai người này thầm hận mãi không thôi, chúng hận không thể dồn Đường Mộc Tuyết vào chỗ chết. Hai người vừa đi ra từ phòng làm việc của bà nội thì thấy Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đi từ phòng thị trường đến. Thấy hai người, Đường Hạo không nhịn nổi mà lên tiếng châm chọc, Đường Mộc Tuyết, thế nào? Tôi phạm sai lầm, bà nội không chỉ không trừng phạt mà còn muốn làm suy yếu quyền lợi của cô. Thật xin lỗi nha, vị trí giám đốc bộ phận thị trường của cô bây giờ thuộc về tôi rồi, bây giờ cô đến giám đốc thị trường còn không phải thì có khác gì chó khóc nhà có tang không chứ? Nhìn chằm chằm Đường Hạo. Đường Mộc Tuyết bày ra vẻ mặt chán ghét. Cô biết rõ là tên điên Đường Hạo này chắc chắn sẽ nhân cơ hội để bỏ đá xuống giếng với mình. Thật sao, chó khóc nhà có tang. Đường còn dài lắm, đến cuối cùng ai là chó khóc nhà có tang còn chưa thể nói trước được. Dương Tiêu cợt nhả nói. Nhìn Dương Tiêu, Đường Hạo cười khẩy nói, thằng phế vật này, mày đắc ý cái gì? Con vợ mày sớm cho mày đội nón xanh từ lâu rồi, mày còn mặt mũi để mà cười đấy à? Có biết là Lý Minh Hiên đã ngủ với Đường Mộc Tuyết mấy lần rồi hay không, mà mày còn ở đó mà cười, trên đầu mày bây giờ là cả cái thảo nguyên xanh mơn mòn luôn đó. Anh câm mồm, Đường Mộc Tuyết xem trọng danh dự, không thể chấp nhận nổi kiểu sỉ nhục như thế này. Đường Dĩnh cũng thừa cơ châm chọc, ôi chao, đúng là không ngờ luôn đó. Đường Mộc Tuyết luôn tự xem mình là thanh cao thế mà lại dạng hai chân trước mặt đàn ông cơ à, đúng là bẩn thỉu buồn nôn. Đường Mộc Tuyết. Cho dù giả Tuấn Kiệt có bỏ tôi thì đã sao? Tôi còn chưa kết hôn, đã thế lại còn trẻ hơn cô. Cô đã gả cho một tên phế vật, cả đời này cũng đừng mong trở nên nổi bật hơn. Mà tôi lại còn dư tuổi xuân cả đống, tùy tiện tìm một người đàn ông cũng khiến cô ao ước cả đời mà không có được rồi. Dương Tiêu rốt cuộc cũng bị hai anh em nhà họ Đường này làm buồn nôn. Tôi khuyên các người thích đức một chút đi, Dương Tiêu trầm giọng nói. Đường Hạo lên tiếng giễu cọt không thôi. Phế vật, mày cũng đã bị đội nón xanh rồi, còn bảo vệ Đường Mộc Tuyết đến thế để làm gì? Cười chết tôi rồi, có biết Đường Mộc Tuyết đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông để ký hợp đồng hay không? Anh nói bậy, Đường Mộc Tuyết uất ức đến mức suýt rơi nước mắt. Cô luôn giữ mình trong sạch, sao có thể làm ra chuyện gì có lỗi với gia đình, có lỗi với Dương Tiêu được cơ chứ? Anh lặp lại lần nữa, sắc mặt Dương Tiêu đen hết lại. Nhìn Dương Tiêu, Đường Hạo càng thêm phách lối ngang tàng. Lặp lại lần nữa sao? Được, rất được, vậy tao thành toàn cho mày. Phế vật, mày có biết Đường Mộc Tuyết đã đội cho mày bao nhiêu cái nón xanh để ký được hợp đồng hay không? Một giây sau, chân phải Dương Tiêu nhanh chóng xẹt qua, đá mạnh vào người Đường Hạo. Đường Hạo sao có thể ngờ được Dương Tiêu lại dám ra tay chính diện với mình, bất ngờ, không kịp đề phòng đã bị đá bay cả người. Bị Dương Tiêu sút bay, Đường Hạo bò dậy, tức giận chừng Dương Tiêu đến muốn rách mi. Má nó, thằng phế vật này, mày dám đánh tao? Mày không sợ chết hay sao? Nhìn thẳng vào Đường Hạo đang tức giận đến cực điểm, trong đôi mắt đen nhánh của Dương Tiêu lóe lên tia sắc bén, khí thế áp đảo trong người phun trào trong nháy mắt.
Anh trầm giọng nói, chết, đương nhiên là tôi sợ, bởi vì, có cái mạng này, tôi mới có thể ném trải trăm vị nhân gian, nhìn thấu tình người nóng lạnh, trải nghiệm yêu ghét cuồng si, lắng nghe lời ca tụng phong nhã. Có cái mạng này, tôi mới có thể khiến người yêu tôi không lo lắng, người ghét tôi biết khó mà lui, khiến người tôi yêu được hạnh phúc, để người tôi hận biến thành chó khóc nhà có tang. Khí thế uy nghiêm đáng sợ phát ra từ trong người Dương Tiêu khóa chặt Đường Hạo, khiến Đường Hạo bị dọa đến giật thót cả người. Dương Tiêu trước mặt như thể ma quỷ đến từ địa ngục sâu thẳm, là nhân vật hung ác từng giết người, thấy máu. Điều này khiến trong lòng Đường Hạo nổi lên từng trận khí lạnh. Anh ta biết mình chắc chắn không phải đối thủ của Dương Tiêu. Đường Hạo gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trực giác nói cho anh ta biết, nếu anh ta còn dám làm sằng làm bậy, chỉ sợ thằng điên trước mặt này sẽ ra tay với mình thật, đánh mình một kích chí mạng. Dính dính, chúng ta đi thôi. Dương Tiêu, mày bớt ở đây dọa người khác sợ đi. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, tao để mày quỳ trước mặt tao hát chỉnh phục. Đường Hạo cực kỳ kinh sợ, quẳng lại một câu hung ác rồi lôi Đường Dĩnh rời khỏi đây. Loại cảm giác này thật sự quá đáng sợ, cứ như một thanh kiếm treo vất vưởng bên cổ họng mình, lúc nào cũng có thể tước đi tính mạng. Đường Hạo thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu, thằng phế vật Dương Tiêu này từ bao giờ đã có khí thể cứng rắn đến như vậy. Còn mang võ nghệ tuyệt thế nữa, sao trước giờ thằng này không thể hiện ra. Đúng là gặp quỷ mà. Nhất là cỗ khí thể mạnh mẽ uy nghiêm trên người Dương Tiêu ấy, khiến anh ta không rét mà run. Anh ta chỉ từng cảm nhận được loại sát khí này trên người của hát tội phạm giết người, chẳng lẽ thằng phế vật Dương Tiêu này đã từng giết người sao? Đường Mộc Tuyết cũng sợ ngây người. Cô kiểu gì cũng không ngờ Dương Tiêu sẽ làm nên hành động kinh người như vậy, nói câu triết lý đến thế. Khiến người tôi yêu có được hạnh phúc sao? Nghĩ đến đây, Đường Mộc Tuyết ngượng ngùng cúi gương mặt xinh đẹp tinh xảo xuống. Dương Tiêu cũng không tiếp tục đuổi đến cùng nữa. Cái loại người chèn ép kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh như Đường Hạo thì không cần phải so đo. Bây giờ vẫn chưa phải lúc tính toán chuyện này. Đợi đến khi tính đến, anh cam đoan sẽ đổ hai anh em nhà họ Đường này ăn không được một đồng nào vào túi. Tất cả đám người dòng chính nhà họ Đường đang làm việc quanh đó đều rung động không thôi, thậm chí họ còn hoài nghi rằng mình bị hoa mắt. Phải biết, Dương Tiêu trong ấn tượng của họ là một thằng cực kỳ nhát gan, mặc người ta đánh hay người ta mắng cũng chưa từng chống trả. Bây giờ thằng phế vật này đã trở nên cứng rắn từ khi nào? Hình như từ sau khi tiệc nhà kết thúc, tên phế vật này như biến thành người khác vậy. Nhưng dù sao thì phế vật vẫn chỉ là phế vật, có mạnh lên một chút thì vẫn là phế vật thôi. Trong đám người dòng chính nhà họ Đường, dù Dương Tiêu có trở nên thế nào cũng chẳng đáng là gì. Mộc Tuyết, em đi liên hệ với nhà họ Hoa trước đi. Dương Tiêu dịu dàng nói. Nhìn thấy vẻ mạnh mẽ của Dương Tiêu, lúc này lòng Đường Mộc Tuyết vẫn còn như con nai chạy loạn, cảm giác này cô vẫn chưa từng có bao giờ. Dương Tiêu đi đến bộ phận nhân sự, trả đồng phục bảo vệ lại. Cầm số tiền không đến 500 tệ đi đến hàng rượu và thuốc lá, lại xem báo đấy am chủ tiệm rượu và thuốc lá Long Ngũ buông tờ báo xuống, hiếm khi mở miệng trêu ghẹo, đã biết từ lâu thằng nhóc nhà cậu không phải người bình thường, sao lại ẩn nhẫn ở nhà họ Đường tận 5 năm như vậy. Vừa nãy tôi thấy hết cả rồi, trông thấy sắc mặt khó coi của đám người nhà họ Đường kia, tôi còn cảm thấy sướng hộ cậu nữa. Sao đột nhiên muốn lộ thực lực thế? Bị Long Ngũ hỏi như vậy, Dương Tiêu cũng chỉ biết giở khóc giở cười. Anh muốn thể hiện thực lực chỗ nào đâu, chỉ là cái tên Vương Hạo kia thật sự quá ngu xuân thôi. Còn về phần mập mạp Kim đột nhiên xuất hiện, đưa đến một vị thần trợ lực, đây là chuyện mà Dương Tiêu hoàn toàn không ngờ đến. N đối mặt với Nghỉ Vân của Ngũ Long, Dương Tiêu chỉ trêu chọc một tiếng, tôi đây muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép thôi. Biệt ngay là cái tên nhóc nhà cậu đã không ra tay thì thôi, chứ vừa ra tay một cái là chấn động toàn dân. Tôi chắc chắn sẽ đợi đến khi cậu lộ rõ toàn bộ thực lực ra, lúc đó bọn người nhà họ Đường sẽ phải mở rộng tầm mắt. Long Ngũ nói. Dương Tiêu chỉ cười không nói. Nếu không vì tâm pháp Long Môn tối thượng còn chưa đạt đến đại thành, anh cũng sẽ không che giấu. Dương Tiêu cầm gói thuốc lá, mở bao lấy ra một điều. Ngay khi Dương Tiêu chuẩn bị đưa tiền, Long Ngũ không nhịn được nói, có từng đây thôi ấy hả? Một bao hồng sau nghỉ này có giá 9 tệ, lần trước cậu đưa 100. Lần này bớt đi 9 tệ, còn thừa 82, tôi nhớ ký giúp cậu, đi mau đi. Thấy vẻ không chịu nổi của Long Ngũ, Dương Tiêu dở khóc dở cười, đành phải thu tiền lại, rời khỏi cửa hàng bán rượu và thuốc lá. Vừa đi được không bao lâu thì Long Ngũ trông thấy một bóng dáng vọt ra, vừa xúc động vừa kích động nói, vận vận,
anh mở cửa hàng thuốc lá và rượu này, chỉ mong mỗi tháng có thể gặp em một lần. Nhiều năm qua rồi, chẳng lẽ em còn không buồn nhìn anh một cái hay sao? Ngày nào anh cũng chuẩn bị dưa hấu mà em thích ăn nhất, chỉ mong em có thể đến. Nghe thấy tiếng của Long Ngũ, cơ thể cô gái độ 30 này hơi run rẩy, trên mặt lộ vẻ đau khổ. Thế nhưng, từ đầu đến cuối cô ấy đều không quay đầu lại, đi thẳng một mạch đến tập đoàn y dược Đường Nhân. Thầy trông thấy cô gái không để ý đến mình, hốc mắt Long Ngũ đỏ lên. Anh ta cầm một trái dưa hấu, bổ ra rồi quát to theo, vận vận, anh ở đây chờ em về. Anh tin em chắc chắn sẽ trở về. Nếu anh ăn xong quả dưa này mà em vẫn chưa về, vậy thì chắc chắn không phải vì em không quan tâm đến anh mà là vì quả dưa này không đủ lớn. Nói rồi, Long Ngũ cầm một cái chìa khóa, bắt đầu sắn từng miếng một ăn. Chỉ tiếc, khi Long Ngũ ăn hết quả dưa hấu thì cô gái ấy vẫn không đến cửa hàng rượu và thuốc lá này. Dương Tiêu trông thấy hết thảy, thầm hít sâu một hơi. Anh thật sự không ngờ Long Ngũ lại là một người đàn ông trung tình sâu đậm đến như vậy. Long Ngũ đã mở cửa hàng rượu và thuốc lá ở đây nhiều năm, không ngờ chỉ vì mỗi tháng có thể trông thấy cô gái ấy một lúc. Ôi, hỏi thế gian tình là chỉ mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Dương Tiêu lại càng thầm kính nể Long Ngũ hơn. Nhìn Long Ngũ ăn dưa hấu xong mà lộ vẻ mất mát, Dương Tiêu cũng không đi đến an ủi. Anh biết, mình an ủi chẳng có ích gì. Quá trình này phải để chính Long Ngũ từ từ tiếp nhận. Cô gái đi đến tập đoàn y dược Đường Nhân này Dương Tiêu cũng biết. Đó là một cô gái tên Đường Vận, năm nay 31 tuổi, đến giờ vẫn chưa lấy chồng, làm tài vụ ở tập đoàn y dược Đường Nhân, một tháng chỉ đến công ty một lần, Dương Tiêu cũng rất ít liên hệ. Thậm chí, Đường Vận gần như vô hình trong công ty, người dòng chính của nhà họ Đường cũng chẳng quen thân gì với cô ấy. Nói tóm lại, trong mắt mọi người, Đường Vận là một quái nhân. Đường Vận và Long Ngũ phát sinh ân oán gút mắt thế nào, Dương Tiêu cũng không biết rõ lắm. Nghĩ đến Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu thầm hiểu ra rồi cười một tiếng. Anh tự răn mình, nhất định không được phụ một cô gái tốt thế này. Đã nhận chiếc Lamborghini của Mập Mạp Kim thì Dương Tiêu hiển nhiên phải đi thăm Mập Mạp Kim một chút, hỏi Mập Mạp Kim có chuyện gì cần mình giúp hay không. Đây cũng là lần đầu tiên anh lái con xe thể thao siêu cấp như thế này ra. Mặt đường không bằng phẳng lắm. Dương Tiêu cũng không dám lái quá nhanh, một chiếc BMW phía sau Lamborghini, chủ xe muốn vượt qua mấy lần đều không qua được. Trông thấy Dương Tiêu lái con xe đắt đỏ sang trọng mà còn lái chậm như vậy, không nhường đường cho mình, chủ xe BMW nhận định rằng Dương Tiêu đang khoe mẽ trước mặt mình. Chủ xe BMW nhân cơ hội vượt qua, đợi đến khi qua rồi, người này không nén nổi cảm xúc mà dựng thẳng ngón tay giữa với Dương Tiêu, giận dữ hét lên trời, làm màu má mày. Dương Tiêu dở khóc dở cười. Anh thật sự không ngờ rằng sẽ có người mắng mình làm màu, anh chẳng qua chỉ lái xe chậm một chút thôi mà. Sơn Trang Nạc Lan tọa lại ở một sườn núi ngoại thành phía đông thành phố Trung Nguyên. Nơi đây có phong cảnh tươi đẹp, cỏ xanh như thảm, trăm hoa đua nở, gió lùa khẽ qua, hương hoa tản mạn trong không khí thấm vào ruột gan. Không hổ là người làm sản phẩm bảo vệ sự khỏe, tên Mập Mạp Kim này cũng biết dưỡng sinh quá. Dương Tiêu khen ngợi. Dừng xe rồi, Dương Tiêu chào hỏi bảo vệ biệt thự. Có vẻ như Mập Mạp Kim mới thông báo gần đây nên nghe thấy cái tên Dương Tiêu thì bảo vệ cho đi ngay. Hả, anh Kim này, sao tên phế vật này lại đến đây? Vừa tiến vào biệt thự nhà họ Kim, một tiếng nói nặc mùi thuốc súng vang lên. Dương Tiêu nhìn lên, chỉ thấy trong sảnh nhà họ Kim, Mập Mạp Kim đang tiếp đãi một người. Dương Tiêu từng gặp người này một lần, đây chính là chủ nhiệm Vương. Bác sĩ Vương Trạch của khoa nội bệnh viện quý tộc đệ nhất thành phố Trung Nguyên. Người này cũng chính là đệ tử của thần y Liễu Giang Hà danh tiếng ngời ngời. Lần trước, mạng sống của ông cụ cung như nghìn cân treo sợi tóc, là Dương Tiêu Kim thời nói ra tam đại huyệt vị giúp Liễu Giang Hà xoay chuyển tình thế. Đối với chuyện này, Vương Trạch luôn canh cánh trong lòng. Trong mắt Vương Trạch, Dương Tiêu là một tên phế vật, một thằng trai bao chính cống, căn bản không có tư cách được đánh đồng với gã. Sở dĩ ông cụ cung có thể tỉnh lại chắc chắn là do thời điểm then chốt, sư phụ mình xuất ra ba châm hồi mệnh, không liên quan chút nào đến Dương Tiêu. Dương Tiêu chỉ nhân cơ hội, trông thấy sư phụ mình thi châm thì kêu lên thôi. Cho nên, người thật sự cứu chữa cho ông cụ cung chính là sư phụ mình chứ không phải Dương Tiêu. Nghĩ đến việc tất cả vinh dự đều bị Dương Tiêu chiếm lấy, Vương Trạch cực kỳ tức giận. Bởi vậy, khi nhìn thấy Dương Tiêu đến đây, gã ta không lạnh lùng chào phúng mấy câu mới là lạ. Mập Mạp Kim, Kim Đại Trung thấy Dương Tiêu đến vội đứng lên cười nói,
Em Dương à, cuối cùng em cũng đến rồi, anh đây đợi em rất lâu rồi đấy, nhưng anh đây biết là em sẽ đến. Em Dương, nghe Mập Mạp Kim gọi Dương Tiêu là em Dương, sắc mặt Vương Trạch cứng đờ. Mập Mạp Kim là ai cơ chứ? Đây chính là con cự long hiển hách của ngành thương nghiệp thành phố Trung Nguyên, không biết bao nhiêu người muốn nhịn bợ còn không có cửa. Nhưng không ngờ Mập Mạp Kim lại thân thiết với Dương Tiêu như vậy, chuyện này khiến Vương Trạch ghen gần chết. Cho dù là gã ta cũng chưa từng được Mập Mạp Kim thưởng thức. Dương Tiêu cười nói, anh Kim khách sáo quá rồi, không biết anh cần em giúp đỡ chuyện gì. Vương Trạch đang ngồi trong sảnh Dương Tiêu đã từng gặp rồi. Lúc mạng sống của ông cụ cung ở thế nghìn cân treo sợi tóc, đây chính là kẻ đi đầu trong việc chất vấn, chào phúng mình. Dương Tiêu nghe nói tên này rất được thần y Liễu Giang Hạ yêu thích, y thuật không tầm thường, gọi người này đến đây, chẳng lẽ Mập Mạp Kim có thật gì khó nói hay sao? Vương Trạch tiến lên cười lạnh một tiếng, ôi chao, không phải cậu là người đoán mệnh ba châm sao? Chẳng lẽ ngay cả bệnh của ngài Kim đây cậu cũng không nhìn ra à? Nghe giọng điệu quái đản của Vương Trạch, Dương Tiêu chỉ cười không buồn để ý. Dương Tiêu lại là người có lai lịch lớn, dù cho tạm thời Mập Mạp Kim không biết anh có thân phận gì. Nhưng Vương Trạch là đệ tử của thần y Liễu Giang Hà, là đệ tử thân truyền của thần y Liễu, đúng là anh ta có bệnh kín không tiện nói, vậy nên càng không nên đắc tội với Vương Trạch. Cuối cùng, Mập Mạp Kim trêu ghẹo nói, tất cả đều là người quen, lời khách sáo thì Mập Mạp tôi đây cũng không nói nữa. Hai vị có thể nể mặt Mập Mạp Kim tôi, Mập Mạp Kim tôi cực kỳ cảm kích. Bây giờ trong người tôi thật sự có chút bệnh, hy vọng hai vị xem giúp tôi. Quả nhiên là y chóc suy đoán của mình, Mập Mạp Kim này liên tục lấy lòng mình đúng là có nguyên nhân thật. Nghe vậy, Vương Trạch nhìn về phía Dương Tiêu, khiêu khích nói, Dương Tiêu đúng không? Nếu cậu đã biết về y thuật thì sao chúng ta không đọ sức một phen? Hiện tại trong người anh Kim đúng thật đã xuất hiện một vài triệu chứng. Cậu đến xem thử rốt cuộc là ngài Kim bị bệnh ẩn gì. Sự khinh miệt trên mặt Vương Trạch không che giấu chút nào, gã ta đã khinh thường Dương Tiêu từ đáy lòng. Một thằng nhóc ngay cả chứng chỉ hành nghề bác sĩ cũng không có, có tư cách gì đánh đồng với gã ta. Để gã ta và Dương Tiêu ra tay cùng lúc, Vương Trạch cho rằng đây là một loại sỉ nhục đối với gã ta. Mập Mạp Kim nhìn ra được Vương Trạch xem thường Dương Tiêu, anh ta mặc kệ không lên tiếng. Trong lòng cũng muốn nhìn xem tài năng y thuật của Dương Tiêu đã đạt đến trình độ nào. Được, đối với sự khiêu khích của Vương Trạch, Dương Tiêu gật gật đầu. Nói xong, Dương Tiêu không hề chần chờ nhìn về phía Mập Mạp Kim. Mập Mạp Kim vô cùng kinh ngạc, Dương Tiêu không cần hỏi han, chỉ dùng đôi mắt thường đã có thể quan sát ra căn bệnh của mình sao. Giả thần giả quỷ, Vương Trạch khinh thường cười. Trung y chú ý đến nhìn, nghe, ngửi, hỏi. Trừ khi đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa trong truyền thuyết mới có thể nhìn ra được người bệnh bị bệnh gì. Vương Trạch tự xưng là bất phàm nhưng ở phương diện nhìn, nghe, ngửi, hỏi mới gần ở nhập môn. Căn bệnh bình thường gã ta có thể nhìn ra được nhưng căn bệnh nào quá khó gã ta cũng không thể đoán ra được. Dương Tiêu rõ ràng đang dùng nhìn trong nhìn, nghe, ngửi, hỏi. Sư phụ thần y Liễu Giang Hà của gã ta chỉ sợ dùng mắt thường cũng chưa nhìn ra căn bệnh của Mập Mạp Kim, đừng nói chỉ đến Dương Tiêu. Thông qua sự dò hỏi vừa rồi, cơ bản Vương Trạch đã biết Mập Mạp Kim bị bệnh gì. Gã ta khít mũi coi thường, đánh chết cũng không tin Dương Tiêu có thể dùng mắt thường kết luận ra bệnh kín của Mập Mạp Kim. Chưa đủ 5 giây, Dương Tiêu thu hồi tầm mắt, cười nhạt nói, anh Kim, có phải từ 3 tháng trước anh đã bắt đầu cảm thấy eo, đầu gối đau nhức, chân tay, cả người lạnh? Lòng bàn chân thường thường đổ mồ hôi lạnh, sợ lạnh lẽo, buồn ngủ hơn, dễ dàng mệt nhọc đúng không? Nói trắng ra thì Mập Mạp Kim bị hư thận. Mập Mạp Kim nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, khiếp sợ nói, không hổ là em Dương. Trời ạ, em nói chúng hết tất cả rồi. Trong 3 tháng này anh vô cùng lo lắng. Em không biết đâu, bây giờ dưới gối anh còn chưa có một đứa con trai nào. Anh cũng uống rất nhiều loại thuốc bổ nhưng không có bất kỳ hiệu quả trị liệu nào. Phương diện nào đó của người đàn ông không gượng dậy nổi, đối với đàn ông mà nói đây là vết đau khó có thể mở miệng. Dương Tiêu cười cười, khó trách lúc trước Mập Mạp Kim gặp anh 2 lần, muốn nói mà không thể nói được. Dù sao, hư thận đối với đàn ông mà nói thì nó quá mất mặt, căn bản không dễ dàng nói ra. Vương Trạch đứng ở bên cạnh vẻ mặt khiếp sợ, gã ta ngoáy ngoáy lỗ tai mình, nghi ngờ bản thân xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể chứ? Tên phế vật tiểu bạch kiểm này có thể dùng mắt thường nhìn ra Mập Mạp Kim hư thận sao? Khẳng định lúc trước Mập Mạp Kim đã nói cho Dương Tiêu biết.
Tên phế vật này hỏi bác sĩ, mới dám xác định như thế. Vương Trạch rất khó chịu, hừ nói, ngài Kim, bệnh tình của anh tôi đã sớm nhìn ra. Chỉ nhìn ra được bệnh tình thì tính là cái gì, có thể đúng bệnh hốt thuốc chữa khỏi bệnh của anh mới có bản lĩnh thật. Thằng nhóc này ngay cả chứng chỉ hành nghề bác sĩ cũng không có, anh ngàn vạn lần đừng nghe cậu ta hồ ngôn loạn ngữ, là ba phần thuốc độc, uống thuốc bậy bạ sẽ hại chết người. Mập mạp Kim nhìn về phía Dương Tiêu, dò hỏi Dương Tiêu xử lý như thế nào. Dương Tiêu cười cười, nói, anh Kim, việc này thì đơn giản. Không bằng em và bác sĩ Vương cùng nhau kê đơn, nhìn xem rốt cuộc là đơn thuốc của ai có hiệu quả hơn đi. Vậy cũng tốt, mập mạp Kim vừa lòng gật gật đầu. Thân là thương nhân, mập mạp Kim là trộm gà, cho dù là Dương Tiêu hay Vương Trạch anh ta cũng không muốn đắc tội. Cố tỏ vẻ thần bí, Vương Trạch châm biếng một tiếng, khinh thường nhìn Dương Tiêu. Một kẻ hèn ngay cả chứng chỉ hành nghề bác sĩ cũng không có, có tư cách gì đấu với gã ta. Chờ xem cậu lấy ra được đơn thuốc gì, xem ai mất mặt. Vương Trạch âm thầm nghĩ. Dương Tiêu và Vương Trạch đồng thời viết ra các loại thuốc để trị liệu bệnh hư thận cho mập mạp Kim trên tờ giấy A4. Chưa đến một phút, Vương Trạch đã dẫn đầu viết xong, tính sẵn trong lòng với mập mạp Kim, nói, ngài Kim, chỉ cần anh dựa vào đơn thuốc của tôi đảm bảo không đến một tuần, bệnh tình của anh nhất định sẽ tốt hơn 7-8 phần. Liếc mắt nhìn Dương Tiêu vẫn đang viết, nội tâm Vương Trạch càng khinh thường hơn. Thằng nhóc buồn cười, còn dám giả mạo cao nhân y thuật, đúng là hài hước. Chờ lát nữa cậu không viết ra được đơn thuốc, tôi xem cậu xuống đài bằng cách nào. Anh Kim, em cũng xong rồi. Dương Tiêu viết xuống một liều thuốc cuối cùng, nói với mập mạp Kim. Mập mạp Kim vô cùng phấn chấn, anh ta biết tài năng y thuật của hai người trước mặt này vô cùng bất phàm, có lẽ vấn đề hư thận mình bối rối lâu nay đã có thể giải quyết hoàn mỹ. Ai nói trước, Vương Trạch châm biếng một tiếng. Dương Tiêu nhàn nhạt nói, nếu anh viết xong trước, vậy anh nói trước đi. Được, theo ý cậu, Vương Trạch càng khinh miệt hơn. Trong mắt Vương Trạch, Dương Tiêu tuyệt đối không thể viết ra đơn thuốc, Dương Tiêu khẳng định sợ mất mặt nên lúc này mới nói mình dẫn đầu nói ra đơn thuốc. Ngay sau đó, Vương Trạch đưa ra đơn thuốc của bản thân. Chỉ thấy trên đơn thuốc viết đông trùng hạ thảo, sừng hươu, nhân sâm, toàn những loại thuốc bổ. Vương Trạch tràn đầy tự tin nói với mập mạp Kim, ngài Kim, đơn thuốc này không biết đã chưa khỏi cho bao nhiêu người bị hư thận. Chỉ cần dựa theo đơn thuốc này mà bốc thuốc, đảm bảo thuốc sẽ trị hết bệnh hư thận của anh. Nói xong, Vương Trạch khinh thường nhìn về phía Dương Tiêu, phế vật, đơn thuốc của cậu đâu? Lấy ra cho ngài Kim nhìn một cái. Gấp làm gì? Dương Tiêu nhàn nhạt nói. Vương Trạch khinh thường nhìn, nói, phế vật, không biết ra nổi đơn thuốc chứ gì. Nói thật, tôi không quen nhìn mấy hạng người đạo mạo rào rạt như cậu. Lần trước người cứu khỏi ông cụ cung chính là sư phụ của tôi, không có nửa điểm lông liên quan đến cậu. Cậu chỉ là một tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm, sao biết y thuật được? Nhiều lắm chỉ là lòe thiên hạ mà thôi. Ngài Kim, tôi đề nghị ngài tốt nhất cách xa hạng người này một chút. Trên người kẻ bắt lực này toàn là đen đủi, đừng để anh bị cảm nhiễm theo. Này, sắc mặt mập mạp Kim cứng đờ. Anh ta làm gì không đoán trước được Vương Trạch đột nhiên muốn gây khó dễ với Dương Tiêu. Tuy rằng lúc trước mập mạp Kim cũng nghi ngờ năng lực của Dương Tiêu nhưng sau khi biết thân phận của Dương Tiêu là tiểu vương tử thổi sáo. Biết việc Dương Tiêu và Lý Minh Hiên cùng nhau bắt lấy được đảo nhỏ ở ven Hồ Nhạn Minh, mập mạp Kim vô cùng kiên định Dương Tiêu tuyệt đối không phải người thường. Trên thực tế, ngày hôm nay anh ta hẹn là thần y Liễu Giang Hà. Thần y Liễu hôm nay có việc ra ngoài nên cho Vương Trạch tiến đến. Nếu thần y Liễu tự mình mở miệng thì mập mạp Kim cũng không nói thêm cái gì. Không có cách nào, bản thân đang mắc chứng bệnh khó nói, có việc cầu người. Giờ phút này, đột nhiên Vương Trạch tiến hành nhục nhã với Dương Tiêu, khiến mập mạp Kim khó xử rồi. Một người là Dương Tiêu thần bí khó lường, người còn lại là đệ tử chân truyền của thần y Liễu, điều này khiến cho anh ta rất khó xử. Dương Tiêu cười nhạo một cái, cuối cùng ai mới là hạng người đạo mạo rào rạt thì chờ tiếp theo sẽ biết. Vương Trạch ngoài cười nhưng trong không cười, miệt thị nói, phế vật, đừng nói nhảm nữa, lấy ra đơn thuốc của cậu đây. Nhanh lên! Có phải ngay cả tên thuốc cậu cũng không biết hay không? Ha 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 ha, cũng đúng thôi, loại người giả danh lừa bịp như cậu sao có thể biết tên cụ thể của từng loại thuốc chứ? Nhìn gương mặt đáng ghê tởm của Vương Trạch, Dương Tiêu lắc lắc đầu cười, đưa đơn thuốc của mình ra. Ngay khi Dương Tiêu lấy ra đơn thuốc, Vương Trạch đang không ngừng cười đột nhiên im bặt. Đây, đụng hàng sao,
Xem xong đơn thuốc, mập mạp Kim không ngừng khiếp sợ. Cẩn thận nhìn lại, đơn thuốc mà Dương Tiêu viết thuốc chủ yếu là đông trùng hạ thảo, sừng hươu, nhân sâm, mấy loại thuốc bổ khác, cơ bản thì giống y như đúc với Vương Trạch. Ngôn tình hay. Sao có thể chứ, Vương Trạch như thấy quỷ hét lên. Có phải cậu nhìn lén đơn thuốc của tôi hay không? Vẻ mặt Vương Trạch phẫn nộ, căm tức nhìn về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu chỉ đơn thuốc của mình, nói nhỏ, đương nhiên, đơn thuốc của chúng ta không khác nhau lắm nhưng phiền anh đọc cho kỹ, tôi có thêm một phần dược liệu khác với của anh. Thêm một phần dược liệu gì? Vẻ mặt Vương Trạch khiếp sợ, gã ta nhìn về phía đơn thuốc của Dương Tiêu lần nữa. Tập trung nhìn vào, thấy cuối đơn thuốc của Dương Tiêu có thêm pepsin. Pepsin, thuốc này để trợ giúp tiêu hóa. Ngài Kim bị thận hư, cậu viết thêm thuốc trợ giúp tiêu hóa làm cái gì? Vương Trạch vô cùng khó hiểu, hỏi. Dương Tiêu cười nhạt, nói, pepsin là một loại thuốc tiêu hóa có chứa protease. Đừng quên anh Kim là người béo, vừa rồi anh Kim cũng nói, anh ấy đã uống rất nhiều loại thuốc bổ và chúng đều vô dụng. Xét cho cùng, việc tiêu hóa không theo kịp. Hơn nữa, cộng với việc tích tụ quá nhiều thuốc bổ sẽ mang đến gánh nặng cho cơ thể, lâu dài cơ thể sẽ miễn dịch cho nên anh Kim có uống thêm bao nhiêu loại thuốc bổ cũng vô ích. Với thực lực của anh Kim, không biết đã khám qua bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng. Loại thuốc này chắc chắn trước đó đã được kê, ngoại trừ nó thiếu pepsin giúp tiêu hóa. Anh Kim, em nói không sai chứ? Trời ạ, em Dương thật sự là một thân y. Mập mạp Kim liên tục khiếp sợ. Đúng vậy. Loại thuốc này trước đó đã có người kê cho anh ta nên sau khi nhìn thấy đơn thuốc của Vương Trạch, nội tâm mập mạp Kim tràn ngập thất vọng. Bởi vì anh ta đã từng thử qua, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào. Nên sau khi nghe thấy Dương Tiêu phân tích, lúc này mập mạp Kim mới nhận ra được bởi vì mình quá mập mạp nên đã gây ra chứng khó tiêu lâu ngày. Không nghĩ đến, Dương Tiêu chú ý chi tiết tốt như vậy, lập tức thấy được nguồn gốc của căn bệnh. Chết tiệt! Vương Trạch nghe xong. Giống như gặp phải chục nghìn điểm bạo kích tổn thương, khuôn mặt già dần dần khó coi. Gã ta thật sự không đoán trước được kẻ vô dụng trong mắt gã ta nói năng rõ ràng như thế, khiến gã ta không thể nào phản bác được. Chẳng lẽ người này thật sự biết y thuật sao? Không có khả năng, thằng nhóc này chính là phế vật ăn cơm mềm, phế vật này không có chứng chỉ hành nghề bác sĩ, sao có thể biết y thuật được chứ? Không chừng trước khi đến đây đã nhờ bác sĩ tài giỏi nào đó kê ra đơn thuốc như vậy. Cho đến bây giờ, Vương Trạch vẫn không muốn thừa nhận thực lực của Dương Tiêu áp đảo vượt xa gã ta. Dương Tiêu nhìn về phía Vương Trạch, cười nhạt nói, bác sĩ Vương, đơn thuốc này anh thấy thế nào? Sắc mặt Vương Trạch lúc xanh lúc trắng, gã ta nghiến răng nghiến lợi nói, phế vật, đừng tưởng rằng cậu có cao nhân giúp đỡ thì có thể kiêu ngạo. Ngài Kim, tôi có việc nên xin đi trước. Bây giờ ném mặt, Vương Trạch cũng không cần thiết ở lại nơi này. Nhìn chằm chằm Vương Trạch u ám rời đi. Dương Tiêu cười cười. Đối với loại người như Vương Trạch, Dương Tiêu thấy quá nhiều rồi, anh lười phản ứng. Mập mạp Kim thấy Dương Tiêu ép Vương Trạch đi rồi, trong lòng không ngừng chấn động. Lúc trước anh ta còn duy trì thái độ nghi ngờ với y thuật của Dương Tiêu, lúc này một sự băn khoăn cuối cùng của anh ta đã tan thành mây khói. Chỉ cần một loại thuốc giúp tiêu hóa, sự chênh lệch cao thấp giữa Dương Tiêu và Vương Trạch đã được phân rõ. Sau khi giải quyết xong vấn đề sinh lý của mập mạp Kim, Dương Tiêu lái xe trở về tập đoàn y dược Đường Nhân. Vừa mới dừng xe đã nhìn thấy Đường Mộc Tuyết trở về với sắc mặt tái nhợt. Đồng tử Dương Tiêu co rụt lại, anh biết, Đường Mộc Tuyết vấp phải trắc trở. Liên lạc với người nhà họ Hoa không được sao? Dương Tiêu ôn nhu hỏi. Đường Mộc Tuyết trở dài một hơi, vẻ mặt thất bại, nói, điện thoại gọi không được. Em tự mình đi đến trước nhà họ Hoa, thái độ nhà họ Hoa ngang ngược. Người phụ trách em cũng chưa gặp được thì đã bị đuổi ra ngoài. Còn có chuyện như thế sao? Dương Tiêu sờ sờ cằm. Phải biết rằng, Đường Mộc Tuyết rất có năng lực làm thị trường vậy mà người phụ trách nhà họ Hoa cũng chưa gặp được, còn đả kích Đường Mộc Tuyết thành vậy, xem ra thái độ nhà họ Hoa không phải ngang ngược bình thường. Đường Mộc Tuyết tái nhợt vô lực, chua xót nói, nhìn kiểu này chắc hẳn bà nội thật sự tính kéo em ra khỏi chức tổng giám đốc của bộ phận thị trường. Cô thật sự không còn cách nào. Nhà họ Hoa là một trong 10 gia tộc nhà giàu lớn nhất ở thành phố Trung Nguyên, lai lịch sâu rộng. Cho dù cô có ba tấc lưỡi nhưng không thấy được người phụ trách của bên đó thì tất cả chỉ là úa ổng phí thôi. Sắc mặt Dương Tiêu âm trầm, cục diện nhà họ Hoa này rối rắm anh đã từng nghe. Tiền nợ gần chục triệu, kinh động đến cả bà nội Đường. Một tháng trước,
bà nội Đường tự mình đi đến trước nhà họ Hoa, đến cả cửa cũng chưa được vào đã bị ném ra ngoài. Chung quy, nhà họ Đường là gia tộc gần thượng lưu, không thể nào đuổi kịp so với nhà họ Hoa sở hữu tài sản hơn chục tỷ. Tắng, hiện giờ, bà nội Đường giao cục diện rồi dám này cho Đường Mộc Tuyết, rõ ràng là cố ý gây khó dễ cho Đường Mộc Tuyết. Lúc này, Đường Hạo lái xe mang theo Đường Dĩnh trở lại Đường Nhân. Nhìn thấy Dương Tiêu, trong ánh mắt Đường Hạo hiện rõ một tia kiêng kỵ. Anh ta nhìn sắc mặt Đường Mộc Tuyết trắng bệch, chế giễu nói, Đường Mộc Tuyết, tôi khuyên cô hãy tiết kiệm sức lực của mình đi. Tháng trước bà nội đi đòi tiền nợ còn bị ném ra ngoài, đừng nói là cô. Cô nên nhớ kỹ, tôi mới là cháu ruột của bà nội chỉ biết xem trọng tôi mà không phải xem trọng cô. Vị trí tổng giám đốc bộ phận thị trường về sau sẽ là của tôi. Về sau sẽ không còn nơi dừng chân nào ở Đường Nhân dành cho cô đâu. Vừa mới bị Dương Tiêu đạp một cái, rõ ràng Đường Hạo thành thật rất nhiều. Anh ta không dám nói ra từ ngữ quá khích, sợ bị Dương Tiêu đánh một trận. Bị Giả Tuấn Kiệt phứt bỏ, Đường Dĩnh lạnh lùng cười, nói, nếu tôi nhớ không lầm, ngày mai chính là ngày kỷ niệm kết hôn giữa cô và tên phế vật Dương Tiêu này. Ha ha, gả cho một tên phế vật, trong 5 năm qua chưa từng có một ngày kỷ niệm kết hôn, thật là bi ai. Bây giờ còn sắp bị sa thải, hai. Đáng thương, thật sự quá đáng thương. Trong mắt Đường Dĩnh, Đường Mộc Tuyết mất đi vị trí tổng giám đốc bộ phận thị trường không khác gì bị sa thải. Lúc này Dương Tiêu mới nhận ra, ngày mai là ngày kỷ niệm kết hôn giữa anh và Đường Mộc Tuyết. 5 năm trước, anh kết hôn với Đường Mộc Tuyết vào ngày 26 tháng 6, bạn bè người thân ở nơi đó toàn vẻ mặt chế giễu. Cùng một ngày 5 năm trước, Đường Mộc Tuyết luôn luôn kiêu ngạo, được cho là đệ nhất mỹ nhân ở thành phố Trung Nguyên hoàn toàn ảm đạm thất sắc. Trong 5 năm này, mỗi khi đến ngày kỷ niệm kết hôn Đường Mộc Tuyết đều chịu sự dày vò. Ngày kỷ niệm kết hôn người ta đi du sơn ngoạn thủy, hạnh phúc như thế mà cô phải nỗ lực làm việc để nuôi sống cả nhà, mà còn chồng mình thì ở nhà làm việc nhà. Mỗi lần đến ngày kỷ niệm kết hôn, Đường Mộc Tuyết đều cảm thấy chua xót, cảm khái vận mệnh bất công. Đường Dĩnh, cô tự quan tâm bản thân mình đi. Vừa mới bị người ta vứt bỏ, cô đắc ý gì chứ? Đường Mộc Tuyết vừa mới vấp phải trắc trở, nghe được Đường Dĩnh công kích vào sự đau khổ của cô, Đường Mộc Tuyết lập tức phản kích nói. Cô, đồ tiện nhân này, cô nói ai bị vứt bỏ? Lời nói của Đường Mộc Tuyết giống như châm lửa vào túi thuốc nổ, cả người Đường Dĩnh tạc mao. Cảm xúc của cô ta vô cùng kích động, dương nanh múa vuốt, hận không thể tiến lên vào nát khuôn mặt tinh xảo của Đường Mộc Tuyết. Từ nhỏ đến lớn, cô ta toàn khinh thường Đường Mộc Tuyết. Hát năm bây giờ bị Đường Mộc Tuyết chế giễu, làm sao cô ta chịu đựng được đây? Đường Hạo vội vàng giữ chặt Đường Dĩnh đang sắp mất khống chế cảm xúc, nói nhỏ, Dĩnh Dĩnh, đừng làm bậy, cẩn thận tên phế vật Dương Tiêu này. Được Đường Hạo nhắc nhở, lúc này Đường Dĩnh mới không cam lòng, căm tức nhìn Đường Mộc Tuyết nói móc, dù tôi bị người khác vứt bỏ thì làm sao? Về sau tôi còn cơ hội gả vào nhà giàu, còn cô thì sao? Bây giờ cô không còn cách nào xoay người nữa. Cô chính là vợ của một tên phế vật này có thể cho cô cái gì chứ? Hừ, Đường Mộc Tuyết muốn phản bác nhưng Dương Tiêu vội vàng giữ chặt Đường Mộc Tuyết, nhìn về phía Đường Dĩnh nói nhỏ, cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, bằng không tôi thật sự là quên mất một ngày quan trọng như vậy. Nghe được lời này của Dương Tiêu, không chỉ có Đường Dĩnh ngây ngốc mà ngay cả Đường Mộc Tuyết cũng ngây ngốc. Tại sao Dương Tiêu đột nhiên nói ra lời này? Đường Hạo bản thiểu nói, ha 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 ha, phế vật, vừa thấy mày đã không thấy có ngày kỷ niệm kết hôn. Mày biết ngày kỷ niệm kết hôn là thứ gì không? Đường Dĩnh nhân cơ hội nói móc, đúng vậy, anh biết không? Tên phế vật này, đúng rồi, Đường Mộc Tuyết, không phải cô thích thổi sáo sao? Nói không chừng về sau tiểu vương tử thôi sao của cô xem trọng tôi. Tôi sẽ gả vào nhà giàu như trước, mà cả đời cô không thể làm cá mặn xoay người. Bị chế giễu luân phiên, Đường Mộc Tuyết không ngừng chua xót. Không nói đến việc bản thân chưa từng có ngày kỷ niệm kết hôn, ngày mai còn phải mất chức tổng giám đốc bộ phận thị trường. Nội tâm Đường Mộc Tuyết ngũ vị tạp trần, cực kỳ khổ sở. Việc này không cần hai người lo lắng. Nói xong, Dương Tiêu nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, sùng nịch nói, Mộc Tuyết, ngày mai anh sẽ cho một kinh hỉ thật lớn. Em cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thật sao, phế vật muốn chuẩn bị kinh hỉ? Ha 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 ha, thật là cười chết người. Nói xong, vẻ mặt Đường Hạo và Đường Dĩnh chế giễu đi vào bên trong tập đoàn y dược Đường Nhân. Ở trong mắt bọn họ, Dương Tiêu chỉ là một tên phế vật, hơn phân nửa còn là kẻ ngốc.
Tên phế vật chưa bao giờ tổ chức ngày kỷ niệm kết hôn còn dám dõng dạc, thật là vớ vẫn buồn cười. Đường Mộc Tuyết cố gắng nặn ra một nụ cười, Dương Tiêu, anh có phần tâm này đã đủ làm em thỏa mãn. Thật sự, em không cần cầu xa đại phú đại quý, chỉ cần anh có tâm tiến lên, với em mà nói chính là một kinh hỉ rất lớn. Mộc Tuyết, anh sẽ không làm em thất vọng đâu, em yên tâm. Nhìn Đường Mộc Tuyết trước mặt tốt như thế, Dương Tiêu ôn nhu nói. Anh thề, nhất định ngày mai anh phải cho Đường Mộc Tuyết một sự kinh hỉ thật lớn, khiến cho tất cả những kẻ tiểu nhân khinh thường chế giễu mở rộng tầm mắt. Ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Á On, đây chính là khách sạn chủ đề sang trọng và lớn nhất ở thành phố Trung Nguyên, nơi vô số những người nổi tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi khi họ kết hôn hoặc sinh con. Quan trọng nhất là khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo chỉ phục vụ người tầng lớp thượng lưu nên bọn họ có nét đặc sắc riêng. Mỗi tháng chỉ tiếp một người khách, mức tiêu phí tối thiểu là 3 triệu. Nơi này không chỉ tượng trưng cho sự giàu có mà còn tượng trưng cho thân phận địa vị. Rất nhiều nhân vật lớn ở thành phố Trung Nguyên sẽ tổ chức các sự kiện quy mô lớn tại đây. Tuy nhiên đối với nhiều người thì khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo chỉ là nơi xa xôi không thể chạm tới trong lòng bọn họ. Dù sao, mức tiêu phí tối thiểu trong một lần là 3 triệu, ai mà chịu nổi chứ? Dù là nhà giàu có 100 triệu cũng không dám tùy tiện lãng phí như thế. Chung quy 3 triệu không phải là con số nhỏ. Nhưng rất nhiều danh môn vọng tộc vì sĩ diện nên vẫn nhịn đau tiêu phí 3 triệu để tổ chức tiệc lớn. Nơi này mỗi tháng chỉ mở ra một lần, ai có thể đến nơi này ăn cơm một lần sẽ oanh động toàn bộ thành phố Trung Nguyên. Đương nhiên, khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo cũng có ngoại lệ. Nếu ai đó đã đặt, bạn có thể mở ra 2 lần một tháng nếu bạn muốn. Tiền đề, bạn phải trả giá gấp 10 lần giá gốc là 30 triệu thì bạn sẽ được ngoại lệ. Chỉ tiếc, 30 triệu là một số tiền khổng lồ. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một ai là ngoại lệ của khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo. Dương Tiêu đi vào khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo, tìm người giám đốc tiền sảnh, nói, xin chào, tôi muốn đặt tiệc vào ngày mai. Giám đốc tiền sảnh liếc mắt nhìn Dương Tiêu một cái, hơi xin lỗi nói, vị khách này, thật ngại quá, nơi này của chúng tôi chỉ tiếp đãi một lần một tháng. Tiếp đãi của tháng này đã kết thúc, mời ngài tháng sau lại đến. Dương Tiêu gật gật đầu nói, tôi biết nhưng mà không phải nơi này của các anh có ngoại lệ hay sao? Cái gì, ngoại lệ? Trong nháy mắt giám đốc tiền sảnh trừng lớn đôi mắt, phải biết rằng muốn ngoại lệ thì phải trả giá gấp 10 lần giá gốc, ít nhất phải tốn 30 triệu để bắt đầu. Ông ta liếc mắt nhìn Dương Tiêu một cái, nhìn thấy toàn thân Dương Tiêu chưa đủ 200 tệ, lập tức trong mắt chứa đầy sự khinh miệt, vị khách này, không phải ngài nói đùa với tôi chứ? Chuyện đùa này không buồn cười chút nào đâu, mong ngài không cần vô cớ gây rối. Nếu tiếp tục vô cớ gây rối, tôi sẽ gọi bảo vệ. Dương Tiêu cũng không có ý này. Ngày mai chính là ngày kỷ niệm cưới 5 năm của anh với Đường Mộc Tuyết, anh muốn ở ngày đặc biệt này cho Đường Mộc Tuyết một sự kinh hỉ thật lớn. Khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo, cấp bậc xa hoa, Dương Tiêu vô cùng vừa ý nơi này. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi cũng không có bất kỳ ý định gây náo loạn nào. Tôi vô cùng nghiêm túc đến đây đặt tiệc, Dương Tiêu trịnh trọng nói. Giám đốc tiền sảnh vô cùng khinh thường nhìn Dương Tiêu. Lúc trước ông ta toàn tiếp đãi những nhân vật lớn có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Trung Nguyên. Mỗi nhân vật lớn đó có khí thế bất phàm, ai giống bộ dạng của Dương Tiêu như giờ đâu. Hơn nữa, có thể làm giám đốc tiền sảnh ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo thì ánh mắt ông ta phải đặc biệt. 99% các nhân vật lớn ở thành phố Trung Nguyên ông ta đều quen biết. Dương Tiêu không chỉ có vô cùng lạ mặt, hơn nữa quần áo keo kiệt, thật khó có thể diễn tả bằng lời. Giám đốc tiền sảnh khinh miệt nói, được, vị khách nhân này, phiền ngài không chậm trễ thời gian của tôi, mời ngài rời đi. Từ lúc khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo thành lập đến nay, mỗi tháng đều có mấy người nghèo ti tiện đến tìm cảm giác tồn tại, giám đốc tiền sảnh đã thấy nhiều không trách được. Tôi thật sự là đến đặt tiệc ở khách sạn, đây không nên là cách đối xử của các anh đối với khách hàng. Dương Tiêu rất thất vọng, nói. Giám đốc tiền sảnh cười khẩy nói, nếu anh thật sự là nhân vật lớn, đương nhiên chúng tôi sẽ có cách đối đãi riêng của chúng tôi. Anh có biết nơi này là nơi nào hay không? Có biết ăn một bữa cơm ở chỗ này trả bao nhiêu tiền hay không? Tôi nói cho anh biết. Số tiền anh ăn một bữa cơm ở chỗ này, cả đời anh cũng không trả nổi. Được rồi, Dương Tiêu than một tiếng, chỉ có thể bắt lực lựa chọn rời đi. Một người hầu nhìn thấy Dương Tiêu lập tức đi như vậy, cậu ta vội vàng tiến lên hỏi, giám đốc, sao lại thế này?
vị khách nhân ấy không tính đặt tiệc sao? Giám đốc tiền sảnh phẫn nộ nói, đặt tiệc cái rắm. Về sau loại quỷ nghèo này đừng mang đến gặp tôi, lãng phí thời gian của tôi. Người hầu liên tục kinh ngạc, cậu ta hấp tấp nói, giám đốc, vị khách nhân này lái chiếc Lamborghini tới đây, là chiếc Lamborghini không được xuất bản nữa, trị giá hơn 20 triệu. Cái gì? Lamborghini trị giá hơn 20 triệu ư? Nghe thấy lời này, sắc mặt giám đốc tiền sảnh biến đổi lớn. Thường đi ở bờ sông, nơi nào không ướt giày. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Thằng nhóc, vừa rồi sao cậu không nói sớm? Sắc mặt giám đốc tiền sảnh hoảng loạn, vội vàng đuổi theo. Có thể lái chiếc siêu xe này, phi phú tức quý, ông ta không đắc tội nổi. Hơn nữa, đầu năm nay những con nhà giàu đặc biệt thích chơi. Giờ phút này, giám đốc tiền sảnh nhận định Dương Tiêu chính là con nhà giàu, vừa rồi là giả heo ăn thịt hổ. Dương Tiêu chưa kịp lên xe, giám đốc tiền sảnh đã đòi đến. Nhìn thấy thật sự có chiếc Lamborghini đậu trước cửa, sắc mặt giám đốc tiền sảnh nở rộ sáng lạn như cúc non. Ông ta tiến lên nịnh nọt nói, vị khách nhân này, thật là ngại quá, vừa rồi là tôi không nhìn rõ tình cảnh. Nơi này của chúng tôi luôn có người tiến đến để soát cảm giác tồn tại, hy vọng ngài có thể thông cảm. Chờ lát nữa tôi sẽ chiết khấu cho ngài, ngài thấy thế nào? Dương Tiêu nghĩ nghĩ, nói, được thôi. Thành phố Trung Nguyên lớn như vậy, khách sạn lớn có chủ đề lãng mạn giống như vậy chỉ có duy nhất một nhà là Thiên Đường Mộng Ảo. Dương Tiêu cũng không tìm được nơi nào thích hợp hơn khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo để tổ chức ngày kỷ niệm cưới. Vâng vâng, thái độ giám đốc tiền sảnh vô cùng tôn kính. Dương Tiêu quẹt thẻ, không tiếc chỉ trả giá gấp 10 lần giá gốc. Điều này khiến giám đốc tiền sảnh xúc động hỏng rồi. Vì một bữa tiệc mà không tiếc trả giá gấp 10 lần giá gốc, tiêu phí vốn to gần 30 triệu. Quả nhiên là con nhà giàu đến nơi này giả heo ăn thịt hổ. Chỉ cần đặt bao toàn bộ, trong khách sạn có thể tùy ý bố trí theo ý nghĩ của khách nhân. Dương Tiêu tỉ mỉ lựa chọn một cảnh tượng. Khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo có tổng cộng 18 tầng, Dương Tiêu chọn địa điểm ở tầng 18. Chiếc sáo ngọc này tạm thời để ở chỗ mấy người. Dương Tiêu giao chiếc sáo ngọc anh luôn mang bên người cho giám đốc tiền sảnh. Giám đốc tiền sảnh cung kính nhận lấy sáo ngọc. Ông ta cẩn thận đánh giá sáo ngọc trước mắt này, ngạc nhiên phát hiện, sáo ngọc này là do đế vương Lục Thuần tự tay chế tạo, vô cùng quý giá. Dương Tiêu từ khi anh còn nhỏ. Đây là món đồ anh chọn được khi chọn đồ vật đoán tương lai. Ông cụ Dương lập tức đưa sáo ngọc cho Dương Tiêu nhỏ tuổi. Không nghĩ đến, chiếc sáo ngọc này vô cùng quý giá, thủ công tinh tế. Nếu là tiến hành bán ra, chỉ sợ giá trị đánh giá ít nhất 100 triệu. Giám đốc tiền sảnh nhận ra được giá trị xa xỉ của sáo ngọc. Bỗng nhiên ông ta nghĩ đến gì đó, kinh hô, ngài Dương, chẳng lẽ ngài chính là tiểu vương tử thổi sáo nổi tiếng trên Internet? Tiểu vương tử thổi sáo? Dương Tiêu kinh ngạc hỏi. Anh biết Đường Mộc Tuyết thích thổi sáo, đột nhiên đối với tiểu vương tử thổi sáo nổi tiếng rất có thiện cảm nhưng anh cũng chưa kịp điều tra tiểu vương tử thổi sáo là thần thánh phương nào. Đột nhiên bị giám đốc tiền sảnh hỏi như vậy, Dương Tiêu ngơ ngắn. Giám đốc tiền sảnh vội vàng hỏi, ngài Dương, có phải ngài đã thổi sáo trong đảo nhỏ ở ven hồ Nhạn Minh trong cơn mưa to hôm qua phải không? Dương Tiêu khiếp sợ nói, làm sao anh lại biết? Giám đốc tiền sảnh vỗ đùi, chắc chắn nói, ngài Dương, ngài NZU2 huyền sâu lá, nổi tiếng trên Internet mà ngài không biết sao? Dương Tiêu cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Giám đốc tiền sảnh lập tức lấy di động ra tìm video cho Dương Tiêu xem. Nhìn thấy video, Dương Tiêu vô cùng kinh ngạc. Người trong video này không phải là mình sao? Chẳng qua, khoảng cách quá xa. Hơn nữa, mưa to và hơi nước ven hồ quá dày, không thấy rõ khuôn mặt của mình mà thôi. Nghĩ đến bản thân chính là tiểu vương tử thổi tiêu. Nghĩ đến việc mình lắc thân một cái biến hóa thành thần tượng trong lòng Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu thật sự không biết khóc hay cười. Hơn nữa. Vào buổi sáng, bản thân còn muốn xem thử tiểu vương tử thổi sáo là nhân vật nào. Nếu có cơ hội, lập tức cảnh cáo thằng nhóc này một chút, tránh xa Đường Mộc Tuyết một chút. Ngẫm lại tự mình ăn dấu ấm của mình, Dương Tiêu thật là dở khóc dở cười. Hóa ra, mình chính là tiểu vương tử thổi sáo nổi tiếng trên Internet. Dương Tiêu cảm thấy vô cùng vớ vẩn nhưng không thể không thừa nhận sự thật này. Giám đốc tiền sảnh không ngừng khiếp sợ. Phải biết rằng con gái ông ta đã biến tiểu vương tử thổi sáo thành người tình trong mơ. Bây giờ nhìn thấy dung mạo của tiểu vương tử thổi sáo, miễn bàn nội tâm giám đốc tiền sảnh chấn động như thế nào. Sau khi Dương Tiêu rời đi khách sạn,
khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo tuyên bố tin tức, ngày mai tổ chức tiệc lớn vì hai người. Thông tin này vừa bay ra, đã oanh động toàn bộ thành phố Trung Nguyên. Phải biết rằng, tháng này khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo đã tiếp đãi rồi. Muốn tiếp đãi lần nữa, cần thiết chỉ trả tiền thù lao gấp 10 lần. Mức tiêu phí thấp nhất là 3 triệu, gấp 10 lần đó chính là 30 triệu. Ông trời ơi, rốt cuộc là nhân vật lớn nào thế, hào khí như vậy. Có thể vung tiền như rác. Không biết, Thiên Đường Mộng Ảo chưa bao giờ có ngoại lệ tổ chức hai bữa tiệc lớn trong một tháng, lần này chính là ngoại lệ cũng không đúng sao. 30 triệu, ước chừng 30 triệu đó. Tài sản của rất nhiều danh môn vọng tộc ở thành phố Trung Nguyên cũng có tầm thế nhỉ. Trong khi mọi người đang chấn động, thông tin lớn nhất được truyền ra. Người đặt tiệc ở khách sạn đúng là tiểu vương tử thổi sáo đang nổi tiếng ở trên Internet. Oh my god. Trong nháy mắt, toàn bộ thành phố Trung Nguyên nổ tung chảo. Tiểu vương tử thổi sáo cuối cùng muốn hiện thân sao? Thật kích động nha. Khoan đã, tiểu vương tử đặt tiệc ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo giống như chỉ có mỗi hai người. Không thể nào, chẳng lẽ tiểu vương tử thổi sáo đã có người trong lòng? Oh no, vương tử của tôi. Thông tin vừa truyền ra, ruột gan của vô số thiếu nữ nứt từng khúc. Trong phút chốc, ánh mắt của vô số người ở thành phố Trung Nguyên tập trung vào khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo. Thậm chí không ít người đặt bàn các khách sạn và nhà hàng xung quanh, chỉ vì muốn thấy dung mạo của tiểu vương tử thổi sáo. Trăm triệu lần Dương Tiêu không nghĩ đến, bởi vì mình đã oanh động toàn bộ thành phố Trung Nguyên. Nghe nói, tiểu vương tử thổi sáo tốn vốn to chục triệu chỉ để cùng một người phụ nữ phong hoa tuyệt đại tổ chức ngày kỷ niệm cưới. Nghe được tin tức này, tim của vô số thiếu nữ tan nát. Chưa ai đoán được tiểu vương tử thổi sáo trong lòng các cô đã có gia đình. Rất nhiều cô gái cực kỳ hâm mộ không thôi, có thể gặp được người đàn ông tốt như này, không chỉ có tiền mà tài hoa còn hơn người, biết lãng mạn, người phụ nữ gả cho tiểu vương tử đời trước là cứu vớt thế giới sao? Mọi người trong nhà họ Đường cũng nghe được thông tin này, mỗi người không ngừng hâm mộ. Phải biết rằng, nhà họ Đường bọn họ thuộc người xuất sắc trong các gia tộc cận thượng lưu ở Trung Nguyên, tài sản gần 100 triệu. Tiểu vương tử thổi sáo người ta chỉ vì một bữa cơm mà phát tay một cái đã 30 triệu. Bọn họ dường như hoàn toàn biết được cái gì gọi là vung tiền như rác, hào khí tận trời. Đường Dĩnh cười khẩy nói, tiểu vương tử thổi sáo hiện thân nhưng vì một người phụ nữ. Người phụ nữ này tuyệt đối xinh đẹp hơn gấp mấy lần so với con đĩ Đường Mộc Tuyết. Nhìn người ta xem, ngày kỷ niệm cưới tiêu phí mấy chục triệu, mà tên phế vật Dương Tiêu kia ngày mai sẽ tặng cho Đường Mộc Tuyết 300 đồng tiền sao. Đường Hạo cười nhạo một tiếng, ngày mai tên phế vật kia có thể cho Đường Mộc Tuyết 30 tệ đã không tồi, còn 300 tệ, em thật sự là đề cao nó quá rồi. Nghe nói, tiểu vương tử thổi sáo tốn vốn to chục triệu chỉ để cùng một người phụ nữ phong hoa tuyệt đại tổ chức ngày kỷ niệm cưới. Nghe được tin tức này, tim của vô số thiếu nữ tan nát. Chưa ai đoán được tiểu vương tử thổi sáo trong lòng các cô đã có gia đình. Rất nhiều cô gái cực kỳ hâm mộ không thôi, có thể gặp được người đàn ông tốt như này, không chỉ có tiền mà tài hoa còn hơn người, biết lãng mạn, người phụ nữ gả cho tiểu vương tử đời trước là cứu vớt thế giới sao. Mọi người trong nhà họ Đường cũng nghe được thông tin này, mỗi người không ngừng hâm mộ. Phải biết rằng, nhà họ Đường bọn họ thuộc người xuất sắc trong các gia tộc cận thượng lưu ở Trung Nguyên, tài sản gần 100 triệu. Tiểu vương tử thổi sáo người ta chỉ vì một bữa cơm mà phát tay một cái đã 30 triệu. Bọn họ dường như hoàn toàn biết được cái gì gọi là vung tiền như rác, hào khí tận trời. Đường Dĩnh cười khẩy nói, tiểu vương tử thổi sáo hiện thân nhưng vì một người phụ nữ. Người phụ nữ này tuyệt đối xinh đẹp hơn gấp mấy lần so với con đĩ Đường Mộc Tuyết. Nhìn người ta xem. Ngày kỷ niệm cưới tiêu phí mấy chục triệu, mà tên phế vật Dương Tiêu kia ngày mai sẽ tặng cho Đường Mộc Tuyết 300 đồng tiền sao? Đường Hạo cười nhạo một tiếng, ngày mai tên phế vật kia có thể cho Đường Mộc Tuyết 30 tệ đã không tồi, còn 300 tệ, em thật sự là đề cao nó quá rồi. Trên mặt hai anh em lập tức tràn ngập trào phúng, ở trong lòng bọn họ, Dương Tiêu chúng là một kẻ đáng thương không lên được mặt bàn. Làm xong hết tất cả, Dương Tiêu lập tức liên lạc với Lý Thần Chiến. Nói anh ta liên hệ với nhà họ Hoa ở Trung Nguyên. Buổi chiều anh muốn gặp mặt người phụ trách nói chuyện về việc tiền nợ y dược Đường Nhân. Ban đầu Dương Tiêu tính để Lý Minh Hiên liên hệ nhà họ Hoa nhưng suy nghĩ rồi bỏ qua. Bây giờ Lý Minh Hiên đang trông coi trong đảo nhỏ ở ven hồ Nhạn Minh. Chuyện biệt thự vô cùng quan trọng, đối với Dương Tiêu mà nói thì nó có ý nghĩa rất đặc biệt.
anh phải cho Đường Mộc Tuyết một gia đình ấm áp mà xa hoa. Dương Tiêu không tính gây thêm phiền hà cho nhà họ Cung bên kia. Ông cụ Cung đã giúp anh bắt lấy đảo nhỏ, anh đã vô cùng cảm kích. Mập Mạp Kim đang trị bệnh hư thận, Dương Tiêu cũng không tính quấy rầy anh ta. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Tiêu quyết định để Lý Thần Chiến ra mặt. Lý Thần Chiến là ai? Chính là người Dương Tiêu một tay nâng đỡ lên, là nhân vật lớn danh tiếng ngời ngời ở mảnh đất màu xám thuộc thành phố Trung Nguyên. Thì chỉ cần Lý Thần Chiến ra ngựa, cho nhà Hoa 100 lá gan, nhà họ Hoa cũng không dám không cho Lý Thần Chiến mặt mũi. Dù sao, có thể trở thành lão đại phong vân của mảnh đất màu xám, mỗi người đều là nhân vật tàn nhẫn. Những danh môn vọng tộc ở thành phố Trung Nguyên đối với nhân vật ở mảnh đất màu xám vô cùng kiêng kỵ, đánh chết bọn họ cũng không muốn đắc tội những người đáng sợ này. Một khi đã đắc tội, hậu quả không dám tưởng tượng. Một khi nhân vật ở mảnh đất màu xám đã trả thù, những gia tộc giàu có đó căn bản không chống đỡ được. Bạn ở sáng, địch ở trong tối, đối phương chuyên môn ám sát người gia tộc các bạn, phá hủy xí nghiệp của gia tộc bạn. Không bao lâu sau có thể sẽ có một gia đình giàu có tuyên bố phá sản, toàn bộ nhân tâm gia tộc hoảng sợ, sợ gặp phải bất trắc. 2 năm trước, một nhà giàu thượng lưu đắc tội một nhân vật lớn ở mảnh đất màu xám, trong một đêm bị diệt môn, chấn kinh lớn toàn thành phố. Vâng, Điện Hạ, Lý Thần Chiến tất cung tất kính đáp lại. Giờ phút này, căn bản Lý Thần Chiến không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của Dương Tiêu. Mạng của anh ta là Dương Tiêu cho. Hoàn cảnh anh ta có hôm nay không thoát khỏi liên quan đến Dương Tiêu. Hơn nữa, hai gã bảo vệ vô địch quyền anh đã bị Dương Tiêu giết. Điều này càng khiến Lý Thần Chiến không dám có một chút thô lỗ nào trước mặt Dương Tiêu. Thời kỳ đỉnh cao của người đàn ông mạnh mẽ này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, Lý Thần Chiến quá rõ ràng. Dương Tiêu tiếp tục nói, đúng rồi, giúp tôi điều tra bối cảnh của một người tên Long Ngũ, còn có một người phụ nữ gọi là Đường Vận của nhà họ Đường nữa. Hãy điều tra rõ ràng quan hệ của bọn họ rốt cuộc là ra sao. Vâng, Điện Hạ, Lý Thần Chiến nói lần nữa. Đối với thân phận thật sự của chủ tiệm thuốc lá và rượu Long Ngũ, Dương Tiêu cũng vô cùng tò mò. Đặc biệt là thái độ của Long Ngũ đối với Đường Vận. Biểu hiện tình tố từng ngụm ăn dưa hấu của Long Ngũ mang đến sự xúc động cực lớn với Dương Tiêu. Câu nói của Long Ngũ vẫn quanh quẩn bên tai Dương Tiêu như cũ, anh ở chỗ này chờ em trở về. Anh tin tưởng em nhất định sẽ trở về. Nếu anh ăn xong trái dưa này rồi, em vẫn chưa trở về, khẳng định không phải em không quan tâm anh mà là trái dưa này chưa đủ lớn. Nghe một câu vô cùng bình thường như thế, thậm chí lời nói còn hơi hài hước nhưng lại khiến nhân tâm chua xót như vậy. Bê Dương Tiêu hiểu rất rõ, chỉ có yêu một người yêu đến mức quên hết tất cả mới có thể có biểu cảm như thế. Anh thật sự khó có thể tưởng tượng được. Người đàn ông sắt đá giống như Long Ngũ sẽ làm được chuyện này vì một người phụ nữ. Nếu anh nhớ không lầm thì Long Ngũ mở cửa hàng thuốc lá và rượu đã gần 10 năm rồi. Mà người phụ nữ Đường Vận này cũng vô cùng xinh đẹp, rất có khí chất. Lúc trước rất nhiều mai mối nhưng tất cả đều bị Đường Vận từ chối. Năm nay Đường Vận đã 31 tuổi, chưa từng cưới chồng. Chẳng lẽ đang chờ đợi Long Ngũ sao? Chỉ là tại sao Đường Vận để ý như vậy nhưng lại bỏ mặc Long Ngũ? Dương Tiêu không hiểu lắm nhưng anh hy vọng bản thân có thể giúp được Long Ngũ. Trong 5 năm này, trừ bỏ xem ông cụ Cung và ông cụ Bạch đánh cờ thì nơi Dương Tiêu đến nhiều nhất chính là cửa hàng thuốc lá và rượu này. Dương Tiêu vì tránh bại lộ tung tích, cũng không kết bạn với người nào. Long Ngũ xem như một trong những người bạn mà Dương Tiêu có thể đếm trên đầu ngón tay ở thành phố Trung Nguyên. Anh nhớ rất rõ, khi bản thân nghèo túng nhất, nợ cửa hàng thuốc lá và rượu của Long Ngũ hơn 1.000 tệ. Lý Thần Chiến nhận được điện thoại của Dương Tiêu, lập tức buông công việc của mình mang theo một đám người đi đến nhà họ Hoa. Lý Thần Chiến đã đến, khiến đám người nhà họ Hoa sợ không nhẹ. Dù sao, Lý Thần Chiến chính là ba đầu sỏ danh tiếng ngời ngời ở mảnh đất màu xám thành phố Trung Nguyên. Nếu Lý Thần Chiến gây khó dễ với nhà họ Hoa bọn họ, chỉ sợ toàn bộ nhà họ Hoa bọn họ không thể chống đỡ. Gia chủ nhà họ Hoa, Hoa Vô Khuyết vội vàng đón tiếp Lý Thần Chiến. Sợ chọc giận tôn sát thần này. Lý Thần Chiến nói mọi chuyện cho gia chủ nhà họ Hoa, Hoa Vô Khuyết. Nghe xong, Hoa Vô Khuyết kinh hãi. Buổi chiều nói người phụ trách chuyện y dược Đường Nhân gặp Dương Tiêu. Chỉ đơn giản như vậy. Không phải chứ. Khi Lý Thần Chiến đi rồi, toàn bộ người nhà họ Hoa không ngừng chấn động. Lý Thần Chiến phong vân sát xá ở mảnh đất màu xám chỉ vì việc nhỏ này tự mình đến nhà họ Hoa một chuyến. Như vậy,
vị Dương Tiêu này là thần thánh phương nào. Nhưng sau khi biết được Dương Tiêu là con rể phế vật tiếng tăm lừng lẫy thành phó Trung Nguyên, cằm người nhà họ Hoa rơi đầy đất. Trời mát có lầm không vậy? Để người phụ trách việc hợp tác y dược với nhà họ Đường gặp con rể phế vật. Cứ việc không hiểu nổi, thậm chí nghi ngờ Lý Thần Chiến có phải lầm người hay không, nhưng nhà họ Hoa vẫn trịnh trọng tiếp đãi. Gia chủ nhà họ Hoa, Hoa Vô Khuyết cố ý phái con ruột của mình là Hoa Triển Bác và Hoa Mộ Cam. Thời gian ước định là 4 giờ chiều, địa điểm là sân gôn duy nhất ở Trung Nguyên. Hai người Hoa Triển Bác và Hoa Mộ Cam đến đầu tiên, Dương Tiêu cũng đúng giờ đến nơi đó. Dương Tiêu xuống xe, mặt đầy ôn nhu. Mộc Tuyết, em yên tâm, em không làm được, anh sẽ thay em hoàn thành. Phần tiền nợ này, anh sẽ giúp em xử lý. Nhìn thấy Dương Tiêu đến, sắc mặt thiếu chủ nhà họ Hoa Hoa Triển Bác cực kỳ cứng đờ. Cậu ta cẩn thận đánh giá Dương Tiêu vài lần. Nhìn thấy bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của Dương Tiêu, vẻ mặt cậu ta khinh thường, nói với chị Hoa Mộ Cam, chị, Lý Thần Chiến không lầm sao. Xác định là tên phế vật này. Toàn bộ nhà họ Hoa kinh ngạc khi biệt phải gặp mặt Dương Tiêu, con rể toàn danh xấu uất ức của nhà họ Đường. Nếu không phải kiêng kỵ bang chủ bang răng cá mập Lý Thần Chiến, nhà họ Hoa bọn họ tuyệt đối sẽ không phái người đi gặp tên phế vật Dương Tiêu này. Thiếu chủ nhà họ Hoa, Hoa Triển Bác khinh thường đầy mặt, giống như gặp mặt Dương Tiêu chính là kéo tháp cấp bậc của cậu ta. Ít nhất, ở trong mắt Hoa Triển Bác, Dương Tiêu chính là tên ẻo lả chuyên bám váy phụ nữ, là nỗi sỉ nhục của cánh đàn ông. Thân là chị của Hoa Triển Bác, trong ánh mắt Hoa Mộ Cam lộ ra sự sắc sảo. Cô quan sát kỹ Dương Tiêu, có thể cảm nhận được rõ khí chất bất phàm trên người Dương Tiêu, giống như thản nhiên nhìn tất cả sự vật xung quanh, không có gì lạ lẫm. Phải biết rằng, nơi này chính là sân gôn duy nhất ở thành phố Trung Nguyên, vô cùng xa hoa. Nếu là người thường tiến vào, tất nhiên trên mặt sẽ dâng lên vẻ khiếp sợ, thậm chí nhìn đông nhìn tây chụp ảnh khắp nơi. Mà Dương Tiêu thì khác. Giống như sân gôn xa hoa, phong cảnh duyên dáng này chính là vườn hoa sau nhà anh, căn bản không có gì đáng ngạc nhiên. Không nghĩ đến, Hoa Mộ Cam chính là một trong những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới, vô cùng ưu tú. 16 tuổi cô thi đại học, đạt số điểm tuyệt đối là 750. Hoa Mộ Cam trúng tuyển vào Đại học Harvard với số điểm xuất sắc là 735. 18 tuổi lấy được bằng thạc sĩ quản lý công thương. 21 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ quản lý kinh tế ở Đại học Harvard mấy năm trước, sự tích của Hoa Mộ Cam nhắc lên sự oanh động rất lớn ở trong nước, thậm chí không ít khu vực Âu Mỹ mời Hoa Mộ Cam làm giám đốc điều hành. Đối mặt với rất nhiều dụ hoặc, Hoa Mộ Cam dứt khoát kiên quyết về nước vì gia tộc, vì phát triển gia tộc, trả giá tâm huyết. Đáng giá nhắc đến chính là mấy năm trước nhà họ Hoa gần như là gia tộc thượng lưu ở thành phố Trung Nguyên. Vài năm sau, dưới sự dẫn dắt của Hoa Mộ Cam, nhà họ Hoa mạnh mẽ bước lên một trong 10 nhà giàu có lớn ở Trung Nguyên. Hoàn toàn có thể thấy được thủ đoạn của Hoa Mộ Cam vượt qua người thường. Hôm nay, Lý Thần Chiến, một trong ba đầu sỏ mảnh đất màu xám tiến đến, khiến cả nhà họ Hoa chấn động. Hoa Mộ Cam tự thân ra ngựa, cô muốn thử nhìn xem con rể phế vật nhà họ Đường khiến Lý Thần Chiến tự mình xuất động rốt cuộc có thật sự giống như những gì mọi người nói không đáng giá để nhắc đến hay không. Giờ phút này, nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Hoa Mộ Cam cảm nhận rõ Dương Tiêu không giống người bình thường. Dường như Dương Tiêu trước mặt chính là con rồng ẩn, vẫn luôn ở trong giai đoạn ẩn nhẫn, chỉ kém một cơ hội là có thể một bước lên trời. Câm miệng cho chị, lát nữa giữ miệng em thật tốt. Nếu không muốn làm nhà họ Hoa gặp nạn, em thành thật chút cho chị. Hoa Mộ Cam trách mắng. Vâng, Hoa Triển Bác vội vàng đáp. Tuy rằng cậu ta là thiếu chủ nhà họ Hoa nhưng vẫn luôn vì chị gái Hoa Mộ Cam như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cậu ta hiểu rõ, nếu là chị gái muốn thừa kế vị trí gia chủ, căn bản không tới lượt của cậu ta. Cho dù là ra sao, cũng không thay đổi được sự thật Dương Tiêu là một tên phế vật trong làm cậu ta. Từ xa Dương Tiêu đã nhìn thấy một người cao gầy, nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, ánh mắt lộ ra ánh sáng sắc sảo Hoa Mộ Cam. Không thể không nói, bị Hoa Mộ Cam đánh giá như thế, Dương Tiêu chỉ cảm thấy bản thân giống như bị người khác xem thấu tất cả bí mật của mình. Người phụ nữ này không đơn giản. Nói vậy, vị này chính là ngài Dương của nhà họ Đường đúng không? Tôi là Hoa Mộ Cam nhà họ Hoa, gia chủ nhà họ Hoa, Hoa Vô Khuyết là bố của tôi. Dương Tiêu vừa mới tiến đến, Hoa Mộ Cam lập tức cười nói. Nụ cười của cô ấy vô cùng sáng lạn, hơn hẳn trăm hoa đua nở. Ngài Dương gì chứ, chỉ là một tên phế vật nhà họ Đường mà thôi.
Hoa Triển Bác ở bên cạnh khinh thường, lẩm bẩm nói. Triển Bác, Hoa Mộ Cam nhíu mày không vui nói. Vâng, em sai rồi chị, trên mặt Hoa Triển Bác không có một tia xin lỗi. Hoa Mộ Cam cười nói, người này chính là em trai Hoa Triển Bác. Triển Bác không hiểu chuyện, Mộ Cam thay mặt nó xin lỗi ngài Dương. Không sao, không có vấn đề gì. Dương Tiêu Phát phát tay. Từ khi mình làm ở rễ nhà họ Đường, bản thân đã trở thành vô số trò cười trong mắt người khác. Những năm gần đây, Dương Tiêu đã nghe quen mấy từ như phế vật, kẻ bất lực. Anh căn bản không để bụng mắt thứ xưng hô này. Anh đến đây vì muốn đòi số tiền nợ của nhà họ Đường. Chỉ cần tiền nợ trả đúng chỗ, ngày mai khiến cho đám người bà nội Đường và Đường Hạo mở rộng tầm mắt là đủ rồi. Hoa Mộ Cam âm thầm kinh ngạc, quả nhiên Dương Tiêu không hề đơn giản, thật sự là một tên phế vật sao. Nhan sắc cô ấy như tiên trên trời, người đàn ông bình thường sẽ bị rung động trước nhan sắc khuynh thành của cô ấy, mà trên mặt người trước mặt này không có chút gợn sóng nào. Thằng nhóc này bị mù hay là không dao động trước cô ấy? Hơn nữa, cô ấy đến từ nhà họ Hoa, một trong 10 nhà giàu thượng lưu ở Trung Nguyên, địa vị xã hội cao cao tại thượng. Mà thằng nhóc trước mặt này không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, căn bản không giống người bình thường. Cái quan trọng nhất chính là thằng nhóc trước mắt này bị người khác nhục mạ là phế vật nhưng không tức giận chút nào, là thói quen hay không để bụng chứ. Ba điểm này, tất cả đều tập trung trên cùng một người, đủ chứng minh người này bất phàm. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ nói cho Hoa Mộ Cam biết, Dương Tiêu trước mặt cô ấy không phải là một tên phế vật mà là một con rồng ẩn, là một con rồng ẩn sát xá phong vân. Không biết mục đích ngài Dương để ngài Lý bố trí cuộc gặp mặt lần này là gì? Hoa Mộ Cam nói thẳng vào chủ đề. Dương Tiêu cười một tiếng, nhàn nhạt nói, chuyện rất đơn giản, từ nửa năm trước Đường Nhân cung cấp y dược cho nhà họ Hoa đột nhiên không trả tiền. Nửa năm qua nhà họ Hoa hai người nợ 9 triệu 8 nhân dân tệ. Nhà họ Đường phái người đi đòi nợ nhưng không có kết quả, ngay cả vợ của tôi cũng bị mấy người chặn ở ngoài cửa. Tôi không có ý nghĩ gì khác, chỉ hy vọng nhà họ Hoa hai người thanh toán tiền còn nợ. Thanh toán tiền còn nợ? Anh đang đùa cái gì thế? Nhà họ Đường các anh làm việc ghê tởm như vậy, không tuân theo hợp đồng, không yêu cầu các anh bồi thường thiệt hại tiền vi phạm hợp đồng đã không tồi rồi. Nghe được lời này của Dương Tiêu, Hoa Triển Bác đứng ở bên cạnh Hoa Mộ Cam phẫn nộ rồng lên. Nhìn thấy Hoa Triển Bác phẫn nộ như thế, sắc mặt Dương Tiêu sầm xuống. Anh lập tức biết chuyện này không đơn giản như thế. Nhà họ Hoa là một trong 10 nhà giàu lớn ở Trung Nguyên, tài sản hơn chục tỷ, căn bản sẽ không để ý chục triệu này. Đột nhiên không trả tiền cho nhà họ Đường, khẳng định là có lý do. Triển Bác, không được vô lễ với ngài Dương. Hoa Mộ Cam nói nhỏ. Hừ, Hoa Triển Bác không phục, căm tức nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu nhíu nhíu mày hỏi, cô Hoa, rốt cuộc chuyện này ra sao vậy? Hoa Mộ Cam cẩn thận liếc mắt đánh giá Dương Tiêu, thấy Dương Tiêu không giống như nói dối, lúc này mới chậm rãi nói, nhìn dáng vẻ của ngài Dương hình như chưa biết chuyện đã xảy ra, vậy để tôi nói hoàn chỉnh cho anh biết. Lúc đầu hai nhà hợp tác, nhà họ Hoa chúng tôi vô cùng vừa lòng với y dược Đường Nhân. Chúng tôi cũng vô cùng tin tưởng Đường Nhân, bởi vậy mỗi lần giao hàng vì số lượng lớn nên chúng tôi không kiểm tra cẩn thận. Ngay vào nửa năm trước, một bên hợp tác khác với nhà họ Hoa chúng tôi đột nhiên nói cho chúng tôi biết thiếu một ít y dược. Thật ra nếu thiếu một ít thì cũng bỏ qua, dù sao có một ít sai lầm là vô cùng bình thường, cùng lắm thì chúng tôi kiếm thiếu ít hơn một chút. Nhưng đáng giận nhất chính là bên trong y dược Đường Nhân các anh cung ứng xuất hiện số lượng lớn y dược thật giả lẫn lộn. Kiểm tra đo lường chất lượng không đủ tiêu chuẩn, đây chính là vấn đề nghiêm trọng. Ngài Dương, vừa thấy đã biết anh là người biết đạo lý. Anh chắc hẳn là biết lẫn lộn thật giả có ý nghĩa gì đúng không? Đây không chỉ là vấn đề thái độ, càng là đạp nát kim tự chiêu bài của nhà họ Hoa chúng tôi. Chúng tôi đã từng cảnh cáo Đường Nhân, đáng tiếc chuyện này vẫn tiếp tục xảy ra. Anh nói thử xem, nhà họ Hoa chúng tôi dựa vào điều gì phải thanh toán cho các anh. Cũng không phải nhà họ Hoa chúng tôi không nói đạo lý mà do tập đoàn y dược Đường Nhân các anh vi phạm hợp đồng. Nếu không phải thấy các anh cũng sống ở khu vực Trung Nguyên, chúng tôi hoàn toàn có thể gửi thư cho luật sư nhà họ Đường. Nghe xong, sắc mặt Dương Tiêu hoàn toàn sầm xuống dưới. Người ký đơn đặt hàng với nhà họ Hoa chính là Đường Hạo, xảy ra tình trạng như vậy, căn bản không thể thoát khỏi liên quan với Đường Hạo. Dương Tiêu thật sự không đoán được, Đường Hạo dám không kiêng nể gì như vậy, dám giở trò bịp bợm trong đơn đặt hàng nhà họ Hoa. Hoa Triển Bác cười lạnh một tiếng,
nhìn chằm chằm Dương Tiêu phẫn hận nói, phế vật, bây giờ đã biết rõ rồi chứ. Anh còn mặt mũi gì đòi tiền nợ với chúng tôi? Nhà họ Hoa là nhà giàu đứng đầu thành phố Trung Nguyên, mua y dược từ tập đoàn y dược Đường Nhân sau đó bán giá cao lấy lợi nhuận, đây không có gì đáng trách. Nhưng tập đoàn y dược Đường Nhân thân là nhà cung cấp y dược, không chỉ thiếu y dược người ta còn lẫn lộn thật giả, đây thật sự hết sức quá đáng. Nếu nhà họ Hoa muốn thua kiện, Đường Nhân tất nhiên thua kiện, còn phải chỉ trả tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời cho nhà họ Hoa. Làm kinh doanh, chú ý nhất là chữ tín, loại hành vi nhà của Đường Nhân chính là nhân phẩm thối nát. Quá đáng nhất chính là người ta đã cảnh cáo các anh nhưng các anh vẫn làm như thế, người ta không trả tiền nợ cho các anh cũng là xứng đáng. Không nghĩ đến, tất cả việc này là do Đường Hạo làm. Ngay từ đầu hai nhà hợp tác vô cùng thuận lợi, nhà họ Hoa xác thật vô cùng tin tưởng tập đoàn y dược Đường Nhân. Dù sao tập đoàn y dược Đường Nhân là xí nghiệp có danh tiếng hơn 20 năm, số lượng sản phẩm trên cơ bản nhà họ Hoa cũng không có tiền hành kiểm tra. Đúng lúc Đường Hạo lợi dụng khe hở này, cùng với Mã Thế Xương ăn trộm y dược, kiếm lợi nhuận. Sau đó đã bị nhà họ Hoa cảnh cáo nhưng Đường Hạo suy nghĩ quanh co, dù sao nhà họ Hoa cũng không phải làm y dược chuyên nghiệp nên khẳng định kiểm tra đo lường không ra. Ôm tâm lý may mắn, Đường Hạo kiếm chắc cho bản thân ít nhất trên 1 triệu lợi nhuận. S. Dương Tiêu nhìn về phía Hoa Mộ Cam, vẻ mặt xin lỗi nói, cô Hoa, vô cùng xin lỗi. Tôi thật sự không biết còn có chuyện như thế này. Bây giờ, Dương Tiêu cũng hiểu rõ vì sao Đường Mộc Tuyết đòi tiền nợ mà không đòi được. Xuất hiện loại chuyện này, nhà họ Hoa người ta chưa phá tan, đánh mấy người một trận đã có tố chất lắm rồi. Nếu đổi lại là nhà họ Đường, chỉ sợ đám người nhà họ Đường đã chửi má nó. Anh thật sự không biết, đừng đến đây làm bộ. Để Lý Thần Chiến đến nhà họ Hoa chúng tôi đe dọa, anh nói mình không biết sao. Hoa Triển Bác lòng đầy căm phẫn, nói. Ở trong mắt Hoa Triển Bác, nhà họ Đường chính là hạ lưu vô sỉ. Bản thân đã làm chuyện trái với lương tâm còn muốn đòi tiền nợ. Bây giờ nếu không đòi được nợ lập tức mua nhân vật lớn ở mảnh đất màu xám, khiến nhà họ Hoa bọn họ sợ hãi. Lý Thần Chiến đe dọa nhà họ Hoa các người sao? Sắc mặt Dương Tiêu hoàn toàn sầm xuống dưới. Anh để Lý Thần Chiến ra tay, tất nhiên không muốn Lý Thần Chiến khiến nhà họ Hoa sợ hãi. Nhưng Lý Thần Chiến đe dọa nhà họ Hoa, đây không phải ý của Dương Tiêu. Dương Tiêu cũng không phải thủ lĩnh thổ phỉ gì, không biết nói đạo lý. Hoa Mộ Cam lạnh giọng nói, Triển Bác, vừa rồi lời của chị nói em đã quên sao? Vẻ mặt Hoa Triển Bác bi phẫn, cậu ta cực kỳ không cam lòng ngậm miệng lại, căn bản không cho Dương Tiêu bất kỳ sắc mặt nào. Hoa Mộ Cam dịu dàng cười nói. Tôi tin tưởng nhân phẩm Ngài Dương sẽ không nói dối. Nếu chuyện này Ngài Dương đã biết, không biết Ngài Dương tính toán giải quyết như thế nào. Dương Tiêu rơi vào trầm mặc, nếu là chỉ hơi cọ sát, thái độ Dương Tiêu khẳng định mạnh mẽ đòi tiền nợ. Nhưng bây giờ nhà họ Đường làm sai chuyện đã đối lý, Dương Tiêu cũng không biết phải mở miệng nói gì. Nhưng mà chuyện này liên quan đến công việc của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không thể không căng ra đầu nói, cô Hoa. Tôi cảm thấy vô cùng xin lỗi bởi vì chuyện này có liên quan đến vợ của tôi không thể không lấy lại số tiền nợ này. Chỉ cần cô trả tiền nợ cho tôi, tiếp theo nhà cô muốn làm gì thì cũng không quan hệ với tôi. Nhà họ Hoa của cô hoàn toàn có thể gửi thư cho luật sư Đường Nhân. Nghĩ nghĩ, Dương Tiêu vẫn quyết định như vậy. Dù sao, sắc mặt đáng ghê tởm của bà nội Đường và đám người Đường Hạo khiến Dương Tiêu đối với toàn bộ nhà họ Đường hoàn toàn không có chút thiện cảm nào. Lúc trước. Dương Tiêu còn nể mặt ông cụ Đường đã mắt có ân với mình mà để ý vài việc. Bây giờ Dương Tiêu không tính bận tâm đến thể diện mọi người ở nhà họ Đường nữa. Đường Mộc Tuyết có công chỉ thần đối với tập đoàn y dược Đường Nhân mà còn bị xa lánh thành cái dạng này thì trong lòng Dương Tiêu không nén giận thì chắc chắn là giả. Để Đường Mộc Tuyết đi đòi tiền nợ cũng là do bà nội Đường tự mình truyền đạt mệnh lệnh. Nếu xong việc, nhà họ Hoa thật sự gửi thư cho luật sư nhà họ Đường vậy cũng chỉ có thể nói bà nội Đường tự cầm cục đá ném vào chân mình, căn bản không liên quan quá lớn với Dương Tiêu. Lúc này, Dương Tiêu chỉ nghĩ giữ gìn lợi ích của Đường Mộc Tuyết, những thứ khác Dương Tiêu không để bụng. Cho dù xí nghiệp nhà họ Đường thật sự phá sản, Dương Tiêu cũng có tự tin làm cho người nhà Đường Mộc Tuyết thoải mái dễ chịu. Hoa Triển Bác giận tím mặt, hay thật, một cái không quan hệ với anh. Tên phế vật Dương Tiêu anh nói thật nhẹ nhàng. Anh có biết bởi vì chất lượng y dược Đường Nhân có vấn đề đã mang đến bao nhiêu rắc rối cho nhà họ Hoa chúng tôi không? Bây giờ tiền cho anh, có phải về sau nhà họ Hoa chúng tôi đưa thư gửi luật sư, các người còn tìm Lý Thần Chiến đe dọa nhà họ Hoa chúng tôi không?
Dương Tiêu cười, lắc lắc đầu, hai người yên tâm, tôi đảm bảo Lý Thần Chiến sẽ không nhúng tay vào lần nữa. Tiền đề là hai người phải trả tiền nợ cho tôi. Mơ mộng hão huyền, Hoa Triển Bác tức giận đến phồng mũi. Dương Tiêu rõ ràng là ỷ vào có Lý Thần Chiến chống lưng, mới dám không kiêng nể gì như vậy. Dương Tiêu nhìn về phía Hoa Mộ Cam, chân thành tha thiết nói, cô Hoa, tôi biết tôi làm như vậy thật sự là hơi vô sỉ nhưng mong cô có thể thông cảm nỗi khổ của tôi. Lúc này sắc mặt Dương Tiêu hoàn toàn không được tự nhiên, thậm chí hơi xấu hổ. Nhà họ Đường đã làm sai chuyện, mình còn đòi tiền nợ, cái này thật sự khiến người ta nan kham. Nhưng mà vì Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu phải vô sỉ một lần. Chị, tiền này chúng ta không thể đưa, em nuốt không nổi ác khí này. Giọng Hoa Triển Bác căm hận nói. Hoa Mộ Cam nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Dương Tiêu, thật ra cô tín lời nói của Dương Tiêu. Cô có thể cảm nhận được, Dương Tiêu cũng là bị buộc không có cách nào mới tìm đến cửa. Nghĩ đến hành vi cử chỉ của Dương Tiêu, nghĩ đến việc Lý Thần Chiến tự mình đến cửa, Hoa Mộ Cam vô cùng chắc chắn cái danh phế vật này của Dương Tiêu chỉ để ngụy trang thôi. Hoa Mộ Cam búng tay một cái, một người nhặt bóng gôn lập tức tôn kính đưa cho Hoa Mộ Cam một cây gậy gôn. Hoa Mộ Cam xách theo cây gậy gôn trêu ghẹo nói, nếu ngài Dương mở miệng, tất nhiên tôi không thể bất cận nhân tình. Đến đây đi, chúng ta thi đấu một chút, nếu ngài Dương thẳng tôi lập tức trả tiền nợ cho anh thấy sao? Đánh gôn, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Anh nhìn ra được, Hoa Mộ Cam đã đoán ra được cái gì? Đây là muốn thử thực lực của anh. Phải biết rằng, gôn được cho là một loại vận động tao nhã. Hoa Mộ Cam muốn thông qua việc này để thử thực lực của anh. Được thôi, Dương Tiêu bất đắc dĩ sờ sờ mũi, tùy tiện chọn một cây gậy gôn. Hoa Mộ Cam ý vị sâu xa cười nói, ngài Dương, mỗi người chúng ta đánh 10 trái, xem ai có thể đánh nhiều trái nhất được chứ. Tất nhiên là được, ưu tiên nữ giới, mời cô Hoa. Dương Tiêu vô cùng thân sĩ nói. Không biết chết sống, nhìn thấy Dương Tiêu muốn đấu với chị mình, Hoa Triển Bác vô cùng khinh thường. Không nghĩ đến, từ nhỏ Hoa Mộ Cam đã đam mê gôn. Lúc trước cô ấy bái quán quân gôn quốc tế làm thầy, kỹ thuật đánh vô cùng tinh vi, ngay cả Hiệp hội gôn thành phố cũng khen ngợi kỹ thuật đánh của cô ấy. Không khách khí mà nói, kỹ thuật đánh của Hoa Mộ Cam không thua kém gì với vận động viên gôn chuyên nghiệp. Ở trong mắt Hoa Triển Bác, Dương Tiêu không chịu nổi một đòn, dám đấu với chị của cậu ta, chính là tự rước lấy nhục. Thật ra Dương Tiêu không để bụng, xách theo gậy gôn, khóe miệng hơi hơi giơ lên, dâng lên một nụ cười mê người, không biết sống chết. Thật là như thế sao? Hoa Triển Bác đi đến bên cạnh Dương Tiêu, đè thấp giọng, cười lạnh nói, tên phế vật như anh đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ, nghe không ra ý của chị tôi sao? Không cần tự rước lấy nhục, thức thời, chạy nhanh cút đi. Việc này không cần cậu lo lắng. Dương Tiêu cười cười. Tiền nợ này, hôm nay anh nhất định phải đòi. Anh tuyệt đối không thể trơ mắt thờ ơ nhìn Đường Mộc Tuyết chịu uất ức. Nhìn thấy Dương Tiêu không có bất kỳ ý tứ gì muốn rời đi, Hoa Triển Bác cười khẩy nói, tốt, tên phế vật. Chờ lát nữa anh không đánh vào được một trái nào, cuối cùng là ai mới mất mặt. Đến lúc đó đừng trách tôi không có nhắc nhở cho anh. Ở trong mắt Hoa Triển Bác, Dương Tiêu là một tên phế vật không hơn không kém. Sẽ không biết đánh gôn. Chị gái Hoa Mộ Cao đưa ra yêu cầu như thế là muốn Dương Tiêu biết khó mà lui nhưng không đoán trước được, tên phế vật này không biết tốt xấu, vẫn muốn kiên trì. Cô Hoa, khó có được một lần đến sân gôn, cuối cùng có cơ hội nhìn thấy cô Hoa ra tay lần nữa. Vào giờ phút này, một người trung niên mặc trang phục đơn giản mặt đầy ý cười đi lên phía trước. Hoa Mộ Cam nhìn người đó, cô câu nệ nói, cục trưởng Lưu quá đề cao tôi rồi. Người mới đến chính là Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường, Lưu Vĩ. Hai người nói chuyện hai câu, Hoa Mộ Cam chuẩn bị đánh gôn. L Hoa Mộ Cam sắp ra tay, hấp dẫn không ít người. Không chỉ vì nhan sắc Hoa Mộ Cam chinh phục bọn họ mà kỹ thuật đánh gôn tinh vi của Hoa Mộ Cam càng khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Người nhặt bóng lập tức xếp một trái gôn trắng, ánh mắt anh tư táp sảng của Hoa Mộ Cam lập tức tỏa định trái bóng phía trước. Đôi mắt xinh đẹp híp lại, nháy mắt gậy gôn trong tay rút ra. Bóng trắng ở trong trung hình thành một độ cung hoàn mỹ và bay ra ngoài, dừng lại trước lỗ bóng chưa đến một mét rồi rơi xuống. Cùng với quán tính đánh bóng, bóng trắng nhanh chóng tiến vào bên trong cầu. Chăm chú nhìn bóng trắng nhẹ nhàng rơi vào, mọi người ở nơi này rơi vào trạng thái sôi trào. Không hồ là cô Hoa, kỹ thuật đánh bóng này quả nhiên là danh bất hư truyền. Đúng vậy,
Lúc trước có người nói thực lực của cô Hoa có thể so sánh với tuyển thủ golf chuyên nghiệp, ngay từ đầu tôi còn không tin, bây giờ tôi hoàn toàn phục rồi. Không ít người khe khẽ nói nhỏ, đều bị kỹ thuật đánh cầu tinh vi của Hoa Mộ Cam thuyết phục. Thế dù sao muốn đánh golf với kỹ thuật tốt cũng không dễ dàng. Ầm 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 ầm. Trong phút chốc, Hoa Mộ Cam lại nâng gậy golf lên, tất cả 9 quả bóng còn lại toàn bộ bị đánh ra ngoài. Không thể không thừa nhận, kỹ thuật đánh bóng của Hoa Mộ Cam đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, 10 cầu trúng 10. Trong đó có 4 trái bóng là trực tiếp vào lỗ, 6 trái còn lại là cách lỗ khoảng 1 mét rồi rơi xuống, sau đó lăn rồi rớt vào lỗ. Quá lợi hại, quá lợi hại. Toàn thể mọi người trợn mắt há hốc hàm mồm. 10 trái bóng đều vào lỗ. Hoa Mộ Cam vừa lòng gật gật đầu, xem như hôm nay cô đã vượt xa sự phát huy của người thường. Ngài Dương, đến lượt anh. Hoa Mộ Cam rất có hứng thú nhìn về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu gật gật đầu, được. Nói xong, Dương Tiêu cũng không chậm trễ đi vào nơi phát bóng, động tác mới lạ xách lên gậy gôn. Nhìn Dương Tiêu, tất cả đám người ở hiện trường vây xem vô cùng kinh ngạc. Người này là ai? Ê vậy mà để Hoa Mộ Cam tự mình thách đấu, chẳng lẽ là vận động viên gôn quốc gia nào đó sao? Đây là cao thủ nào, tại sao chưa từng gặp qua? Một người khó hiểu hỏi. Hoa Triển Bác đứng ở bên cạnh vô cùng khinh thường nói, mọi người đừng đoán, cao thủ nơi nào đâu. Đây là phế vật Dương Tiêu, con rể nhà họ Đường, cưới đệ nhất mỹ nhân Đường Mộc Tuyết. Cái gì? Thằng nhóc này chính là tên phế vật ở rể nhà họ Đường. Nghe được lời của Hoa Triển Bác, sắc mặt đám người ở nơi này bỗng nhiên cứng đờ. Tất cả mọi người không đoán được người thi đánh gôn với Hoa Mộ Cam là tên phế vật ở rể nhà họ Đường danh tiếng ngời ngời. Ở thời đại mở cửa ngày nay, ở rể có lẽ không hiếm thấy nhưng loại người ở rể như Dương Tiêu là vô cùng hiếm thấy. Bởi vì Dương Tiêu cưới đệ nhất mỹ nhân Đường Mộc Tuyết ở thành phố Trung Nguyên, điều này khiến vô số người đấm ngực dậm chân. Trên thực tế, tên tuổi phế vật của Dương Tiêu chính là do những kẻ yêu thích Đường Mộc Tuyết đặt ra lúc đầu cho Dương Tiêu. Ở trong mắt bọn họ, Đường Mộc Tuyết xinh đẹp lại có tài hoa, so sánh với nhau, Dương Tiêu cái gì cũng không có, không phải phế vật thì là gì. Tại sao tên phế vật này chạy đến chỗ này chứ? Đám người A Sứ ả vây xem vô cùng buồn bực. Thật ra Hoa Mộ Cam không để tâm những lời nhục mạ Dương Tiêu là phế vật. Người trước mặt này có phải phế vật hay không phải do các người quyết định, đám người ếch ngồi đáy giếng. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ nói cho Hoa Mộ Cam, tuyệt đối lát nữa Dương Tiêu sẽ mang đến sự kinh hỉ cho cô. Hoa Triển Bác không kiên nhẫn quát lớn, phế vật, anh chần chờ làm gì nữa? Tính lãng phí thời gian của mọi người đúng không? Tất cả mọi người không coi trọng Dương Tiêu, thách đấu với Hoa Mộ Cam chả khác nào lấy trứng chọi đá. Hơn nữa, Dương Tiêu chính là phế vật danh tiếng ngời ngời, bọn họ không tin kẻ hèn phế vật này có thể tạo ra kỳ tích gì. Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Lưu Vĩ thật ra vô cùng kinh ngạc. Thật ra ông ấy rất mong chờ Dương Tiêu có thể có ông ấy một sự khinh hỉ ngoài ý muốn hay không. Hoa Mộ Cam là ai? Chính là một trong những có chỉ số thông minh cao, vô cùng nổi tiếng. Người phụ nữ mạnh mẽ đã tự mình đưa nhà họ Hoa lên thành một trong 10 nhà giàu thượng lưu ở Trung Nguyên. Dựa theo tính cách của Hoa Mộ Cam, cô ấy tuyệt đối không thách đấu với một tên phế vật. Dương Tiêu nhìn chằm chằm lỗ bóng phía trước, ánh mắt nổ bắn ra một ánh sao. Ở trước mắt bao nhiêu người, anh ngang nhiên ra tay, gậy gôn nhảy múa, nước chảy mây trôi. Ầm! Một trái gôn trắng lập tức bay lên trời. Hình thành một độ cung hoàn mỹ ở trong không trung, lập tức rơi vào bên trong lỗ bóng. Cái gì? Nhìn thấy Dương Tiêu đánh một cái đã vào ngay lỗ, tất cả mọi người ở đây tràn ngập kinh ngạc. Hoa Triển Bác vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó cậu ta khinh thường nói, may mắn, cái này tuyệt đối là may mắn. Một trái này chắc chắn là do thằng nhóc này đánh đại. Đám người chấp nhận gật gật đầu, bọn họ cũng cho rằng Dương Tiêu đánh đại, bọn họ không tin một tên phế vật sẽ có kỹ thuật đánh gôn thông thiên. Đánh đại, chắc chứ, ánh mắt Dương Tiêu lập lòe ánh sao. Giờ khắc này, trong cơ thể Dương Tiêu đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí chàng khổng lồ thổi quét bốn phía, dường như có thần gôn bám lên trên người anh. Nhận ra được một cỗ khí chàng cường đại ập vào trước mặt, Hoa Mộ Cam và Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Lưu Vĩ âm thầm kinh ngạc. Không phải đánh đại sao, tên phế vật này, Hoa Triển Bác khít mũi coi thường, chế giễu nói. Một cỗ hơi thở dâng lên trong cơ thể Dương Tiêu rồi lập tức phun trào ra, đánh đại. Vậy cậu cần phải nhìn cho rõ. Ầm. Vừa nói xong, cây gậy gôn trong tay Dương Tiêu hóa thành một tàn ảnh đánh trúng bóng trắng.
ở trước mắt bao nhiêu người, trái bóng trắng này càng hoàn mỹ hơn, trực tiếp rơi vào lỗ bóng. Em, lúc này Dương Tiêu như vũ trụ nhỏ bùng nổ, anh lại ra tay lần nữa, một trái bóng trắng trực tiếp rơi vào lỗ. Am, nội tâm, ánh mắt mọi người ở đây nhắc lên từng gợn sóng to gió lớn, một trái bóng gôn trắng lại bay thẳng vào lỗ. Chỉ một lát, dường như khói thuốc súng nổi lên khắp mọi nơi, từng âm thanh vang vọng. Bogey Quy L, Morty Quy, Aori Quy L, Unbreakable. Em dưới sự chăm chú của mọi người, một trái bóng trắng cuối cùng trực tiếp rơi vào lỗ. Mọi người nhìn chằm chằm Dương Tiêu, sắc mặt nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là Hoa Triển Bác, cậu ta xoa xoa đôi mắt, dường như bản thân gặp phải một chục nghìn điểm bạo kích thương tổn. Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Lưu Vĩ trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin được. Hoa Mộ Cam không thể tưởng tượng được mà che kín đôi môi đỏ gợi cảm, nội tâm mãi mà không bình tĩnh được. Nhìn chằm chằm bóng hình của Dương Tiêu, tất cả mọi người sợ ngây người. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây, lặng ngắt như tờ. Một kỹ gia, kinh bốn tỏ ồ. Nhìn bóng hình của Dương Tiêu, dường như tất cả mọi người ở đây đều kính nể. Bọn họ đều là người yêu thích gôn, vô cùng hiểu rõ muốn luyện kỹ thuật đánh gôn đến trình độ tinh vi khó khăn như thế nào. Hai người Dương Tiêu và Hoa Mộ Cam đánh 10 trái bóng vào cả 10 nhưng 10 trái của Dương Tiêu rơi thẳng vào lỗ, mà Hoa Mộ Cam thì có vài trái lăn rồi mới rơi vào lỗ. Chênh lệch giữa hai bên, vừa xem đã hiểu ngay. Đây thật sự là phế vật danh tiếng ngời ngời của nhà họ Đường sao? Trong lòng mọi người dâng lên một câu nghi vấn. Vừa rồi Dương Tiêu đánh 10 trái gôn không chần chờ chút nào, toàn bộ đánh một lần là vào lỗ ngay. Động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp quốc gia chỉ sợ không đạt được trình độ như Dương Tiêu. Bộp bộp, ngay vào giờ phút này, Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Lưu Vĩ dẫn đầu vỗ tay. Theo sau đó là đám người kính nể xối nối vỗ tay, ánh mắt nhìn Dương Tiêu tràn ngập tôn kính. Nếu còn có ai nói Dương Tiêu là phế vật, nhóm người này sẽ xông lên đầu tiên hành hung người này một trận. Bạn đã gặp qua tên phế vật nào có thể làm đám người có chỉ số thông minh cao như Hoa Mộ Cam đối xử trịnh trọng như thế không? Bạn đã gặp qua tên phế vật nào mà có kỹ thuật chơi gôn hạ gục vô số tuyển thủ chuyên nghiệp quốc gia chưa? Kỹ thuật đánh gôn của người anh em xuất thân nhập họa, khiến tâm trí tôi bối rối không lối về. Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Lưu Vi cảm khái nói. Dương Tiêu cười nhàn nhạt, nói, quá khen, quá khen nl. Nhìn thấy Dương Tiêu khiêm tốn như vậy, Lưu Vi sống trong hoàn cảnh bạn lừa tối gạt đã lâu, có thể cảm nhận được chỗ bất phàm ở Dương Tiêu. Ông ấy đưa ra một tấm danh thiếp tư nhân cho Dương Tiêu, con gái của tôi vô cùng thích đánh gôn. Đây là danh thiếp của tôi, hy vọng có thể có cơ hội được người anh em chỉ dạy kỹ thuật đánh gôn cho con gái nhỏ của tôi. Dương Tiêu nhận lấy danh thiếp, nhìn lướt qua, trong lòng anh hơi ngạc nhiên. Anh thật sự không đoán trước được người trước mắt là Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường. Tôi tin rằng sẽ có cơ hội. Dương Tiêu nhận lấy danh thiếp cười nói. Lưu Vĩ trước mặt này là người nhà nước, hơn nữa sản xuất y dược của tập đoàn y dược Đường Nhân có quan hệ với bảo vệ môi trường. Nói không chừng sẽ có một ngày phải phiền đến Lưu Vĩ. Dương Tiêu nhìn về phía Hoa Mộ Cam cười nhạt nói, cô Hoa, lần này chúng ta xem như là hòa, cô muốn đấu lại một lần nữa hay không? Hoa Mộ Cam kính nể nói, Cục trưởng Lưu cũng nói rồi, kỹ thuật đánh gôn của anh là xuất thần nhập hóa, là tôi đã thua rồi. Ngài Dương yên tâm, buổi sáng ngày mai tôi sẽ cử người đi đến Đường Nhân thanh toán số nợ còn lại. Kỹ thuật đánh gôn của Hoa Mộ Cam đã vô cùng xuất sắc nhưng mà kỹ thuật đánh gôn của Dương Tiêu còn xuất sắc hơn. Cho dù đấu lại lần nữa, trước mặt Dương Tiêu cô ấy chỉ sẽ quân lính tan rã. Cho nên Hoa Mộ Cao thông minh không cần đấu lại, tự mình nhận thua, thua hoàn toàn. Thông qua trận đấu đánh gôn, Hoa Mộ Cam càng xác định rõ tất cả biểu hiện của Dương Tiêu lúc này chỉ là ngụy trang, danh tiếng phế vật chỉ là một trò đùa. Chờ ngày Dương Tiêu xuất thế, không biết có bao nhiêu kẻ cười nhạo Dương Tiêu mở rộng tầm mắt. Thật là đáng chết, chẳng lẽ tên phế vật có vận may chó săn? Hoa Triển Bác không tin, cậu ta không tin một tên phế vật có kỹ thuật đánh gôn đạt đến loại trình độ này. Câm miệng cho chị, Hoa Mộ Cam nhíu mày trách mắng. Hoa Triển Bác hung tợn trừng mắt nhìn Dương Tiêu vài lần, vẻ mặt không phục. Dương Tiêu gật gật đầu, vậy cảm ơn cô Hoa, chuyện tiền nợ này rất quan trọng với tôi, còn lại thì tôi một mực mặc kệ, cô Hoa có thể tự mình định đoạt. Nói xong, Dương Tiêu chào tạm biệt Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Lưu Vĩ rồi đi ra ngoài sân gôn. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu rời đi, Hoa Triển Bác hung tợn nói, chị,
chẳng lẽ ngày mai chúng ta thật sự phải trả tiền nợ cho nhà họ Đường sao? Nhà họ Đường xử sự ghê tởm bỉ ổi như vậy, dựa vào cái gì phải trả tiền nợ cho bọn họ? Sắc mặt Hoa Mộ Cam âm trầm như nước, lạnh giọng nói, Triển bác, nếu tâm tính em không lắng đọng xuống dưới, chị thật sự không biết nhà họ Hoa có bị hủy hoại trong tay em không nữa. Ngài Dương thật sự là phế vật sao? Chẳng lẽ em không nhìn ra một manh mối nào? Ngài Dương đối với sắc đẹp của chị không dao động chút nào, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc sắc mặt Ngài Dương cũng chưa thay đổi nhiều. Ngài Dương để em tùy ý nhục nhã nhưng không hề tức giận. Em cảm thấy một tên phế vật mà đánh 10 trái gôn chỉ cần đánh một cái là vào ngay lỗ sao? Bị Hoa Mộ Cam đổ ập xuống một trận răn dậy, bị Hoa Mộ Cam chất vấn không thể phản bác nổi. Nhưng, chính là, Hoa Triển Bác cũng không tin Dương Tiêu có cái gì xuất chúng, trước sau cậu ta vẫn tin rằng Dương Tiêu là một tên phế vật. Hoa Mộ Cam hừ nói, không có gì là không thể. Ngài Dương chính là rồng ẩn, kim lân sao có thể là vật trong ao, đối mặt với bão táp sẽ hóa rồng. Em cứ chờ đi, đám ngu xuẩn nhà họ Đường sớm hay muộn bọn họ sẽ cảm thấy hối hận vì sự ngu xuẩn của mình. Đến khi Ngài Dương biểu hiện ra hết mặt cường thế của mình, đừng nói là một kẻ hèn nhà họ Đường, có lẽ nhà họ Hoa chúng ta cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Cái gì? Kim lân sao có thể là vật trong ao, đối mặt với bão táp sẽ hóa rồng. Nhà họ Hoa phải ngẩng đầu nhìn lên. Hoa Triển Bác đang khinh thường, hoàn toàn ngắn ngơ rồi. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe được chị gái của mình đánh giá cao một người như thế. Chẳng lẽ, người này thật sự không phải là phế vật? Rời khỏi sân gôn, Dương Tiêu liên hệ với Lý Minh Hiên, nói Lý Minh Hiên lái chiếc xe Lamborghini hơn 20 triệu này rời đi. Dương Tiêu quen đạp xe đạp rồi, đột nhiên để anh lái chiếc siêu xe thể thao quý báu như vậy, anh thật sự không quen chút nào. Hơn nữa, chiếc xe đắt như vậy xuất hiện ở trong khu nhỏ bần dân này không biết sẽ nhắc lên bao nhiêu oanh động lớn. Một chiếc Maserati Quattroporte xuất hiện ở trong khu nhỏ cũ nát đã khiến tất cả mọi người trong khu không ngừng khiếp sợ. Đừng nói chỉ đến chiếc Lamborghini hơn 20 triệu. Phải biết rằng, khu nhỏ cũ nát này là tài sản tư nhân. Năm đó chưa xử lý được giấy chứng nhận bất động sản nên bây giờ bán ra với giá 300.000 cũng không có ai muốn mua. Bây giờ hầu hết người ở nơi này là dân nghèo khổ. Nếu là lái xe Lamborghini để dưới tầng, chỉ sợ người nhà Đường Mộc Tuyết vừa ra cửa đã bị người ở khu nhỏ vây xem. Vạn nhát có người đỏ mắt đập nát xe thì mất nhiều hơn được. Dù sao trình độ kinh tế của mọi người không khác nhau lắm, đột nhiên nhà của bạn giàu có lên, trong lòng những người hàng xóm này chắc chắn sẽ không cân bằng. Quan trọng nhất là Dương Tiêu muốn điệu thấp, anh không muốn để hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm quá mức xúc động. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nếu thật sự lái xe Lamborghini trở về, hai vợ chồng này sẽ làm chuyện gì đó quá đáng. Chiếm lấy xe không nói, khẳng định còn khoa chân múa tay với mình. Dương Tiêu đã sớm lĩnh giáo được trình độ vô sỉ của hai vợ chồng nhà này. Tiền nợ đã đòi được, cũng đã đặt xong tiệc ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo. Ngày mai chính là ngày kỷ niệm cưới của anh và Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu muốn cho Đường Mộc Tuyết một kinh hỉ, một sự kinh hỉ vô cùng lớn. Tạm thời anh chưa thể nói cho Đường Mộc Tuyết mình đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho cô. Bữa tiệc lớn này cần thiết có được hiệu quả oanh động, đặc biệt làm đám hám lợi nhà họ Đường kia mở rộng tầm mắt. Bởi vậy, Dương Tiêu không thể không đi đến Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên tìm em gái Đường Đường của Đường Mộc Tuyết. Anh không có bạn bè, nghĩ đến nghĩ lui, người có thể giúp anh chỉ có thể là Đường Đường. Nhìn thấy màn hình hiện lên tên Dương Tiêu, Đường Đường giận sôi máu. Tên phế vật gọi điện thoại cho mình làm gì? Đường Đường không nhận điện thoại mà tắt đi. Dương Tiêu cười khổ một tiếng, gọi điện thoại lần nữa. Đường Đường nhìn thấy Dương Tiêu lại gọi, cô hoàn toàn không kiềm chế được hỏa khí trong lòng. Ấn nút nghe, tên phế vật, anh gọi điện cho tôi làm gì? Có tin tôi theo tín hiệu đánh chết anh hay không? Nghe được giọng nói tức giận của Đường Đường, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Anh biết con nhóc tinh quái này có thành kiến rất lớn với anh, vì bất bình thay cho Đường Mộc Tuyết. Đúng vậy, dựa theo nhan sắc khuynh thành của Đường Mộc Tuyết, hơn nữa có bằng cấp và tài hoa. Nếu không phải vì sự xuất hiện của mình, gả vào gia đình giàu có, kết bạn với một người đàn ông có bằng cấp ưu tú chuyện này không thành vấn đề gì cả. Bản thân ngủ đông 5 năm, trong 5 năm này không có chút thành tựu nào ở nhà họ Đường. Bản thân bị nhục mạ là phế vật, còn liên lụy Đường Mộc Tuyết, đổi lại là anh, chỉ sợ anh cũng sẽ giống Đường Đường, đối với bản thân rất có thành kiến thôi. Dù sao, không ai hy vọng chị ruột của mình gả cho một tên phế vật, cả ngày chịu uất ức.
Khụ khụ, bây giờ anh ở trước cửa trường em, có ít việc phiền em. Dương Tiêu chớp chớp mắt nói. Đường Đường nghe vậy, cả người giận dữ, ôi, anh còn dám xuất hiện ở cửa trường tôi, có tin tôi thật sự đánh chết anh hay không? Anh mất mặt còn chưa nói, cũng muốn tôi mất mặt cùng với anh sao? Tuy rằng phương diện làm người hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm thật sự không tốt nhưng gen của bọn họ vẫn ổn. Không chỉ có sinh ra đệ nhất mỹ nhân ở Trung Nguyên là Đường Mộc Tuyết, ngay cả Đường Đường cũng là một mỹ nhân tiêu chuẩn. Tuy nhiên, Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên biết Đường Đường có một người chị đẹp như tiên trên trời nhưng gả cho một tên phế vật. Bởi vì Dương Tiêu, những người không quen nhìn Đường Đường thường xuyên cười nhạo nói cô ấy có một người anh dễ là phế vật. Tôi không có ý nghĩ này. Ngày mai chính là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của anh và chị em. Anh muốn cho chị em một sự bất ngờ, nếu cho chị em biết thì không còn là sự bất ngờ nữa, cho nên anh mới muốn em giúp đỡ. Giọng nói Dương Tiêu hòa hoãn, nói. Đường Đường ở ký túc xá nữ nhíu nhíu mày, vẻ mặt không thể tin tưởng được. Người anh dễ phế vật này còn muốn mang điều bất ngờ cho chị gái. Thật hay giả thế? Ở trong ấn tượng của Đường Đường, mỗi ngày kỷ niệm cưới Dương Tiêu không tỏ vẻ điều gì với chị gái của mình nhỉ? Tại sao người này bỗng nhiên trở nên lãng mạn như vậy? Sự khác thường là có vấn đề, chẳng lẽ tên phế vật này đắc tội với chị mình khiến chị ấy không vui? Đường Đường ngửi thấy một hương vị âm mưu, cô ấy chất vấn nói đi, tên phế vật, có phải anh chọc chị tôi không vui phải không? Tôi nói cho anh, nếu anh dám bắt nạt chị của tôi, Đường Đường tôi tuyệt đối đua mạng già này với anh. Nghe được giọng nói hung ác của Đường Đường, Dương Tiêu cười khổ một tiếng, làm sao có thể, anh đau lòng chị em còn chưa kịp đâu, làm sao có thể bắt nạt cô ấy. Nếu không tin, em ra đây chứng thực thử xem. Hừ, đừng dùng trò này nữa, tôi không tin anh đâu. Anh chờ ở cửa cho tôi, nếu tôi phát hiện anh đang nói dối, đừng trách tôi không khách khí với anh. Đường Đường tức giận hừ một tiếng, lập tức bò dậy từ giường, hơi trang điểm một tí, đi ra ngoài cửa. Tuy rằng Đường Đường không quen nhìn bộ dạng uất ức của Dương Tiêu, nhưng 5 năm ở chung, Đường Đường biết bản chất Dương Tiêu không xấu, chỉ là uất ức một chút. Hơn nữa, chị gái mình dần dần có cảm giác chấp nhận Dương Tiêu, Đường Đường tỉnh quái nhạy bén phát hiện được điều này. Sở dĩ cô ấy hung ác với Dương Tiêu, chủ yếu vì đau lòng chị gái Đường Mộc Tuyết. Cả ngày mẹ chỉ biết chơi mạt chược, một nửa số tiền ít ỏi trong nhà là bà ta chơi thua mạt chược. Bố đã đụng xe vào người ta vài năm trước. Không chỉ đụng phải người ta mà còn phá hỏng đôi chân mình, bây giờ mỗi tháng còn cần tiền uống thuốc khơi thông mạch máu. Toàn bộ gia đình là do chị chống đỡ, Đường Đường cũng rất hiểu chuyện, không tạo thêm áp lực cho Đường Mộc Tuyết, rất nhiều phí sinh hoạt là do cô tự nỗ lực làm thêm để có. Nghĩ đến chị gái mệt mỏi như thế, tất nhiên Đường Đường hy vọng chị gái có thể vui vui vẻ vẻ, vì thế cô phá lệ đi ra gặp mặt Dương Tiêu. Từ xa Đường Đường đã nhìn thấy quần áo mộc mạc Dương Tiêu. Cô ấy lôi kéo Dương Tiêu đi đến nơi có ít người, đen mặt nói, về sau không có việc gì thì đừng đến tìm tôi. Anh không ngại mất mặt nhưng tôi thì ngại. Nói đi, anh nghĩ ra chủ ý gì? Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Đường Đường, Dương Tiêu nói nhỏ, anh đặt tiệc lớn ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo. Ngày mai chỉ có hai người là anh và chị em. Em thì sao, em giúp anh gọi chị em tới, mặc đồ thật đẹp, như vậy là đủ rồi. Anh muốn cho chị em một bất ngờ thật lớn, chỉ đơn giản như vậy. Hải đặt tiệc ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo. Thân thể mềm mại của Đường Đường run lên, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, không tin tưởng được nhìn Dương Tiêu. Cô nhớ rõ ràng, người đặt tiệc ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo là Tiêu Vương Tử Thôi Sáo, nam thần trong lòng cô. Chẳng lẽ nam thần trong lòng mình chính là anh rẻ phế vật trước mặt mình? Không có thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Đường Đường khịt mũi coi thường, mắt lạnh nhìn Dương Tiêu, phế vật. Chuyện cười này của anh không buồn cười chút nào. Dương Tiêu chính là phế vật danh tiếng người người, sao có thể là Tiêu Vương Tử Thổi Sáo chú? Hơn nữa, tháng này khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo đã tổ chức một bữa tiệc lớn, tổ chức lần nữa cần chỉ trả tiền thù lao gấp 10 lần, ước chừng nó khoảng 30 triệu khổng lồ. Với số tiền 30 triệu khổng lồ, Đường Đường chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Cô ấy căn bản không tin tên phế vật Dương Tiêu này có thể có 30 triệu. Nếu thật sự có 30 triệu, tên phế vật này sao phải ẩn nhẫn ở nhà họ Đường 5 năm? Sau khi phân tích kỹ càng, Đường Đường cho rằng Dương Tiêu đang nói đùa với mình. Anh không có nói đùa. Dương Tiêu vô cùng trịnh trọng, im lặng một chút rồi Dương Tiêu nói tiếp. Anh biết anh nói em khó có thể tin được nhưng nếu em hoàn toàn không tin có thể cùng anh đi nghiệm chứng. Nếu anh nói dối, anh mặc kệ em xử trí.
Thật không, phế vật, cẩn thận anh thổi phồng bản thân, tự vả mặt của mình. Vẻ mặt Đường Đường nghi ngờ. Dương Tiêu hiểu rõ Đường Đường chắc chắn không tin, anh bắt một chiếc xe taxi, lập tức xuất phát đi đến khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo. Xuống xe, Dương Tiêu lập tức đi đến trước cửa khách sạn lớn. Giả vờ, anh tiếp tục giả vờ đi. Đường Đường không ngừng cười lạnh. Đánh chết cô cũng không tin Dương Tiêu đặt tiệc ở khách sạn này, không tin Dương Tiêu chính là tiểu vương tử thổi sáo, nam thần của cô. Lập tức đi đến cổng lớn, Đường Đường hoàn toàn luống cuống. Đây chính là nơi cực kỳ xa hoa của thành phố Trung Nguyên, cô không có tiền vào đây tiêu phí. Nếu lát nữa Dương Tiêu thật sự là khoác lác, bị người đuổi ra ngoài, hai người bọn họ có thể mất mặt lớn. Nhìn thấy Dương Tiêu chưa dừng bước, Đường Đường luống cuống. Cô ấy vội vàng nói, phế vật, đủ rồi. Anh còn muốn tôi và anh mất mặt cùng nhau sao? Mất mặt, tại sao phải mất mặt? Đi thôi, Dương Tiêu ngắn ra, quay đầu nói với Đường Đường. Đường Đường tức giận dậm chân, anh còn giả vờ đúng không? Dương Tiêu, trước kia tôi còn thấy anh thành thật, không nghĩ đến anh lại hư vinh như thế. Đây là nơi anh đến được sao? Đường Đường cho rằng Dương Tiêu bị lòng hư vinh quấy phá, có ý nâng giá trị con người mình lên. Anh cho rằng anh như thế tôi sẽ để mắt đến anh sao? Ngay vào giờ phút này, giám đốc tiền sảnh khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo cười ngâm ngâm, vẻ mặt tôn kính ra đón chào, ôi, trời ơi! Tại sao ngài Dương lại đến đây? Cái gì? Nhìn thấy nụ cười trên mặt giám đốc tiền sảnh như cúc non nở rộ, đôi mắt xinh đẹp của Đường Đường dại ra. Chẳng lẽ tên phế vật Dương Tiêu này thật sự là tiểu vương tử thổi sáo? Anh dễ chính là nam thần trong lòng mình. Đường Đường tức giận dậm chân, anh còn giả vờ đúng không? Dương Tiêu, trước kia tôi còn thấy anh thành thật, không nghĩ đến anh lại hư vinh như thế. Đây là nơi anh đến được sao? Đường Đường cho rằng Dương Tiêu bị lòng hư vinh quấy phá, có ý nâng giá trị con người mình lên. Anh cho rằng anh như thế tôi sẽ để mắt đến anh sao? Ngay vào giờ phút này, giám đốc tiền sảnh khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo cười ngâm ngâm, vẻ mặt tôn kính ra đón chào, ôi, trời ơi! Tại sao ngài Dương lại đến đây? Cái gì? Nhìn thấy nụ cười trên mặt giám đốc tiền sảnh như cúc non nở rộ, đôi mắt xinh đẹp của Đường Đường dại ra. Chẳng lẽ tên phế vật Dương Tiêu này thật sự là tiểu vương tử thổi sáo? Anh dễ chính là nam thần trong lòng mình. Trời ạ, Đường Đường che kín môi anh đào gợi cảm, không thể tin được tất cả. Giờ phút này, nội tâm cô nhắc lên từng trận sóng to gió lớn. Anh dễ phế vật của mình chính là tiểu vương tử thổi sáo. Anh dễ phế vật của mình chính là nam thần trong lòng mình. Nghĩ đến hai ngày trước mình còn yêu tiểu vương tử thổi sáo chết đi sống lại, nhìn lại Dương Tiêu trước mặt, Đường Đường cảm thấy thẹn lòng. Người mình thích là anh dễ của mình sao? Sao, tại sao cốt truyện lại trở nên máu chó như thế? Đường Đường còn ảo tưởng có một ngày tiểu vương tử thổi sáo, nam thần trong lòng mình chân dẫm đám mây bảy màu đến cưới mình, đeo cho mình một viên kim cương thật lớn, tổ chức một hôn lễ lãng mạn với mình. Sau khi xác nhận Dương Tiêu chính là tiểu vương tử thổi sáo, Đường Đường cảm thấy tất cả giấc mộng của mình đã tan biến hết. Cô thất hồn lạc phách, giống như mất hết tất cả sức lực trong cơ thể, ánh mắt dại ra, giống như một cái xác không hồn. Tại sao thế? Tại sao lại như vậy? Đường Đường lẩm bẩm tự nói. Dương Tiêu không rõ lý do, anh đưa mắt nhìn về phía Đường Đường hỏi, làm sao vậy? Lúc này em tin anh rồi chứ? Trong 5 năm qua, anh chưa từng nói ra với mọi người nên em hoảng sợ sao? Đường Đường thất hồn lạc phách, khổ sở muốn khóc. Tại sao anh dễ lại là tiểu vương tử thổi sáo? Tại sao anh dễ biến thành nam thần trong lòng cô? Còn có, tại sao người này lại có nhiều tiền như thế? Dùng 30 triệu để đặt tiệc ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo, anh thật sự không phải nghèo kiết hủ lậu sao? Đường Đường khó có thể tiếp thu tất cả mọi thứ. Cô tiến lên bắt lấy cổ áo Dương Tiêu. Hốc mắt đỏ lên, khóe mắt tràn ngập nước mắt. Cô kích động chất vấn hỏi, anh có nhiều tiền như vậy, anh chính là tiểu vương tử thổi sáo, tại sao anh không nói sớm? Anh rõ ràng rất ưu tú, vì sao còn muốn giả vờ thành một tên phế vật? Giờ khắc này, Đường Đường chỉ cảm thấy tam quan của mình bị Dương Tiêu hung hăng đảo lộn. Cô thật sự muốn đánh chết Dương Tiêu, nội tâm cô tràn ngập khó hiểu, cũng thay chị gái mình cảm thấy vô cùng uất ức. Rõ ràng anh thật xuất sắc. Tại sao còn giả dạng làm một tên phế vật chứ? Vì cái gì chứ? Làm nhà chúng tôi bị người khác xem thường suốt 5 năm, làm chị gái tôi chịu uất ức 5 năm, tại vì điều gì chứ? Dương Tiêu không hề trách cứ Đường Đường,
anh có thể lý giải tâm trạng lúc này của Đường Đường. Anh thở dài một hơi, ánh mắt Dương Tiêu phức tạp, nói, Đường Đường, em phải tin tưởng anh. Anh muốn cho chị gái em hạnh phúc hơn ai khác. Anh muốn cho cả gia đình chúng ta được mọi người để mắt đến hơn ai khác. Chẳng qua, trong 5 năm này lưng anh đeo quá nhiều thứ. Nếu bởi vì anh Đường đột, không chỉ không có làm cả nhà hạnh phúc, còn sẽ khiến toàn bộ nhà họ Đường gặp tai họa ngập đầu. Em có thể hiểu rõ không? Nghe được giọng nói tha thiết của Dương Tiêu, Đường Đường hơi thất thần. Đúng vậy, Dương Tiêu xuất sắc như vậy, nếu không phải bởi vì có một vài lý do, anh tuyệt đối không có khả năng ở rễ nhà họ Đường. Trong 5 năm này, Dương Tiêu chịu đủ khuất nhục, mặc đánh mặc mắng, trở thành phế vật trong mắt mọi người. Chỉ sợ anh khổ sở hơn nhiều so với người khác đúng không? Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Đường nổi lên một tia đau lòng. Một người đàn ông ưu tú, đột nhiên đeo lên lưng những gánh nặng đó, sự chua xót trong đó chỉ có mình anh mới thể hiểu rõ, rất xin lỗi, là em quá xúc động. Đường Đường buông lỏng Dương Tiêu ra, vẻ mặt cô đơn. Dương Tiêu cười, nội tâm anh phát ra sự vui vẻ. Trong 5 năm, đây là lần đầu tiên Đường Đường cúi đầu nhận sai với mình. Ngay từ đầu anh đã biết, con nhóc tinh quái này vô cùng hiểu lý lẽ, sẽ không vô cớ gây rối. Dương Tiêu nhu hòa nói, em yên tâm, về sau anh tuyệt đối không để người nhà chúng ta chịu uất ức. Anh muốn gia đình chúng ta trở nên nổi bật, khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng phải để mắt, kẻ sĩ 3 ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn. Chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ đưa nhà chúng ta vào sự huy hoàng. Nhìn chằm chằm khuôn mặt chân thành tha thiết của Dương Tiêu, nội tâm Đường Đường giống như bình ngũ vị bị đổ nghiêng, vô cùng phức tạp. Tôi đã biết, tôi sẽ giúp anh, nói xong, Đường Đường không quay đầu lại, hoang mang lo sợ đi ra ngoài cửa. Đột nhiên Đường Đường trở nên cô đơn, Dương Tiêu vô cùng khó hiểu, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao con nhóc này trở nên kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ là bị bệnh? Nhìn cũng không giống mà. Tới tháng, cái này vô cùng có khả năng. Trở lại ký túc xá nữ, nghĩ đến anh dễ mình là nam thần trong lòng mình, nước mắt Đường Đường cuối cùng không ngăn được mà chảy xuống dưới. Tại sao anh là nam thần của em? Tim Đường Đường như bị dao cắt. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô thích một người. Thân phận Dương Tiêu chính là tiểu vương tử thổi sáo, hoàn toàn khiến Đường Đường hỏng mắt. Cô không thể tin được tất cả mọi chuyện, không thể tin người đầu tiên mình thích chính là anh dễ phế vật trong mắt mình. Loại tâm trạng này vô cùng phức tạp, mùi vị này khiến Đường Đường vô cùng khó chịu. Đặc biệt cô còn ảo tưởng bản thân sẽ có ngày nắng ấm áp, tiểu vương tử thổi sáo mặc một áo sơ mi màu trắng gặp mặt mình, từ đó sẽ sinh ra một đoạn tình yêu lãng mạn. Nghĩ đến người mình thích chính là anh dễ mình, Đường Đường cảm thấy tất cả quá vớ vẩn. Huyền người này ưu tú như thế, vẫn là nam thần trong lòng mình, chẳng lẽ bản thân còn đoạt với chị gái mình sao? Không, không thể như vậy. Cho dù là mình vô tri nhưng không thể có bất kỳ suy nghĩ gì đối với Dương Tiêu. Một đêm này, định sẵn không bình tĩnh. Đường Đường nằm ở ký túc xá nữ, thức trắng đêm không ngủ. Đường Mộc Tuyết bởi vì chuyện công việc, trằn trọc. Dương Tiêu nằm chiếu trên mặt đất, nghĩ ngày mai Đường Mộc Tuyết sẽ bất ngờ ra sao. Bóng đêm bao phủ mọi nơi nhưng dần dần bị tia nắng ban mai chiếu sáng. Một ngày này, khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo bị vạn người chú ý. Không biết bao nhiêu người đã xin nghỉ sớm, đi đến quầy nhỏ gần khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo chờ đợi. Bọn họ chỉ nghĩ thấy người hào khí tận trời, không tiếc 30 triệu khổng lồ là thần thánh phương nào. Vô số thiếu nữ nhà giàu cũng đến từ sớm. Các cô chờ đợi tiểu vương tử thôi sáo, chỉ vì muốn thấy dung mạo của tiểu vương hát, tử thổi sáo cũng như là muốn thấy rốt cuộc là người phụ nữ nào may mắn như thế, được sự sủng ái của tiểu vương tử thổi sáo. Cứ việc mới sáng tỉnh mơ nhưng đám đông ở đây càng ngày càng nhiều hơn. Giao thông xung quanh đã rơi vào sự tắc nghẽn nghiêm trọng, toàn bộ cửa hàng xung quanh chật ních. Quanh động Trung Nguyên, vạn người chú ý. Vô số người đang chờ đợi thần thánh kia lộ diện. Bất ngờ thay đổi. Hôm nay thành phố Trung Nguyên lớn như vậy có vô số đôi mắt tỏa định ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo, không biết bao nhiêu phóng viên radio đã chặn xung quanh khách sạn chật như nêm cối. Đường Đường cô đơn, từ sáng tinh mơ đã về đến nhà, cô ấy có nén thất hồn lạc phách, giả vờ không sao cả thúc giục nói, chị nhanh lên nào. Sáng sớm đã bị em gái Đường Đường gọi, Đường Mộc Tuyết vô cùng bắt lực. Sắc trời tờ mờ sáng Đường Đường đã về đến nhà. Ồn ào nói có một bữa tiệc lớn vô cùng quan trọng cần cô tham gia, cần cô phải có mặt. Đêm hôm qua bởi vì chuyện công việc,
Suốt một đêm Đường Mộc Tuyết không có ngủ ngon, nghĩ bản thân không đòi được tiền nợ, lập tức phải rời khỏi vị trí tổng giám đốc bộ phận thị trường. Cảm xúc Đường Mộc Tuyết 10 phần hạ xuống, cô không có chút hứng thú nào tham gia bữa tiệc lớn mà Đường Đường nói. Nhìn thấy Đường Đường kiên trì lần nữa, Đường Mộc Tuyết vô cùng kinh ngạc, không khỏi suy nghĩ đến chẳng lẽ em gái ở trong trường học gặp rắc rối. Đường Đường nhỏ tuổi hơn cô nhưng vô cùng hiểu chuyện, chưa bao giờ vô cớ gây rối. Giờ phút này Đường Đường kiên trì lần nữa, trong lòng Đường Mộc Tuyết dâng lên một cảm giác bất thường. Hai chân bố tàn tật, mẹ là một con ma bài bạc. Nếu Đường Đường thật sự gây họa, bố mẹ chắc chắn không trông cậy vào được, chỉ có người chị này là có thể giúp em gái mình thôi. Y sau khi phân tích lớn bé, Đường Mộc Tuyết cắn chặt răng, quyết định sẽ đi đến công ty trễ một tí. Cho dù như thế nào, cô phải xử lý xong chuyện của em gái trước. Có thể, đi thôi. Tâm trạng Đường Mộc Tuyết vô cùng không xong, cô đâu còn có tâm trạng mà trang điểm. Sau khi tùy tiện rửa mặt, Đường Mộc Tuyết thay đổi một bộ đồ đơn giản, ra cửa nói với Đường Đường. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết ăn mặc tùy ý như thế khiến Đường Đường lo lắng. Cô ấy vội vàng nói, chị, bữa tiệc lớn này vô cùng quan trọng. Nếu chị không chỉnh trọng một xíu thì tuyệt đối cả đời chị sẽ hối hận. Cả đời hối hận, Đường Mộc Tuyết nhăn mày, vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện của Dương Tiêu sao? Không thể nào đâu. Người này sáng sớm đã ra cửa, bây giờ vẫn chưa về. Ngày hôm qua Dương Tiêu bị bà nội tự mình sa thải. Đường Mộc Tuyết suy đoán 8 phần là Dương Tiêu đi tìm công việc mới. Đường Đường há miệng, muốn nói nhưng dừng lại, tạm thời cô không thể nói cho Đường Mộc Tuyết biết Dương Tiêu vì cô mà chuẩn bị bất ngờ lớn cỡ nào. Đơn giản, Đường Đường mở tủ quần áo của Đường Mộc Tuyết ra. Tìm ra chiếc váy trị giá gần 180.000, chị, hôm nay chị mặc cái này đi. Đừng hỏi nhiều như thế, nhanh lên. Đường Mộc Tuyết sờ sờ cái trái Đường Đường, kinh ngạc nói, không có sốt. Tại sao thần thần bí bí như thế? Thành thật nói cho chị, có phải em ở trường học phạm tội gì hay không? Làm sao sẽ như thế chứ? Em rất ngoan, không phải sao? Đường Đường chu chu miệng, kéo Đường Mộc Tuyết ngồi xuống, cô ấy tự trang điểm cho Đường Mộc Tuyết. Chưa đến nửa tiếng, Đường Mộc Tuyết mặc chiếc váy gần 180.000, đi giày cao gót, mỗi một bước chân đều mang theo sự quyến rũ mê người. Nhìn Đường Mộc Tuyết xinh đẹp như vậy, nội tâm Đường Đường vô cùng cô đơn. Cô ấy cắn cắn răng, thầm nghĩ, Dương Tiêu, tôi mặc kệ trước kia anh đã trải qua điều gì nhưng về sau anh nhất định phải dùng mọi cách yêu thương chị gái tôi, không làm chị ấy thất vọng. Nghĩ đến Dương Tiêu là tiểu vương tử thổi sáo, chính là nam thần trong lòng cô ấy. Nhìn chị gái Đường Mộc Tuyết xinh đẹp như tiên tử bước ra từ trong tranh, nội tâm Đường Đường vô cùng chua xót. Tại sao vận mệnh lại bất công như thế? Tại sao anh rể mình chính là nam thần? Làm sao vậy? Nhìn thấy Đường Đường thất thần, Đường Mộc Tuyết không được tự nhiên lắm, hỏi. Em gái Đường Đường từ sáng sớm đã biểu hiện thần thần bí bí, cái này khiến cho Đường Mộc Tuyết không thể nào hiểu được. Ánh mắt Đường Đường lảng tránh, nói, không, không có việc gì. Chị, chúng ta đi thôi. Đường Mộc Tuyết nhìn ra được em gái mình có tâm sự, cô cũng không muốn hỏi quá nhiều. Dù sao Đường Đường đã là người trưởng thành rồi, có cuộc sống và ý nghĩ riêng của bản thân. Nội tâm Đường Đường than một tiếng, cô không thể nói cho bản thân nam thần mình âu yếm chính là anh dễ mình nhỉ. 9 giờ sáng, bà nội Đường chậm rãi bước xuống từ trên một chiếc siêu xe. Hôm nay, bà ta muốn gióng lên một hồi trống cho tinh thần hăng hái để siết lại vị trí tổng giám đốc bộ phận thị trường của Đường Mộc Tuyết, tuyệt đối không được để sức ảnh hưởng của Đường Mộc Tuyết ở công ty tăng lên. Mộc Tuyết vẫn chưa đến à? Đi vào phòng làm việc, bà nội Đường quét mắt qua một lượt, phát hiện không thấy bóng dáng Đường Mộc Tuyết đâu thì lạnh lùng hỏi. Đường Hạo lên tiếng giễu cợt, bà nội, Đường Mộc Tuyết đến tiền nợ còn không đòi được thì còn mặt mũi nào mà xuất hiện chứ? Theo cháu thì chẳng cần đợi Đường Mộc Tuyết đến đâu. Bây giờ chúng ta cứ công bố kết quả luôn thôi. Trong lòng Đường Hạo cứ âm thầm cười lạnh mãi. Đường Mộc Tuyết à, Đường Mộc Tuyết, cuối cùng cô vẫn không phải là đối thủ của tôi. Đợi đến khi bà nội đẩy cô ra khỏi vị trí tổng giám đốc phòng thị trường, cô sẽ không còn đường để sống yên trong cái tập đoàn y dược Đường Nhân này. Nghe những lời này của Đường Hạo, đám người dòng chính nhà họ Đường đều giữ im lặng, trong lòng đầy vẻ không cam tâm. Nếu từ đây về sau công ty không còn Đường Mộc Tuyết để ngăn Đường Hạo lại nữa thì sẽ cực kỳ bất lợi đối với địa vị của bọn họ. Bọn họ có muốn kiếm ít khoản béo bở cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng lần này rõ ràng là bà nội Đường muốn triệt bớt quyền lực của Đường Mộc Tuyết. Nếu trong lúc mấu chốt này mà họ,
dám khiêu khích uy quyền của bà nội đường thì chẳng khác nào đi tìm đường chết. Không chừng còn khiến bà nội đường giận dữ, gây chuyện xong có khi còn phải cuốn gói đi luôn. Sắc mặt bà nội đường càng trở nên âm trầm hơn. Bà ta biết, nếu đường Mộc Tuyết không có mặt thì chỉ sợ đám người dòng chính của nhà họ đường này sẽ biện hộ giúp đường Mộc Tuyết. Hay cho một đường Mộc Tuyết, đúng là có tâm cơ đấy, còn dám dùng loại thủ đoạn này để trốn tránh việc bị cách chức, đúng là quá đáng ghét. Đường Mộc Tuyết hoàn toàn không ngờ rằng bà nội đường sẽ có tâm tư ác độc như vậy, giáng chức cô xuống mức không đáng một xu. Gọi điện cho đường Mộc Tuyết, bà nội đường phẫn nộ nói. Vâng, đường Hạo lập tức gọi điện với vẻ mặt âm ngoan. Sáng sớm nay tâm trạng của đường Mộc Tuyết đã cực kỳ không ổn, hơn nữa đường đường tự nhiên lại lôi cô ra ngoài. Đường Mộc Tuyết không ngờ còn có cuộc gọi như thế này. Đường Hạo liên tục gọi ba cuộc nhưng không có ai bắt máy. Đường Hạo căm tức nói, bà nội, đường Mộc Tuyết này quá mức gian xảo. Lại dám chơi trò mắt tích để trốn tránh sự thật này. Bà nội, đường Mộc Tuyết vô cùng xảo trá, chuyện này bà cũng biết rồi phải không? Cái chó gì mà người trẻ tuổi kiệt xuất của nhà họ đường. Theo cháu thấy đều là trò hề cả thôi. Đường Dĩnh đứng bên cạnh bắt đầu cười nhạo. Đám người thuộc dòng chính của nhà họ đường âm thầm giơ ngón cái với đường Mộc Tuyết. Chỉ cần đường Mộc Tuyết không xuất hiện thì chuyện này có thể giải quyết xong. Bọn họ nhiều người thế này, mỗi người một câu thì bà nội đường cũng sẽ không dám làm họ mất mặt, hôm nay sẽ chỉ đến đây thôi. Giỏi cho một đường Mộc Tuyết, bà nội đường lúc này đã nhận định rằng đường Mộc Tuyết đang giở trò tâm cơ. Bà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, hình tượng ưu tú của đường Mộc Tuyết trong lòng bà ta lập tức sụp đổ, trong lòng bà ta thầm kiên định hơn về việc trục xuất đường Mộc Tuyết. Đường Dĩnh Diễu còn nói với bà nội đường, bà nội, bà đừng tức giận. Từ nhỏ đường Mộc Tuyết đã thích thổi sáo, hôm nay tiểu vương tử thổi sáo cùng với một cô gái thần bí kết hôn ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo, còn cô ta lại phải gả cho một tên phế vật, không chừng đường Mộc Tuyết đang trốn trong cái góc nào đấy tủi thân khóc thút thít đấy ạ. Ha 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 ha, bà nội ơi, Dĩnh Dĩnh nói đúng đấy, bị đường Hạo Diễu còn nói, không biết lúc này đường Mộc Tuyết đang đau như cắt từng khúc ruột ra sao. Trông thấy tiểu vương tử thổi sáo chuẩn bị đám cưới linh đình cho vợ mình. Nhìn lại tên phế vật Dương Tiêu kia kìa, hôm nay cũng là kỷ niệm một năm kết hôn của đường Mộc Tuyết với Dương Tiêu. Không có so sánh sẽ không có tổn thương mà. Đường Mộc Tuyết là một kẻ đáng thương hèn mọn, gả cho một tên phế vật. Nói không chừng bây giờ đường Mộc Tuyết đang khóc đến váng cả đầu trong nhà vệ sinh đấy. Bà nội đường gật nhẹ đầu, trong lòng thầm lộ vẻ khinh thường. Tên phế vật Dương Tiêu và tiểu vương tử thổi sáo chẳng khác nào đom đóm và trăng sáng. Đường Hạo và đường Dĩnh càng tỏ vẻ nghiền ngẫm, đường Mộc Tuyết càng thảm hại thì bọn họ càng vui. Cùng lúc đó, đường Mộc Tuyết mặc bộ lễ phục trắng như tiên nữ đã đến khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo. Đến khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo, đường Mộc Tuyết cũng ngây cả người. Đây chẳng phải là khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo đấy sao? Nơi này chẳng phải đã được tiêu vương tử thổi sáo không tiếc bao trọn với 30 triệu ư? Ánh mắt đường Mộc Tuyết ánh lên vẻ khát khao. Từ nhỏ cô đã có đam mê với thổi sáo, có lúc nào mà cô không muốn được nhìn thấy dáng vẻ của tiểu vương tử thổi sáo đâu. Chị ơi, đi thôi. Đường đường nói với đường Mộc Tuyết đang đầy vẻ khao khát. Thấy em gái mình định đi vào trong khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo, mặt đường Mộc Tuyết biến sắc nói, đường đường, em có đi nhầm nơi hay không? Đây ắt hẳn cũng không phải nơi mà chúng ta nên đến. Hôm nay là ngày quan trọng, tiểu vương tử thổi sáo mở tiệc kết tóc với vợ của anh ta. Nếu quấy rầy tiểu vương tử thổi sáo thì chỉ sợ họ sẽ chọc phải phiền phức không nhỏ. Chị à, không sai đâu, chị đến đúng nơi rồi đấy. Cho dù trong lòng đường đường rất chua xót, cô ấy vẫn tỏ vẻ tươi cười sáng lạn. Lúc này, xung quanh khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo đã đầy kín phóng viên, dòng người tụ tập hai bên đường đông nghìn nghịt. Trông thấy đường Mộc Tuyết xuất hiện, không ít người bắt đầu líu lưỡi. Đây chẳng phải là đường Mộc Tuyết à? Đây không phải là cô gái có nhan sắc đỉnh nhất thành phố Trung Nguyên ư? Đây không phải là cô gái tuổi trẻ kiệt xuất gả cho tên phế vật nổi tiếng Dương Tiêu đấy ư? Chẳng lẽ người tiêu vương tử thổi sáo mời lại là đường Mộc Tuyết? Không thể nào, chuyện này chắc chắn là không thể. Đường Mộc Tuyết đã là vợ người ta rồi. Tiểu vương tử thổi sáo công bố rằng anh ta mở tiệc để chiêu đãi người vợ kết tóc với anh ta, trừ phi người bên trong là Dương Tiêu. Thế nhưng, cái tên phế vật Dương Tiêu đó sao có thể là tiểu vương tử thổi sáo được chứ? Chuyện này quá mức hoang đường, mọi người âm thầm nghĩ thế. Đường đường, em đừng có hồ đồ,
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy khiến khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết lộ rõ vẻ kinh hoàng. Chị à, em không có hồ đồ đâu, chúng ta cùng vào thôi. Đường Đường kiên quyết nói. Đường Mộc Tuyết tức đến dậm chân, cô chỉ cảm thấy Đường Đường đang đùa nhây mà thôi. Nhưng kinh động đến tiểu vương tử thổi sáo thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đấy. Dù sao, nhân vật có thể bỏ ra 30 triệu không tiếc nuối thì không phải người đơn giản, ai biết được tiểu vương tử thổi sáo là người nóng tính hay không. Lỡ như anh ta là người nóng tính thì hai chị em các cô hôm nay có thể vứt thể diện đi được luôn rồi. Ôi chao chao, cô Đường, cuối cùng cô cũng đến rồi, Dương. À không, tiểu vương tử thổi sáo đã chờ ở trong này lâu rồi đấy. Lúc này, quản lý sảnh mỉm cười ra chào đón. Cái gì? Tiểu vương tử thổi sáo ở trong chờ lâu lắm rồi ư? Đường Mộc Tuyết lập tức chê miệng lại, vẻ mặt đầy chấn động. Cô hoàn toàn ngơ ngác chẳng hiểu gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tiểu vương tử thổi sáo đã chờ ở trong rồi sao? Lúc này, trong đầu Đường Mộc Tuyết hiện lên một suy nghĩ táo bạo. Chẳng là tiểu vương tử thổi sáo là Dương Tiêu sao? Không thể nào đâu, căn bản là không thể. Sao Dương Tiêu có thể có tiền như vậy? Hơn nữa, nếu Dương Tiêu biết thổi sáo thì sao ở chung 5 năm nay, mình không biết chút gì cả. Đám người vây xem tại hiện trường đều sợ đến ngây người, đấy. Dù sao, nhân vật có thể bỏ ra 30 triệu không tiếc nuối thì không phải người đơn giản, ai biết được tiểu vương tử thổi sáo là người nóng tính hay không. Lỡ như anh ta là người nóng tính thì hai chị em các cô hôm nay có thể vứt thể diện đi được luôn rồi. Ôi chao chao, cô Đường, cuối cùng cô cũng đến rồi, Dương. À không, tiểu vương tử thổi sáo đã chờ ở trong này lâu rồi đấy. Lúc này, quản lý sảnh mỉm cười ra chào đón. Cái gì? Tiểu vương tử thổi sáo ở trong chờ lâu lắm rồi ư? Đường Mộc Tuyết lập tức chê miệng lại, vẻ mặt đầy chấn động. Cô hoàn toàn ngơ ngác chẳng hiểu gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tiểu vương tử thổi sáo đã chờ ở trong rồi sao? Lúc này, trong đầu Đường Mộc Tuyết hiện lên một suy nghĩ táo bạo. Chẳng là tiểu vương tử thổi sáo là Dương Tiêu sao? Không thể nào đâu, căn bản là không thể. Sao Dương Tiêu có thể có tiền như vậy? Hơn nữa, nếu Dương Tiêu biết thổi sáo thì sao ở chung 5 năm nay, mình không biết chút gì cả. Đám người vây xem tại hiện trường đều sợ đến ngây người. Quản lý đại sảnh đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Ông ta quắc mắt một cái, một nhóm bảo vệ cao lớn lực lưỡng tiến lên trước chặn ngay nhóm phóng viên lại. Ở trường hợp đặc thù này, ông ta tuyệt đối không thể để đám phóng viên ầm ĩ này quấy rầy bầu không khí. Xì sao? Trông thấy Đường Mộc Tuyết đã tiến vào khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo thật, người ở hiện trường bắt đầu ồn ào đến chói tai. Đường Mộc Tuyết tiến vào không khác gì một quả bom rơi vào đám người, khiến trái tim của tất cả bọn họ đều chấn động cực mạnh một phen. Thậm chí, lúc này có thể nghe thấy được tiếng tan nát cõi lòng của vô số thiếu nữ. Ai sao lại là cô ta cơ chứ? Tại sao lại là cô ta? Không phải cô ta đã kết hôn rồi hay sao? Đúng vậy đấy, đúng vậy đấy. Đường Mộc Tuyết không phải đã gả cho tên phế vật siêu cấp Dương Tiêu ấy sao? Sao Đường Mộc Tuyết có thể là người được Tiêu Vương Tử thổi sáo mở tiệc chiêu đãi được chứ? Còn nữa, rõ ràng trước đó Tiểu Vương Tử thổi sáo đã tuyên bố rằng mình sẽ mời người vợ kết tóc của mình. Chẳng lẽ Tiểu Vương Tử thổi sáo lại là thân phận thật sự của tên phế vật Dương Tiêu kia sao? Không. Không thể nào đâu, chắc chắn không phải là tên phế vật Dương Tiêu kia đâu. Trong chốc lát, người vây quanh khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo đều sôi trào hết cả lên. Vô số người được mở rộng tầm mắt, trong mắt suýt lòi cả ra. Không ai ngờ ra, người cực bạo trên hot search là Bạch Mã Hoàng Tử trong lòng vô số thiếu nữ, tiểu vương tử thổi sáo, mở tiệc chiêu đãi lại là một cô gái đã kết hôn như Đường Mộc Tuyết. Phải biết, 5 năm trước Đường Mộc Tuyết đã gả cho tên phế vật Dương Tiêu. Gây nên cơn chấn động lớn ở thành phố Trung Nguyên. Vô số đàn ông thành danh đều tiếc hận rằng một đóa hoa nhài lại cắm trên bãi phân châu. Vô số cô gái nở mày nở mặt, các cô đều ghen tị với nhan sắc xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết, giờ lại nhìn thấy Đường Mộc Tuyết rơi vào kết cục thế này đều cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nhưng không ngờ rằng, chỉ 5 năm sau, Đường Mộc Tuyết vốn đã gả cho một tên phế vật, trở thành trò cười vậy mà lại được tiểu vương tử thổi sáo yêu ái. Ai cũng không dám tin tất cả chuyện này là sự thật, không thể tin nổi tiểu vương tử thổi sáo lại mở tiệc chiêu đãi trò cười như Đường Mộc Tuyết. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào đâu. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, cứ đợi mà xem đi,
kiểu gì Đường Mộc Tuyết cũng sẽ bị đánh đuôi ra ngoài thôi. Đúng thế đúng thế, Đường Mộc Tuyết đã gả cho một tên phế vật rồi, sao còn được tiểu vương tử yêu ái được cơ chứ? Không sai không sai, tôi cũng không tin là Đường Mộc Tuyết đây. Có không ít người đoán ra rằng người bên trong, tiểu vương tử thổi sáo, chính là Dương Tiêu, nhưng không ai chấp nhận thừa nhận sự thật này. Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu là một tên phế vật, một thằng trai bao chuyên ăn bám, vốn dĩ không thể nào là tiểu vương tử thổi sáo được. Một đám thiếu nữ như hoa như ngọc tức đến đen cả mặt lại, các cô ả đợi Đường Mộc Tuyết bị đánh đuổi ra. Nhưng đáng tiếc là các cô chắc chắn không thể thấy được cảnh tượng này. Trong thang máy, lòng Đường Mộc Tuyết như có con nai chạy loạn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Cô thật sự nghi ngờ, liệu đây có phải là một sự nhầm lẫn hay không? Giám đốc tiền sảnh có thái độ cực kỳ tôn kính, lại thêm em gái Đường Đường cứ thần thần bí bí đều đang nói với Đường Mộc Tuyết rằng tất cả đều đã được chuẩn bị tỉ mỉ, chỉ còn chờ cô đến mà thôi. Thang máy đi lên được một nửa, Đường Mộc Tuyết càng hít thở gấp gáp hơn. Cô không thể tin nổi tiểu vương tử thổi sáo trong này lại chính là Dương Tiêu. Đinh! Mười mấy giây sau, thang máy ngừng lại ngay một căn phòng được trang trí tỉ mỉ, không khí cực kỳ lãng mạn. Nhìn hết một lượt chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay phải ngọc ngà đang cầm một cây sáo bằng ngọc. Mặc dù chưa từng nhìn thấy chân dung của tiểu vương tử thổi sáo, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng, Đường Mộc Tuyết đã nhận ra người đàn ông làm bạn với cô suốt 5 năm. Quen thuộc, cô cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, Đường Mộc Tuyết lộ rõ vẻ xúc động, nước mắt gần như muốn tuôn rơi. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng chậm rãi đặt sáo ngọc kề bờ môi mình, nhẹ nhàng thổi. Thời gian dần trôi, từng tiếng tiêu huyễn ển chuyển du dương vang vọng cả tầng lầu. Tiếng tiêu êm ái như chạm vào lòng người. Nhìn chăm chăm vào bóng lưng này, trong khoảnh khắc, Đường Mộc Tuyết ngây cả ra. Tiếng sáo vang lên như tiếng vọng từ trời cao, đám người tụ tập xung quanh khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo đều đồng loạt ngậm miệng lại. Các cô lộ vẻ rung động, nhìn về phía lầu cao, ánh mắt trở nên sỉ mê ngay lập tức. Âm điệu thật đẹp, chất chứa tình cảm thật lãng mạn. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng chính là Dương Tiêu, người đã cực kỳ tỉ mỉ trong ăn mặc hôm nay. Tiếng sáo của Dương Tiêu không ngừng quần quanh bốn phía, như một tiếng khóc nắc kể về câu chuyện tình yêu xưa. Tựa như có một cặp nam nữ lẳng lặng kết làm vợ chồng giữa biển người, người đàn ông bị vô số người khinh thường, nhạo báng, người phụ nữ cũng biến thành trò cười vì người đàn ông, bị vô số người xem thường. Rồi cuối cùng sẽ có một ngày, người đàn ông ấy hiển lộ tất thảy, cho người phụ nữ một mái nhà ấm áp, cùng trải qua khoảng thời gian lãng mạn, để tất cả những người dám xem thường bọn họ sẽ phải sám hối. Âm điệu duyên dáng tung bay khiến tất cả thiếu nữ tập trung quanh khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo đều lộ vẻ cảm động. Có những người đàn ông đã từng trải trong tình trường lộ ra ánh mắt phức tạp, trong lòng thầm kính nể với người đang thổi sáo trên lầu. Đúng vậy, đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói thì ai chẳng muốn cho một nửa của mình có cuộc sống tốt, hai người không buồn, không phải lo sinh hoạt, làm bạn đến già, từ khi mái tóc còn xanh đến khi đầu bạc. Thật đẹp, tiếng sáo thật đẹp. Tiếng sáo dừng, trong đó có không ít người đã ướt mi. Đối với rất nhiều nam nữ thanh niên, ai mà không từng trải qua một đoạn tình cảm đứt ruột gan cơ chứ? Tiếng sáo dừng, lúc này Dương Tiêu mới chậm rãi xoay người nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, cưng chiều nói, Mộc Tuyết, em đến rồi. Nhìn Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết cũng không cầm nổi nước mắt nữa, cứ thế tuôn rơi như sông Hoàng Hà vỡ đê. Cô bịt miệng, che đi đôi môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm Dương Tiêu trước mặt như không thể tin vào tất cả mọi thứ. Cô có trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ Dương Tiêu chính là tiểu vương tử thổi sáo mà mình hằng mong nhớ. Cô không ngờ vào ngày kỷ niệm tròn 5 năm kết hôn, Dương Tiêu lại mang đến cho cô một niềm vui bất ngờ như vậy. Khoảnh khắc này, trong lòng Đường Mộc Tuyết phức tạp đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Cô bị người khác châm chọc, khiêu khích dòng dã 5 năm, trở thành trò hề đã 5 năm, không biết trong bao đêm dài, cô đau thấu tim gan vì Dương Tiêu chẳng tranh chẳng giành gì cả. Đột nhiên, Dương Tiêu lại trở nên ưu tú đến không tưởng tượng nổi. Chuyện này khiến Đường Mộc Tuyết cảm thấy như một giấc mơ, không chân thật đến vậy. Thêm nữa, Dương Tiêu chỉn chu, mặc một bộ Âu phục bảnh bao, thêm khuôn mặt vốn không kém, khóe miệng tràn ngập nụ cười ấm áp khiến lòng Đường Mộc Tuyết vừa nồng đậm phức tạp đan xen với hạnh phúc. Nhìn ánh mắt cương chiều của Dương Tiêu, Đường Đường đang đứng bên cạnh càng cảm thấy lòng mình đắng chát. Có một người đàn ông tốt như vậy yêu chị, cô cũng yên tâm ai rồi. Nhìn lại Dương Tiêu hôm nay đẹp trai như vầng dương,
có lẽ chỉ có thể dùng những mạch thượng nhân như Ngọc hay công tử Vô Song để miêu tả Dương Tiêu thôi. Nghĩ đến việc anh rể của mình là nam thần, Đường Đường cố nén nước mắt, không để nó chảy xuống. Cô lặng lẽ lui ra ngoài, sợ quấy rầy khoảnh khắc thần thánh này. Dương Tiêu buông sáo ngọc xuống, chậm rãi, thâm tình nói nhỏ với Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, anh đã đi qua cầu ở nhiều nơi, nhiều lần đếm mây trời, uống qua vô số loại rượu, nhưng không khi nào bằng được giờ phút này, khi anh gặp được em. Tỏ tình. Đúng thế, đây là lời tỏ tình đến từ Dương Tiêu. 5 năm trước, trong buổi lễ kết hôn, Dương Tiêu có vẻ cực kỳ buồn bực, chẳng nói chẳng rằng gì với Đường Mộc Tuyết. Trong 5 năm, Dương Tiêu cũng chưa từng nói một câu lãng mạn nào với Đường Mộc Tuyết. Lần này, nhân cơ hội, Dương Tiêu hoàn toàn mở rộng cửa lòng, biểu đạt tình yêu thương của mình đến cô. Anh rất rõ, bởi vì bản thân nên cô gái tuyệt sắc trước mặt này đã từng phải nếm trải bao đắng cay, khổ sở. Dương Tiêu cũng dần phát hiện rằng, trong lúc vô thức mình đã dần chấp nhận cô vợ trên danh nghĩa này, không chỉ vậy mà lại còn cực kỳ yêu thương. Con người khi còn sống thì chỉ ít nên một lần quên mình vì người nào đó, không quan tâm đến kết quả, không mơ ước được đồng hành, không yêu cầu từng có được, thậm chí không dám xin cô ấy yêu mình. Chỉ cần trong những tháng năm đẹp nhất ấy, ta gặp được người. Trong vòng 1 năm bái sư học nghệ ấy, ngày nào Dương Tiêu cũng phải trải qua cuộc sống chém chém giết giết, anh thật sự đã chẳng còn hứng thú nữa rồi. May mắn là, ngay khi anh bắt đầu mất đi hứng thú, ở khoảng thời gian tươi đẹp nhất anh đã gặp được Đường Mộc Tuyết chân thành hiền lành. Trong lòng Đường Mộc Tuyên run rẩy hết cả lên, nước mắt không kìm nén nổi mà rơi xuống. Cô đợi câu tỏ tình hôm nay của Dương Tiêu đã quá lâu rồi. 5 năm trước, ngày kết hôn ấy Dương Tiêu chưa từng nói với mình một câu tâm tình. Ngoại trừ lần họp lớp trước ra thì 5 năm qua, tên đầu gỗ này chưa hề mang đến cho cô chút xúc cảm lãng mạn nào. Lòng Đường Mộc Tuyết đã sớm tiếp nhận Dương Tiêu từ lâu, thừa nhận người chồng trên danh nghĩa này. Cô là phụ nữ, cũng thích lãng mạn, cũng muốn được nghe những lời dỗ ngọt. Bây giờ Dương Tiêu tỏ tình với cô, nước mắt Đường Mộc Tuyết tuôn như mưa. Cô đã phải chờ ngày này quá lâu rồi. Dương Tiêu dịu dàng nói, Mộc Tuyết, nghe nói em thích lam sắc sinh tử luyến, nhưng anh nghĩ em nhất định không thích việc xen lẫn thù hận trong tình yêu. Chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ khiến cho em được hạnh phúc, khiến em được người người tôn trọng, khiến em là duy nhất trong cuộc đời này. Mộc Tuyết, em thích hoa hồng phương Tây, nhưng hoa hồng sau khi hái sẽ dễ lụi tàn. Anh sẽ mua một biển hoa cho em, khiến em lạc lối trong chính biển hoa của mình. Nghe tiếng nói ôn nhu của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết không thể khống chế nổi bản thân nữa, nhào vào lòng, đánh vào ngực anh. Đồ xấu xa, anh đúng là một tên xấu xa. Rõ ràng là anh ưu tú như vậy, sao anh lại không nói cho em biết? Đường Mộc Tuyết khóc không thành tiếng, đấm liên tục vào lồng ngực Dương Tiêu. Dương Tiêu cười dịu dàng, ánh mắt thoáng lộ vẻ phức tạp. Cô gái ngốc à, anh chưa lúc nào không muốn nói cho em biết chuyện này, nhưng anh thật sự không muốn mang đến họa diệt tộc cho nhà họ Đường. Bây giờ anh đã gây thù quá nhiều vì chức vị chủ nhân của Long Môn nên không dám tùy ý hiện thân. Đường Mộc Tuyết đã phát tiết hết ra rồi, cô đỏ mắt nhìn Dương Tiêu, nói, em muốn anh đồng ý với em một việc. Mộc Tuyết, em nói đi, Dương Tiêu dịu dàng nói. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu chân thành tha thiết, nói, cả đời này em không có nhiều nguyện vọng, chỉ cần mỗi ngày, anh yêu em thêm một chút. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, rồi lại mỗi 5 năm. Tình cảm dành cho em không phai nhạt, chỉ hy vọng anh yêu em dài lâu. Nhìn vẻ mặt hồn nhiên, chân thật của Đường Mộc Tuyết, trong lòng Dương Tiêu nổi lên một trận ấm áp. Anh cảm động ôm Đường Mộc Tuyết vào lòng, trịnh trọng nói, anh đồng ý với y mồ. Ôm Dương Tiêu, nước mắt của Đường Mộc Tuyết lại đua nhau rơi xuống lần nữa. Có đôi khi chẳng cần mơ ước quá cao xa. Chỉ mong mỗi ngày được trông thấy anh cười nhẹ như vậy. Có thời gian, không nghĩ đến lý tưởng rộng lớn. Chỉ muốn nắm tay người đi qua muôn bể dâu. Thậm chí, không cần phải trở nên vĩ đại, không mong phải trở nên cao thượng, chẳng cần. Chỉ muốn bảo vệ ngói nhà xanh, hàng rào khẽ cong, cả vườn hoa đào, cùng người âu yếm, đến khi sương mai điểm mái tóc. Đến tận khi đầu bạc răng long, vẫn cùng nhau ngắm nhìn dáng chiều tà buông. Hạnh phúc mà em muốn, đôi khi chỉ giản đơn là thế. Dương Tiêu, anh có thể làm được không? Ngày hôm nay, chắc chắn thành phố Trung Nguyên sẽ không còn tĩnh lặng nữa. Đường Mộc Tuyết xuất hiện ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo khiến vô số người xôi trào. Tiếng tăm của Đường Mộc Tuyết chấn động cả Trung Nguyên.
Tin tức Đường Mộc Tuyết xuất hiện ở khách sạn Thiên Đường Mộng ảo như mọc cánh mà bay, nháy mắt đã lan truyền khắp thành phố Trung Nguyên. Hai anh em Đường Hạo, Đường Dĩnh đang cười trên nỗi đau của người khác và cả bà nội Đường đang quyết tâm tước bỏ quyền lực của Đường Mộc Tuyết đều đã nhận được tin tức. Chỉ trong thoáng chốc, cả phòng họp của nhà họ Đường như xảy ra động đất, sắc mặt mọi người đều thay đổi điên cuồng. Không ai ngờ rằng giờ phút này, Đường Mộc Tuyết lại xuất hiện ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng ảo. Không thể nào, chuyện này sao có thể được chứ? Đường Dĩnh căng họng hét ầm lên. Hôm qua cô ta còn chào phúng Đường Mộc Tuyết gả cho một tên phế vật, thế mà hôm nay Đường Mộc Tuyết lại nhận được sự ưu ái của Tiêu Vương tử thổi sáo, chuyện này có khác nào vả vào mặt cô ta đâu. Giờ phút này, trong lòng Đường Dĩnh lại cảm thấy cực kỳ không công bằng, cô ta hận không thể dồn Đường Mộc Tuyết vào chỗ chết, sao có thể trông thấy Đường Mộc Tuyết được sống tốt như thế được. Bây giờ, Đường Mộc Tuyết nhận được sự ưu ái của Tiểu Vương tử thổi sáo, Đường Dĩnh như bị trúng 10.000 điểm bạo kích, tức giận đến xanh cả mặt. Đường Hạo cũng ngây ra, tình huống này là sao? Lúc này, không phải con đi Đường Mộc Tuyết nên tuyệt vọng, sâu sắc vì sắp mất đi chức vụ tổng giám đốc bộ phận thị trường sao? Sao chỉ trong nháy mắt con nhỏ Đường Mộc Tuyết này đã chạy đến khách sạn lớn Thiên Đường Mộng ảo rồi? Chẳng lẽ Tiểu Vương tử thổi sáo nổi ầm ầm ấy lại chính là Dương Tiêu sao? Không thể nào, chắc chắn không thể là tên phế vật này. Đường Hạo âm hiểm nói, hừ, tôi biết ngay Đường Mộc Tuyết là cái loại phụ nữ dâm loạn. Vừa mới bị Lý Minh Hiên chơi đã đời thì chẳng mấy chốc đã câu được Tiểu Vương tử thổi sáo. Chủ yếu là Tiểu Vương tử thổi sáo còn quen biết Lý Minh Hiên nữa chứ. Chắc chắn Đường Mộc Tuyết đã quen biết Tiểu Vương tử thổi sáo thông qua Lý Minh Hiên. Con nhỏ Đường Mộc Tuyết này quá tâm cơ, chúng ta đều xem thường cô ta cả nôi. Đường Dĩnh tức anh ách cả một bụng, tức giận nói, đã biết con nhỏ Đường Mộc Tuyết này là một con đĩ tâm cơ. Chân trước vào thông đồng với Lý Minh Hiên, chân sau đã đến chỗ Tiểu Vương tử thổi sáo, chẳng lẽ nó không sợ bệnh à? Không ngờ nhà họ Đường chúng ta lại xuất hiện loại phụ nữ không biết liêm sỉ như vậy. Bà nội, bà nhất định phải trừng trị nghiêm khắc con nhỏ Đường Mộc Tuyết này. Cứ để Đường Mộc Tuyết thế này, chẳng phải sau này nhà họ Đường chúng ta sẽ bị lăng nhục như cái ổ gà sao? Ô gài câu này vừa thốt ra, đám người dòng chính của nhà họ Đường cũng không nén nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đã sớm biết Đường Dĩnh không phải loại soàng xính gì, không ngờ cách mà Đường Dĩnh nói chuyện còn độc ác hơn so với tưởng tượng của họ. Bà nội Đường cũng đen cả mặt lại, nếu như Đường Mộc Tuyết thật sự có một chân với Tiểu Vương tử thổi sáo thì bà ta cũng phải quản một chút. Cho dù nhà họ Đường không phải nhà giàu có quyền thế gì cho cam, nhưng ít ra cũng đã tồn tại mấy chục năm này. Chưa từng có loại hiện tượng gia phong bắt chính như bây giờ. Đường Hạo híp mắt cười lạnh nói, chỉ tiếc cho tên phế vật Dương Tiêu kia, cho tới bây giờ cũng không biết người phụ nữ của mình đã bị người khác chơi nát từ lâu, trên đầu mang nguyên một cái thảo nguyên lớn xanh mơn mòn, còn tự nghĩ tự vui. Đúng là buồn cười. Bọn họ không hề có ý liên tưởng Dương Tiêu đến Tiểu Vương tử thổi sáo. Bọn họ chỉ cho rằng Đường Mộc Tuyết làm bậy làm bạ ở bên ngoài. Bà nội Đường lạnh lùng nói, đợi Đường Mộc Tuyết về thì bảo nó đến tìm tôi. Nhà họ Đường gầy dựng mấy chục năm nay không thể để bị hủy hoại trong tay nó được. Thấy bà nội Đường nổi giận, hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh cực kỳ vui mừng. Bọn họ ước sao Đường Mộc Tuyết bị chỉnh đến chết. Đường Hạo nói tiếp, bà nội, bây giờ con đi Đường Mộc Tuyết đang lang trạ bên ngoài với thằng đàn ông nào đấy, bà xem thử vị trí tổng giám đốc của phòng thị trường xem. Bà nội Đường lúc này đã giận sôi gan, bà ta căm hận nói. Tôi tuyên bố, chức vụ tổng giám đốc bộ phận thị trường sau này sẽ do Đường Hạo tiếp nhận. Bà nội, đám người dòng chính của nhà họ Đường vội hết cả lên. Bọn họ không muốn để tập đoàn y dược Đường Nhân bị một mình Đường Hạo độc đoán, chuyên quyền. Sao đây, các người dám có ý kiến với quyết định của tôi? Bà nội Đường nhìn qua bọn người dòng chính của nhà họ Đường. Cảm nhận được lửa giận hừng hực trên người bà nội Đường, đám người dòng chính nhà họ Đường sợ hãi đến mức luôn miệng. Không dám, không dám. Hừ, bà nội Đường hận đến nghiền răng nghiền lợi. Lúc này, một đôi nam nữ đẩy thẳng cửa phòng họp ra. Người con gái xinh đẹp tuyệt trần, trong ánh mắt lộ vẻ cơ trí. Người đàn ông thì anh tuấn, trong mắt đầy vẻ khinh miệt. Nhìn thấy đôi nam nữ này, đám người nhà họ Đường trong phòng họp đều lộ vẻ khó mà tin nổi. Mí mắt Đường Hạo hấp háy liên tục, vội sải rộng bước chân, tiến lên nói, cô Hoa, cậu Hoa. Sao hai bị lại đến đây? Người vừa đến không phải ai khác, mà chính là cậu chủ nhà họ Hoa, Hoa Triển Bác và cô gái đa mưu túc trí của nhà họ là Hoa Mộ Cam. Bà nội Đường giật mình một cái,
Tôn Kính tiến lên nói, cô Hoa, cậu Hoa, không biết sao hai người lại hạ cố đến chơi. Nhà họ Hoa là một trong 10 gia tộc giàu có, quyền thế ở Trung Nguyên, nội tình gia tộc cực sâu, trước mắt nhà họ Hoa thì nhà họ Đường còn chẳng bằng một quả giấm. Cho dù bà nội Đường đã lớn tuổi, nhưng trước mặt Hoa Mộ Cam và Hoa Triển Bác cũng không dám bắt kính chút nào. Hoa Mộ Cam cực kỳ hiên ngang lấy một tờ chỉ phiếu ra, để trên mặt bàn, đây là tiền nhà họ Hoa nợ nhà mấy người nửa năm. Hôm nay cô Đường bận không đến được thì tôi tự mình giúp cô Đường đưa đến đây. Tiền này các người cứ thu vào, giữ cho tốt đi. Cái gì? Giúp cô Đường đưa đến. Lời Hoa Mộ Cam vừa thốt ra khiến toàn bộ hội trường đều ngơ ngắn. Chẳng lẽ Đường Mộc Tuyết đã thật sự đòi được tiền của nhà họ Hoa sao? Đường Hạo kinh hãi cực độ, cô Đường, là cô Đường nào cơ? Hoa Triển Bác khinh thường nói, cậu nói cô Đường nào ấy hả? Đương nhiên là tổng giám đốc thị trường của các người, cô Đường Mộc Tuyết rồi. Lời Hoa Triển Bác như một tia sét lớn đánh ập vào người Đường Hạo. Cái gì, Đường Mộc Tuyết đòi tiền về được rồi sao? Sao có thể như thế được? Cô ta đòi về bằng cách nào? Đường Hạo ngây ngốc nói. Phải biết rằng, vô số người của tập đoàn Y Dược Đường Nhân đã được điều động để đòi nhưng vẫn không thể lấy số tiền này về được, ngay cả bà nội Đường tự mình ra mặt cũng bị nhà họ Hoa đánh đuổi ra ngoài. Một đứa con gái yếu đuối như Đường Mộc Tuyết sao có thể đòi được khoản nợ mấy chục triệu về thế này? Hoa Triển Bác nhìn Đường Hạo, đầy vẻ chán ghét. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Hoa Triển Bác rõ ràng đã ngoan ngoãn hơn nhiều, thành kiến với Dương Tiêu cũng giảm mạnh. Thì Hoa Mộ Cam cũng lười tôn nước bọt với đám người của nhà họ Đường. Cô ta móc thêm một tập văn kiện, đặt lên bàn, nhà họ Hoa chúng tôi đã thanh toán xong khoản nợ. Đây là văn kiện luật sư mà nhà họ Hoa dành cho nhà họ Đường các người, xế chiều hôm nay hai nhà đến tòa án gấp. Nói rồi, Hoa Mộ Cam cũng không chần chừ lâu, đi một mạch ra khỏi cửa. Văn kiện của luật sư? Sao lại là văn kiện của luật sư chứ? Đường Hạo nhìn văn kiện luật sư trên bàn, đầu vẻ mờ mịt. Trước đó anh ta đã tiếp nhận văn kiện luật sư của Lý Minh Hiên, khiến anh ta sợ gần chết. Mới được mấy ngày mà một tập văn kiện luật sư nữa đã đến rồi sao? Bà nội Đường cũng trợn tròn mắt, bà ta run rẩy, vội vàng nói, nhanh lên, mau mở cái văn kiện luật sư ấy ra. Một người trong dòng chính của nhà họ Đường vội vàng mở văn kiện ra được cho bà nội Đường. Trên văn kiện của luật sư viết rõ ràng, nhà họ Đường đưa thiếu hàng cho nhà họ Hoa. Trong lúc cung cấp hàng hóa thật giả lẫn lộn làm hỏng thanh danh của nhà họ Hoa, vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Dựa trên hợp đồng, nhà họ Đường phải thanh toán cho nhà họ Hoa gấp 10 tiền vi phạm hợp đồng. Khát nợ vài chục triệu, giờ đòi gấp 10 phí vi phạm hợp đồng, tức là 100 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mà toàn bộ sản nghiệp nhà họ Đường qua đánh giá còn không đáng 100 triệu, nếu nhà họ Hoa muốn làm căng với nhà họ Đường thì chỉ sợ cả nhà họ Đường sẽ phải phá sản. Nghĩ đến đây, bà nội Đường như gặp sấm sét giữa trời quang, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất. Bà ta tức giận nhìn về phía Đường Hạo, chất vấn, Đường Hạo, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Phần hợp tác này do Đường Hạo ký, chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới Đường Hạo. Sự việc đã bị bại lộ, Đường Hạo không thể nén nổi sự sợ hãi trong lòng, quỳ luôn xuống đất, hoảng sợ nói, bà nội ơi cháu sai rồi, là cháu không tốt, cháu không nên vịn vào quyền uy để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Bà nội, bà nhất định phải cứu cháu với. Còn nữa, sao nhà họ Hoa lại vô duyên vô cơ gửi văn kiện luật sư chứ? Đường Mộc Tuyết, đúng, chắc chắn là Đường Mộc Tuyết âm thầm giở trò trong bóng tối. Đường Mộc Tuyết muốn hại cháu, bà nội nhất định phải làm chủ cho cháu với. Trông thấy đến tận giờ phút này rồi mà. Đường Hạo còn chĩa mũi dùi về phía Đường Mộc Tuyết, bà nội Đường tức điên cả lên. Đến tận lúc này rồi mà còn trốn tránh trách nhiệm, đẩy cho Đường Mộc Tuyết. Bà ta hận không thể điên cuồng đánh Đường Hạo một trận tơi bời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạo Hạo, cháu phải nói rõ ràng lại cho bà nghe. Bà nội Đường thật sự nổi điên lên rồi. Nếu nhà họ Hoa thực hiện với nhà họ Đường thật thì nhà họ Đường đang vi phạm hợp đồng, chắc chắn sẽ không thể thắng kiện được. Thêm vào đó, gia sản nhà họ Hoa lớn, sự nghiệp lớn, một nhà họ Đường ở tầng lớp nhị lưu không thể so sánh được. Nhưng nếu nhà họ Hoa muốn lật đổ nhà họ Đường, trái lại rất đơn giản. Ý thức được sự tình thật sự đã trở nên quá lớn, mồ hôi lạnh trên trán Đường Hạo rơi xuống từng giọt lớn. Anh ta không giấu giết gì nữa, kể lại toàn bộ từ đầu đến cuối sự việc. Bà nội Đường nghe xong thì tức đến mức suýt ngất, hồ đồ. Hạo Hạo, cháu hồ đồ quá,
cháu muốn làm bà già này tức chết hay sao? Đường Hạo bị dọa đến trắng cả mặt, anh ta hoảng sợ nói, bà nội ơi bây giờ phải làm sao? Nhà họ Đường tiêu đời rồi phải không ạ? Có phải cháu sẽ phải ngồi tù hay không? Đám người dòng chính của nhà họ Đường cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Họ không ngờ Đường Hạo lại to gan như vậy, dám giở trò dối trá trong thương vụ hợp tác với nhà họ Hoa. Bà nội Đường sắp bị Đường Hạo làm tức chết rồi. Cấp thiếu thuốc cho người ta thì cũng thôi đi, còn cung cấp sản phẩm không hợp quy cách cho người ta. Chuyện cung cấp sản phẩm không hợp quy cách này chính xác là nện luôn vào biển vàng của nhà họ Hoa một cú, chỉ cần mượn chuyện này thôi là người ta có thể giết chết mình rồi. Chặt còn đường tiền tài của người ta thì chẳng khác nào giết cha giết mẹ người ta cả. Lúc này, bà nội Đường rốt cuộc cũng hiểu tại sao nhà họ Hoa lại không kết toán nợ với nhà họ Đường, cũng biết vì sao lúc trước mình lại bị nhà họ Hoa đánh đuổi ra ngoài một cách vô tình. Nếu đổi lại là mình thì có lẽ đã sớm khiển trách mạnh người ta, nhà họ Hoa cũng không nói toạc ra chân tướng là đã cực nể mặt nhà họ Đường rồi. Nghĩ đến việc nhà họ Đường đang đối lý, phải đối mặt với nguy cơ phá sản trong gang tắc, hai mắt bà nội Đường tối sầm lại, ngã đập đầu xuống đất. Bà nội, trông thấy bà nội Đường ngã xuống, đám người có mặt ở đây đều hoảng hốt, vội vàng chạy đến đỡ. Trông thấy tình cảnh này, Đường Hạo trợn trừng hai mắt. Anh ta có nghìn ngờ vạn ngờ cũng ngờ ngờ sự tình sẽ đi đến bước này. Hối hận, sự hối hận vô cùng vô tận tự nhiên sinh ra trong lòng Đường Hạo. Anh ta biết nhà họ Đường trước mắt nhà họ Hoa không thể chống cự chút nào. Nghĩ đến việc nhà họ Đường sắp phá sản, nghĩ đến việc mình sắp đối mặt với hiểm họa trốn lao tù, Đường Hạo sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Đám người dòng chính nhà họ Đường đều nhức nhối, chỉ mũi Đường Hạo mắng ầm lên. Đường Hạo, không ngờ cậu lại to gan như vậy, cậu muốn khiến bà nội tức chết hay sao? Cậu muốn đạp đổ toàn bộ nhà họ Đường hay sao? Đúng thế, Đường Hạo, cậu quá vô sỉ, cậu trộm dược phẩm còn chưa tính, còn nói xấu sau lưng Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, tôi còn xấu hổ hộ trước hành vi của cậu. Tất cả mọi người đều hoảng hết cả lên, bọn họ biết, một khi nhà họ Đường phá sản thì họ cũng sẽ trở thành chó khóc nhà có tang. Cả người Đường Dĩnh như hóa đá, sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trong lòng ngập tràn sợ hãi. Nếu không có tán cây to là nhà họ Đường che chở thì cô ta chẳng khác nào mấy em gái bình thường tối tối chen chân vào rạp chiếu phim mà mơ mộng cả. Đường Hạo sợ hãi nói, bà nội, chuyện này chắc chắn là do Đường Mộc Tuyết trả thù, chắc chắn là Đường Mộc Tuyết gây ra để báo thù. Cô ta câu được Tiểu Vương Tử thổi sáo, bảo Tiểu Vương Tử thổi sáo ra mặt để đòi tiền nợ nhà họ Hoa, tiện thể bảo nhà họ Hoa đối phó với nhà họ Đường chúng ta. Đúng, chắc chắn là vậy, chắc chắn là như vậy đấy. Bà nội Đường đau lòng như dao cắt, lúc này, bà ta cảm giác nếu so Đường Hạo với Đường Mộc Tuyết thì Đường Hạo đúng là chẳng đáng để nhắc đến. Dù Đường Mộc Tuyết có tâm cơ hay không thì chí ít cũng sẽ không gây ra những chuyện quá mức, còn Đường Hạo thì ngược lại, dám động tay động chân với cả nhà họ Hoa, đúng là không thể tha thứ được. Eo em mồm cho bà nội Đường giận sôi cả lên. Bị bà nội Đường răn dậy, Đường Hạo ngoan ngoãn câm mồm ngay, sợ đến mức không dám nói lời nào. Đường Dĩnh nuốt một ngụm nước bọt, nói với bà nội Đường, bà nội ơi, chắc chắn chuyện này có liên quan đến Đường Mộc Tuyết. Chắc chắn là Đường Mộc Tuyết bảo nhà họ Hoa làm như vậy. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn anh của cháu bị bắt đi mà. Lát nữa tìm Đường Mộc Tuyết đến, bà nhất định phải trừng trị con đi ăn cây táo rào cây sung này. Cháu cũng câm mồm cho bài bà nội Đường tức đến không chịu nổi nữa. Hai anh em này thật sự quá ngu xuẩn uẩn. Sắp chết đến nơi rồi mà chúng còn dám đe dọa Đường Mộc Tuyết người ta, chẳng lẽ chúng nó ngại mình chết chưa đủ khó coi sao? Bà nội Đường cực kỳ rõ, sự tình trở nên như thế này đều do Đường Hạo gieo gió gặt bão. Đường Hạo muốn thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình, không chỉ đắc tội với nhà họ Hoa mà còn kéo cả nhà họ Đường xuống nước theo. Bà nội Đường lúc này cũng hiểu rõ rằng, bây giờ chỉ có một mình Đường Mộc Tuyết có thể cứu được nhà họ Đường. Bà ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nhà họ Đường cứ thế mà bị hủy hoại trong chốc lát như vậy. Đám người dòng chính của nhà họ Đường cũng gấp gáp xoay vòng. Bà nội, bây giờ người có thể cứu nhà họ Đường cũng chỉ có mình Mộc Tuyết, bây giờ chúng ta đi cầu xin Mộc Tuyết ra tay đi. Đúng thế đấy. Bà nội à, chúng ta đi cầu xin Mộc Tuyết đi. Bà nội Đường hít sâu một hơi, run rẩy, trong lòng không cam tâm cũng đành nói, đi đến nhà Mộc Tuyết. Vâng, đám người dòng chính của nhà họ Đường như được đại xá, họ cũng sợ bà nội Đường không vứt thể diện xuống được sẽ dẫn đến việc nhà họ Đường bị phá sản.
Đám người cực kỳ lo lắng giàn trận đi đến khi chung cư nghèo cũ nát. Bà nội Đường đến khiến hai người Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đều sợ đến ngây người. Phải biết rằng, bà nội Đường bình thường rất khi thường tới khu dân cư nghèo này. Lần này bà nội Đường mang nhiều người đến thế này, sự việc rốt cuộc là sao đây? Đường Kiến Quốc trông thấy nhiều người thế này, kinh ngạc nhìn về phía bà nội Đường, hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao? Triệu Cầm cũng ngơ hết cả ra, chuyện lớn gì xảy ra vậy? Không ít người nhìn thoáng qua đồ được trưng trong nhà, thấy L cái nhà đến trùng tu cũng chẳng được trùng tu, trong lòng càng khinh thường đủ kiểu. Nhưng hôm nay họ đến để cầu xin người khác nên không thể nói gì. Bà nội Đường nở nụ cười ấm áp hiếm hoi, hôm nay muốn đến thăm bọn con một chút. Mộc Tuyết đâu rồi, vẫn chưa về à? Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm nhìn nhau, thầm khít mũi xem thường. Đến thăm nhà mình à? Nói chuyện cũng dễ nghe quá, các người còn ước chỉ chúng tôi chết đâu đó bên ngoài kia. Thế nhưng, họ vẫn chưa dám đối đầu với bà nội Đường, Đường Kiến Quốc kính cẩn nói, Mộc Tuyết vẫn chưa về, hay để con gọi điện thoại cho Mộc Tuyết nhé? Không vội, không vội. Bà nội Đường sợ quấy rầy Đường Mộc Tuyết nên nháy nháy mắt nói. Đường Hạo và Đường Dĩnh đều tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cái nhà này vừa chán vừa nóng, so với cái phòng bây giờ họ đang ở thì chẳng khác nào một cái trên trời, một cái dưới đất. Bà nội Đường không lên tiếng thì họ cũng chẳng tiện nói năng gì, dù sao thì người làm chuyện sai trái cũng chính là bọn họ. Đám người dòng chính nhà họ Đường đã hận Đường Hạo gần chết. Nếu không vì thằng cô hồn Đường Hạo này thì họ cũng đâu cần phải khúm núm đến nhà cầu xin người ta chứ. Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết ăn xong bữa trưa lãng mạn, lúc về đến nhà đã gần một rưỡi chiều. Trông thấy Đường Mộc Tuyết về, Đường Hạo nỗi lửa giận đùng đúng, nói với Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết, cô đi làm gì đấy hả? Cô có biết bà nội chờ cô mấy tiếng rồi hay không? Ai bảo cháu nói chuyện với Mộc Tuyết kiểu đó hả? Bà nội Đường tức giận nói. Đường Hạo ý thức được mình có việc phải cầu xin người ngác, lúc này mới cúi đầu nói với bà nội Đường, bà nội, cháu sai à, dây em rồi. Đường Mộc Tuyết thấy đám người dòng chính của nhà họ Đường gần như tập trung đầy đủ trong nhà thì kinh ngạc nói, bà nội, mọi người làm gì ở đây vậy? Chức tổng giám đốc bộ phận thị trường cháu không làm nữa, chuyện hợp tác với nhà họ Lý ở Đông Hải cháu sẽ nói rõ ràng với anh Lý, sau này mọi người cứ xử lý đi. Từ khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo đi về, Đường Mộc Tuyết đã hiểu rõ. Bà nội Đường nhắm vào mình như thế là vì muốn tước đoạt quyền lợi của mình, thế thì cô cứ chủ động từ chức thôi. Dù sao bất ngờ mà hôm nay Dương Tiêu mang đến cũng đủ làm động lực cho cô nghênh đón một tương lai hoàn toàn mới rồi. Mộc Tuyết, con nói bậy bạ gì đó. Triệu Cầm gắp lên, vội tiền đến khiển trách. Nếu Đường Mộc Tuyết không có công việc này thì nhà họ ăn uống kiểu gì đây? Bà nội Đường thấy Đường Mộc Tuyết muốn chủ động từ chức thì cũng gấp hết cả lên. Bà ta vội vàng nói, Mộc Tuyết, cháu là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi trong thế hệ con cháu của nhà họ Đường chúng ta, sau này còn trông vào cháu dẫn nhà họ Đường đến đỉnh vinh quang, sao cháu lại từ chức chứ? Đúng thế đấy. Đám người dòng chính của nhà họ Đường vội phụ họa theo. Bà nội Đường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quát lớn về phía Đường Hạo, cháu còn không mau xin lỗi Mộc Tuyết đi. Vâng, Đường Hạo cứ như con gà bại trận, cúi đầu đi về phía Đường Mộc Tuyết. Nói, Mộc Tuyết, trước đây tôi không tốt, tôi không nên nhắm vào cô, mong cô có thể tha thứ cho tôi. Thấy thái độ thân thiết của bà nội Đường và đám người dòng chính của nhà họ Đường, cả đối thủ một mắt một còn của mình là Đường Hạo cũng nói xin lỗi với cô, Đường Mộc Tuyết tỏ vẻ không thể tin nổi. Chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Chỉ có một mình Dương Tiêu đứng sau lưng Đường Mộc Tuyết mới biết rõ tất cả mọi chuyện. Nhìn Đường Mộc Tuyết, khuôn mặt Dương Tiêu đầy vẻ cương triều. Mộc Tuyết. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Em có thích bất ngờ thứ hai này không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoa Mộ Cam là một người phụ nữ thông minh không thể bàn cãi, trí thông minh còn tồn tại song song với nhan sắc. Sau khi Dương Tiêu rời khỏi sân gôn, Hoa Mộ Cam điều tra tất cả tin tức có liên quan đến Dương Tiêu ngay. Nhìn thấy tư liệu ghi chép rõ ràng việc Dương Tiêu để mặc cho người nhà họ Đường đánh, sỉ nhục 5 năm nay cũng chưa từng phản kháng. Hoa Mộ Cam cực kỳ chấn động. Phế vật sao? Dương Tiêu thật sự chỉ là một tên phế vật thôi ư? Bị khinh bỉ 5 năm, chịu sự nhục nhã 5 năm, bị đánh không đánh trả, bị mắng cũng không đáp lại, chuyện này cần có sự nhẫn nại lớn đến mức nào cơ chứ, chỉ dù là Bồ Tát còn có 3 phần khí giận chứ đừng nói chỉ là một người đàn ông cao 7 thước có thân hình hoàn chỉnh. Sau khi tự xem xét,
Hoa Mộ Cam tự nhận nếu đổi lại là cô ấy thì cũng sẽ không thể làm đến mức này. Còn nếu là người bình thường, chịu sự nhục nhã như vậy thì đã sớm bùng nổ. Cho dù là ai thì sự nhẫn nại của họ cũng chỉ có giới hạn. Sự nhẫn nại của Dương Tiêu đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của Hoa Mộ Cam. Giác quan thứ 6 của Hoa Mộ Cam nói cho cô ấy biết, trực giác của cô ấy là chính xác. Thêm những việc Dương Tiêu làm ở sân golf, Hoa Mộ Cam. B7 càng kết luận rằng Dương Tiêu chắc chắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm kết hôn của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết lại đột nhiên xuất hiện ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo, là trùng hợp sao? Không, chuyện này chắc chắn không phải là một sự trùng hợp. Bởi vì, sự thật chỉ có một. Đó là Tiểu Vương Tử Thổi Sáo, người nổi như cồn trên mạng, chính là thân phận thật sự của Dương Tiêu mà mọi người nghĩ là phế vật. Tiểu Vương Tử Thổi Sáo có quan hệ mật thiết với cậu chủ nhà họ Lý quyền thế nhất thành phố Đông Hải, Lý Minh Hiên. Hai ngày nay hai người còn cùng nhau đi đến phòng đấu giá nhà họ Cung để lấy một đảo nhỏ ven hồ Nhãn Minh. Hoa Mộ Cam lại có thêm một suy đoán to gan nữa, người mua đảo vốn dĩ không phải Lý Minh Hiên mà là Dương Tiêu. Lý Minh Hiên là người Đông Hải, anh ta không thể nào định cư ở Trung Nguyên được. Cho nên, sau tầng tầng lớp lớp phân tích, Hoa Mộ Cam kết luận, người mua đảo ven hồ Nhãn Minh 89/10 là Dương Tiêu. Nếu Dương Tiêu biết ý nghĩ của Hoa Mộ Cam thì không biết lòng anh sẽ nổi sóng thế nào. Thông minh, đây quả thật là một cô gái thông minh đến thành tin, tư duy logic và phân tích quá đáng sợ. Dương Tiêu chấp nhận bị bắt nạt ở nhà họ Đường 5 năm, đến đòi nợ tất nhiên là vì Đường Mộc Tuyết, không liên quan gì đến nhà họ Đường cả. Hoa Mộ Cam thông minh, không chỉ trả đủ số tiền khất mà còn đưa văn kiện luật sư đến nhà họ Đường. Chuyện này không chỉ giúp Đường Mộc Tuyết giải quyết được nguy cơ mắt trước mà còn vô tình xả giận giúp Dương Tiêu. Dương Tiêu đã sớm ngờ đến việc Hoa Mộ Cam sẽ đưa đơn kiện luật sư đến nhà họ Đường, nhưng anh hoàn toàn không nghĩ rằng Hoa Mộ Cam lại suy đoán được xa đến vậy, hoàn toàn vượt khỏi dữ liệu của anh. Về đến nhà, Đường Mộc Tuyết vẫn mờ mịt như cũ. Cô nhìn về phía bà nội Đường hỏi, bà nội, chuyện này rốt cuộc là sao? Đường Dĩnh tức điên cả người, cười lạnh nói. Chuyện đến nước này rồi mà Đường Mộc Tuyết cô còn ở đây diễn trò, có ý nghĩa gì sao? Giở trò, tôi giở trò cái gì? Đường Mộc Tuyết không hiểu lắm. Nhìn thấy vẻ mặt Đường Mộc Tuyết đầy vẻ không hiểu, bà nội Đường nhíu mày, trong ánh mắt hiển hiện vẻ không thích. Bà ta cũng nghi ngờ rằng Đường Mộc Tuyết cố ý bảo người nhà họ Hoa làm như vậy. Nhưng lúc này không phải là thời cơ để phát tác, bà nội Đường nở nụ cười ấm áp nói, Mộc Tuyết, từ đầu bà nội đã biết cháu khôn khéo tài giỏi. Tiền nợ của nhà họ Hoa cháu đã đòi về được là minh chứng cho tài năng của cháu. Nhưng cháu cũng đừng đuổi tận giết tuyệt nhà họ Đường như vậy. Cái gì? Tiền nợ đã được đòi về rồi sao? Đường Mộc Tuyết trừng lớn đôi mắt xinh đẹp. Sáng hôm qua cô đến đòi nợ thì bị người ta tống cổ đánh đuổi ra ngoài, sao có thể đòi tiền về được chứ? Đường Mộc Tuyết cực kỳ thông minh, cô kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Dương Tiêu. Chỉ thấy Dương Tiêu mỉm cười nhìn mình, Đường Mộc Tuyết càng khiếp sợ hơn. Cô thật sự không thể nào biểu đạt nổi sự cảm động sâu trong lòng mình. Trời ạ! Dương Tiêu đã đòi được tiền nợ của nhà họ Hoa về rồi sao? Sao anh ấy có thể làm được chứ? Một đám người dòng chính của nhà họ Đường cũng bước ra nói. Mộc Tuyết à, chúng tôi đều biết cô rất ưu tú, vì thằng khốn Đường Hạo này mà mấy năm qua cô phải chịu không ít oan ức, nhưng cô cũng không thể đuổi tận giết tuyệt như vậy. Đúng đúng đúng, vốn sinh ra từ một gốc, sao nỡ thiêu đốt nhau? Cùng lắm thì chúng tôi giúp cô dạy Đường Hạo một bài học, cô thấy thế nào? Nghe được lời này, mặt Đường Hạo tái đi rồi, anh ta như chó husky, cả người khó chịu. Dạy mình một bài học, đổi là thường ngày, đám hám lợi này nào dám dõng dạc như thế. Chỉ tiếc là mình đã làm sai chuyện, phải gặp tai ương vào tù, Đường Hạo chỉ có thể lựa chọn nén giận. Vẻ mặt Đường Hạo khẩn cầu nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, trước kia là tôi làm sai, tôi xin lỗi cô. Tốt xấu chúng ta là người một nhà, máu mủ tình thâm, tại sao cô nhẫn tâm phá đổ toàn bộ nhà họ Đường? Phá đổ nhà họ Đường? Đường Mộc Tuyết vô cùng khó hiểu, nói, rốt cuộc chuyện này là sao? Mọi người nói gì tại sao tôi không thể hiểu chút nào? Bà nội Đường xem hết tất cả ở trong mắt, trong lòng giận không thể át. Hay cho Đường Mộc Tuyết, bà già này thật coi thường cô, cho đến bây giờ, cô còn ở đây giả vờ nữa. Xem ra Hạo Hạo nói không sai. Chính là cô đã để Tiểu Vương Tử Thổi Sáo ra mặt đòi tiền nợ rồi trả thù nhà họ Đường. Giờ phút này,
bà nội Đường cố nén sự tức giận. Bà ta biết bây giờ không phải lúc xé rách ra mặt với Đường Mộc Tuyết. Đường Dĩnh chỉ vào Đường Mộc Tuyết, lạnh giọng nói, Đường Mộc Tuyết, cô cũng tâm cơ quá đi. Cho đến bây giờ, cô còn ở nơi này làm bộ làm tịch, chơi vui lắm sao? Nhà họ Hoa đã gửi văn kiện của luật sư cho nhà họ Đường, tôi cũng không tin cô không biết. Gửi văn kiện của luật sư. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết hoàn toàn thay đổi, cô thật sự không biết còn có chuyện này. Sắc mặt hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm cũng thay đổi. Mộc Tuyết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đường Kiến Quốc chất vấn hỏi. Triệu Cầm vội vàng tiến lên, nói, Mộc Tuyết, có chuyện gì không nói rõ, tại sao êm đẹp như thế còn gửi văn kiện của luật sư chứ? Hai vợ chồng bọn họ còn trông cậy vào Đường Mộc Tuyết ở tập đoàn y dược Đường Nhân làm việc cho tốt để kiếm tiền nuôi gia đình. Nếu là nhà họ Đường sụp đổ, chẳng phải bọn họ thật sự phải đi uống gió Tây Bắc sao? Bà nội vẻ mặt giả vờ ôn hòa nói với Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, chỉ cần cháu nói nhà họ Hoa rút văn kiện của luật sư về, có yêu cầu gì cháu cứ việc đề ra. Chỉ cần có thể giữ được nhà họ Đường không phá sản, bà nội Đường có thể trả bất kỳ giá nào. Đường Mộc Tuyết mờ mịt vô thố, cô thật sự không biết chuyện này nên giải quyết như thế nào. Kêu cô nói nhà họ Hoa rút văn kiện của luật sư về, cô không có năng lực lớn như thế. Không thể chậm trễ, Đường Mộc Tuyết nhìn về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu gật gật đầu, tiến lên một bước nói, bà nội, cháu nghĩ bà cũng hiểu biết đại khái chuyện này, là Đường Hạo động tay động chân vào chuyện hợp tác với nhà họ Hoa. Nhà họ Hoa gửi văn kiện của luật sư cũng không có gì đáng trách đúng không? Tất cả mọi người trong hiện trường liên tục kinh ngạc, ai cũng không đoán được trong thời khắc quan trọng này tên phế vật Dương Tiêu đứng ra nói chuyện. Nhìn sắc mặt cam chịu của Đường Mộc Tuyết, mọi người trong nhà họ Đường giận mà không dám nói gì. Ở trong mắt bọn họ, tên phế vật Dương Tiêu không có tư cách nói chuyện ở chỗ này. Phế vậy, ai cho mày mở miệng? Triệu Cầm nổi trận lôi đình, tức giận nói. Đường Mộc Tuyết nhíu mày nhìn về phía Triệu Cầm, mẹ. Hừ, nhìn thấy con gái mình bênh vực Dương Tiêu như thế, Triệu Cầm cũng không dễ để bà nội Đường nổi trận lôi đình với Dương Tiêu. Đúng thế, bà nội Đường cố nén lửa giận gật gật đầu. Dương Tiêu nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, vị trí tổng giám đốc bộ phận thị trường không đề cập đến. Chúng ta hãy nói về Đường Hạo trước. Chuyện lần này hoàn toàn do anh ta gây ra, tất cả đều là trách nhiệm của Đường Hạo. Đối với loại sâu làm dầu nồi canh này, chúng ta cần thiết nghiêm trị. Theo ý tôi, vị trí tổng giám đốc này của Đường Hạo có phải nên đổi người khác làm hay không? Tôi thấy Mộc Tuyết vô cùng thích hợp đảm nhiệm. Cái gì? Vừa nói xong lời này, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Tên phế vật Dương Tiêu này muốn cướp lấy quyền lợi của Đường Hạo, chống lại Đường Hạo sao? Đường Hạo nghe thấy mình bị cướp lấy quyền lợi, anh ta như con chuột dẫm phải mèo, cả người nổi giận hét to, cái gì? Dương Tiêu, tên phế vật này, mày nói cái gì? Muốn cướp lấy vị trí tổng giám đốc của tao để đưa cho Đường Mộc Tuyết? Mày điên rồi sao? Anh ta hận không thể hung hăng đạp Đường Mộc Tuyết dưới chân mình. Đường Hạo, bà cho cháu nói chuyện sao? Bà nội Đường uy nghiêm quát. Bị bà nội Đường răn dậy, vẻ mặt Đường Hạo tràn ngập oán khí, hấp tấp nói, bà nội, tên phế vật không có lòng tốt, nó vô cớ gây rối yêu cầu thôi. Bà nội, ngàn vạn lần bà không thể đồng ý được. Bà nội Đường phẫn nộ, quát lớn, nói, chẳng lẽ cháu có thể giải quyết nguy cơ của nhà họ Đường sao? Thứ mắt dậy này, nếu không phải cháu, nhà họ Đường sẽ gặp cảnh rơi vào phá sản này sao? Bị bà nội Đường răn dậy lần nữa, Đường Hạo sợ đến mức trắng bệch cả mặt, cũng không dám nói chuyện nữa. Nội tâm anh ta vô cùng hung ác, chờ, Đường Mộc Tuyết và tên phế vật Dương Tiêu này chờ đấy cho tao. Đường Hạo tao sớm hay muộn cũng chỉnh chết hai người bọn mày. Bà nội, cháu thấy để Đường Mộc Tuyết đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc rất ổn. Cháu đồng ý. Cháu cũng đồng ý. Chính nghĩa thì được ủng hộ, gian ác không được ai giúp đỡ. Đám người dòng chính nhà họ Đường sôi nổi phụ họa. Bà nội Đường hít sâu một hơi, nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, gật đầu nói, được, bà nội đồng ý với cháu. Bà tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Mộc Tuyết sẽ chính là tổng giám đốc tập đoàn y dược Đường Nhân. Tổng giám đốc, thật quá tốt, thật quá tốt. Triệu Cầm phấn chấn nhảy múa. Con gái thăng chức, có nghĩa là tiền lương sẽ nhiều hơn so với trước kia. Bà ta có thể có tiền để đi ra ngoài ăn chơi phung phí. Bị bà nội Đường phán tử hình, ánh mắt Đường Hạo hiện lên những tơ máu. Anh ta nắm chặt tay, cực kỳ không cam lòng. Đường Dĩnh ngây ngốc đứng ở một bên, không thể ngắt lời.
Cô ta biết nếu Đường Mộc Tuyết không ra tay, nhà họ Đường sẽ rơi vào kết cục đáng sợ như thế nào. Dương Tiêu mở miệng nói tiếp, Mộc Tuyết đã kiến công lập nghiệp ở Đường Nhân trong 5 năm, không biết chảy biết bao nhiêu mồ hôi cay đắng. Mà Đường Nhân lại áp bức giá trị thẳng dư của Đường Mộc Tuyết nghiêm trọng, bao gồm lúc trước bố tôi xảy ra tai nạn xe cộ nhưng nhà họ Đường chẳng quan tâm, bây giờ có phải nên tiến hành bồi thường hay không. Trong lòng bà nội Đường vô cùng bực bội, bản thân đã đưa vị trí tổng giám đốc cho Đường Mộc Tuyết, không đoán trước được Dương Tiêu vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Chắc chắn rồi, chắc chắn sẽ bồi thường. Cậu muốn bao nhiêu? Bà nội Đường tái nhọt vô lực nói. Vì bảo toàn nhà họ Đường, lần này bà ta chỉ có thể hạ thấp tư thái. Dương Tiêu vương ba ngón tay, bà nội Đường nhìn thấy ba ngón tay, đồng tử co rụt lại. Bà ta biết Dương Tiêu nói chính là 3 triệu. Bà nội Đường vô cùng phẫn nộ, 3 triệu không phải là con số ít. Bà ta không nghĩ đến Dương Tiêu có sức ăn lớn như vậy. Dương Tiêu đang chuẩn bị mở miệng, ánh mắt Triệu Cầm sáng ngời, vội vàng nói, đúng vậy, 300.000. Nếu không có 300.000 này chúng tôi sẽ không cam tâm tình nguyện bỏ qua. Nghe được lời này, bà nội Đường lập tức nói, được. Tôi đồng ý, 300.000 liền 300.000. Nửa tiếng sau, 300.000 này sẽ được chuyển vào trong tài khoản của Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, chuyện này rất quan trọng, hy vọng cháu có thể lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Chúng ta đi thôi. Nói xong, bà nội Đường sợ Triệu Cầm đổi ý, lập tức mang theo đám dòng họ chính nhà họ Đường nhanh chóng rời đi. Khóe miệng Dương Tiêu hung hăng run rẩy, anh thật sự bị Triệu Cầm làm cho ngu người rồi. 300.000, bà ta thật biết tiết kiệm tiền cho nhà họ Đường. Những năm gần đây, Đường Mộc Tuyết chịu uất ức không chỉ dừng ở 300.000 nghèo nàn này. Sau khi xác định bà nội Đường rời đi, Triệu Cầm hưng phấn nhảy lên. Bà ta cười điên loạn, nói, Kiến Quốc, anh nghe thấy không? Chúng ta phát tài rồi. 300.000, ước chừng khoảng 300.000 đấy. Chúng ta rốt cuộc có tiền rồi. Em muốn mua mấy bộ đồ xinh đẹp. Em muốn mua son môi của hãng nổi tiếng. Em muốn mua túi sách Hermes. Nhìn mẹ mình vừa thấy tiền mắt đã sáng lên, Đường Mộc Tuyết than một tiếng. Vừa rồi dù là heo cũng biết Dương Tiêu tuyệt đối nói hơn 300.000. Dương Tiêu không nổi giận được. Thứ nhất, anh không thiếu 3 triệu này. Thứ hai, chung quy Triệu Cầm là mẹ đẻ của Đường Mộc Tuyết. Một khi chuyện đã vậy, căn bản anh không cần nói thêm điều gì. Đường Kiến Quốc nhíu mày, hỏi, Mộc Tuyết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu gật gật đầu. Lúc này Đường Mộc Tuyết mới kể lại chuyện ngày hôm qua bà nội Đường và Đường Hạo liên hợp nhau xa lánh cô. Còn chuyện Dương Tiêu là tiểu vương tử thổi sáo và chuyện Dương Tiêu tự mình đòi tiền nợ thì Đường Mộc Tuyết im lặng không đề cập tới. Đường Mộc Tuyết cũng vô cùng bất đắc dĩ. Dương Tiêu thật sự quá điệu thấp, cô rất muốn nói ra toàn bộ chân tướng để bố mẹ lau mắt mà nhìn Dương Tiêu. Sau khi nghe xong, Triệu Cầm tức giận đến bốc khói, cái gì? Còn có chuyện như vậy, bọn họ cũng thật quá đáng. 300.000, phụt, phải bồi thường cho con gái mẹ ít nhất 3 triệu. Bây giờ mẹ lập tức tìm bọn họ. Đường Kiến Quốc đen mặt, hừ nói, vừa rồi ai kêu bà nói chuyện. Không phải bà muốn 300.000 sao? Bọn họ đã đi hết rồi, cho dù bà tìm được họ thì sao? Bọn họ sẽ không thừa nhận. Triệu Cầm nghĩ nghĩ, cho rằng Đường Kiến Quốc nói có lý. Bà nội Đường yêu tiền như mạng, sau khi xoay người rời đi sẽ không cho bà ta 3 triệu. Nghĩ đến đây, Triệu Cầm vô cùng không cam lòng, căm tức nhìn Dương Tiêu hung ác nói. Tao trách tên phế vật mày khoa chân múa tay. Nếu không phải mày, tao sẽ không bị nhầm lẫn. Tên phế vật, mày khiến bà đây kiếm lời thiếu hơn 20 triệu, mày đúng là một ngôi sao chổi. Mặt Dương Tiêu không gợn sóng mặc kệ Triệu Cầm tức giận mắng. Anh đã sớm biết vẻ mặt đáng ghê tởm của bà ta trông ra sao. Anh đã sớm hiểu rõ không có gì giải thích được với loại mẹ vợ càn quấy không nói lý này. Mẹ, mẹ đủ rồi, con đau đầu. Mẹ có thể yên tĩnh chốc lát được không? Nhìn mẹ lại oán trách lên người Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết thật sự tức giận không nhẹ. Nếu không có Dương Tiêu thì đừng nói bồi thường 300.000, đến cả cái chức tổng giám đốc bộ thị trường của con gái bà ta cũng chẳng giữ nổi. Được được được, Mộc Tuyết mẹ không nói nữa, chờ lát nữa tiền đến tay nhớ mau chóng chuyển qua cho mẹ. Lúc trước mẹ có để mắt đến mấy cái nhãn hiệu son môi nổi tiếng, cho đến bây giờ còn chưa mua được. Triệu Cầm thúc giục nói. Con biết rồi, Đường Mộc Tuyết thất vọng trở về phòng. Dương Tiêu sờ sờ mũi rồi cũng theo sau Đường Mộc Tuyết trở về phòng. Đường Mộc Tuyết nhìn về phía Dương Tiêu vô cùng đau đớn nói,
tại sao anh không để em nói rõ với bố mẹ? Rõ ràng anh rất ưu tú, tại sao lại không cho bọn họ nhìn thấy mặt ưu tú của anh? Dương Tiêu Cưng chiều tiến lên vuốt vuốt mũi quỳnh của Đường Mộc Tuyết, dịu dàng nói, cô gái ngốc, em cũng biết con người anh thích điệu thấp mà. Hơn nữa, nếu anh thật sự đột ngột trở nên ưu tú chỉ sợ bố mẹ không tin, trong lòng anh, chỉ cần người khác nhìn thấy em cực kỳ ưu tú thì anh rất vui vẻ rồi. Ôi! Nghe được mấy lời này, Đường Mộc Tuyết càng thêm đau lòng. Cô sải bước nhào vào trong lòng ngực Dương Tiêu, nức nở nói, tại sao anh ngu ngốc đến thế? Tại sao anh ngu ngốc đến thế? Sắc mặt Dương Tiêu bình tĩnh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, anh dịu dàng nói, không sao, người khác thấy anh thế nào anh cũng không để bụng, chỉ cần em có thể hiểu anh thì anh đã rất thỏa mãn. Một cảm hạnh phúc nồng đậm dâng lên trong lòng, Đường Mộc Tuyết ôm Dương Tiêu thật chặt. Giờ phút này, Đường Mộc Tuyết thật sự cảm giác được mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, may mắn nhất trên thế giới này. Gắt gao ôm lấy vòng tay tôi có thể dựa vào, vẫn luôn như thế, thẳng đến khi già. Thẳng đến lúc chết, mãi mãi không chia lìa. Rời khỏi nhà, Dương Tiêu rất mau tìm được Hoa Mộ Cam. Hoa Mộ Cam dường như đã sớm đoán trước, cô ở một quán trà thảnh thơi nhấp ngụm trà, trong ánh mắt tản ra ánh sáng sắc sảo. Tôi nên xưng hô với anh là Ngài Dương hay là Tiểu Vương Tử thổi sáo đây? Hoa Mộ Cam trêu ghẹo nói. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, cô Hoa thật là quá khen, tôi đâu phải Tiểu Vương Tử thổi sáo gì đâu. Bây giờ... Thực lực của Dương Tiêu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, anh cũng không muốn để lộ thân phận quá sớm, lại lần nữa tham dự những chuyện đánh đánh giết giết đó trong giang hồ. Đúng thế, cuộc sống kết hôn trong 5 năm này đã khiến Dương Tiêu chán ghét những ngày ấy. Bây giờ anh chỉ nghĩ bảo vệ Đường Mộc Tuyết, sống những ngày tháng bình thường mà đơn giản. Hoa Mộ Cam trêu chọc, cười nói, Ngài Dương thật đúng là khiêm tốn. Hôm nay, cô Đường đã đích thân đến dùng bữa trưa tại khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo. Dựa theo tính cách của cô Đường, cô ấy không thể cùng ăn trưa với một người đàn ông xa lạ. Anh nói Tiểu Vương Tử thổi sáo không phải Ngài Dương thì còn có thể là ai? Dương Tiêu thật sự không đoán được tâm tư của Hoa Mộ Cam kín đáo như thế, những chi tiết nhỏ này đều bị Hoa Mộ Cam xem ở trong mắt. Khụ khụ, mong cô có thể hoa bảo mật điều này. Dương Tiêu ho khan một tiếng, không hề giấu giếm. Ở trước mặt Hoa Mộ Cam, Dương Tiêu cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu hết. Căn bản không có bất kỳ bí mật nào giấu đi được. Tuy nhiên, Dương Tiêu không có cảm nhận ra chút địch ý nào từ trên người Hoa Mộ Cam, anh đối với địch ý vô cùng nhạy bén. Nếu Hoa Mộ Cam thật sự sinh ra địch ý với anh, Dương Tiêu có thể cảm nhận ra đầu tiên. Dương Tiêu sẽ không do dự chút nào xử lý rớt Hoa Mộ Cam. Không phải anh không hiểu thương Hoa Tiếc Ngọc nhưng Dương Tiêu không hy vọng bên cạnh mình có bất kỳ tai họa ngầm nào. Hoa Mộ Cam cười, nụ cười của cô vô cùng sán lạn. Giống như trăm hoa đua nở mới có thể mô tả được vẻ đẹp của Hoa Mộ Cam. Sự nhẫn nại của Ngài Dương thật đúng là khiến người khác khiếp sợ. Không biết hôm nay Ngài Dương tới đây tìm tôi là có chuyện gì quan trọng. Tiền nợ tôi đã tự mình trả, chuyện dư lại là gút mắt giữa nhà họ Hoa của tôi và nhà họ Đường, chắc hẳn không có bất kỳ liên quan gì đến Ngài Dương đây. Bộ dáng Hoa Mộ Cam ăn chắc Dương Tiêu. Nhìn Hoa Mộ Cam như hoa như ngọc trước mặt, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Người phụ nữ thông minh này thật đúng là tìm cơ hội đến làm n khó mình, Dương Tiêu nói thẳng, làm việc để Đường đi, về sau dễ gặp nhau. Cô Hoa, chuyện này ban đầu tôi không muốn nhúng tay nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà tôi không thể không nhúng tay một lần nữa. Tôi hy vọng nhà họ Hoa có thể rút lại văn kiện của luật sư. Cho dù là nể mặt Đường Mộc Tuyết hay ông cụ Đường đã mất đi, Dương Tiêu không thể trơ mắt nhìn nhà họ Đường sụp đổ như thế. Tuy nhiên... Nhóm người nhà họ Đường này sống chết ra sao thì Dương Tiêu một mực mặc kệ. Lần này, Dương Tiêu giúp Đường Mộc Tuyết lấy được vị trí tổng giám đốc trước, lần sau sẽ là vị trí giám đốc điều hành. Cuối cùng, anh sẽ trợ giúp Đường Mộc Tuyết trở thành chủ tịch, khiến tất cả đám con sâu làm giàu nồi canh nhà họ Đường mở rộng tầm mắt. Hoa Mộ Cam cười nhạo nói, Ngài Dương, lúc trước chính anh đã nói sẽ không nhúng tay, anh chính là lật lọng. Văn kiện của luật sư chúng tôi đã gửi. Nếu rút về thì người khác sẽ nhận xét nhà họ Hoa chúng tôi như thế nào? Nói tiếp, tổn thất của nhà họ Hoa chúng tôi sẽ xác định như thế nào? Việc này, Dương Tiêu ngơ ngắn, đúng là anh không để ý đến chuyện tổn thất của nhà họ Hoa. Dương Tiêu chớp chớp đôi mắt, nói nhỏ, nhà họ Đường gây tổn thất cho nhà họ Hoa đương nhiên nhà họ Đường sẽ phụ trách. Tôi sẽ thông báo cho nhà họ Đường để bọn họ đền bù phần tổn thất này. Chỉ cần không cho nhà họ Đường chỉ trả tiền vi phạm hợp đồng gấp 10 lần. Chỉ cần đền bù tổn thất nhà họ Hoa,
đương nhiên bà nội Đường sẽ không còn lời nào để nói. Hoa Mộ Cam cười ưu nhã, đôi mắt xinh đẹp lập lòe nói, đền bù tổn thất thì không cần. Nếu ngài Dương đã mở miệng, vậy tôi sẽ cho ngài Dương một phần mặt mũi. Nhưng ngài Dương hãy nhớ kỹ, phần mặt mũi này tôi cho ngài, không phải cho nhà họ Đường. Mong ngài Dương hãy nhớ kỹ, anh thiếu tôi một ân tình. Thiếu Hoa Mộ Cam một ân tình. Dương Tiêu không nhịn được mà bật cười, anh không đoán trước được Hoa Mộ Cam không cần tiền vi phạm hợp đồng gấp 10 lần, mà muốn ân tình của mình. Không hổ danh là quân sư nhà họ Hoa, quả nhiên danh bất hư truyền, liếc mắt một cái đã nhìn được quan hệ lợi và hại. Được thôi, nếu về sau cô Hoa có việc gì cần tôi giúp đỡ, chỉ cần không đi ngược với quy tắc của Dương Tiêu tôi thì tôi nhất định sẽ giúp cô. Dương Tiêu trịnh trọng nói. Quân tử nhất ngôn, Hoa Mộ Cam nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu. Khoái mã nhất tiên. Trước khi rời đi, Dương Tiêu nói đầy ẩn ý với Hoa Mộ Cam, cô Hoa, tôi cần thiết nhắc nhở cô một ít. Tôi rất thích điệu thấp, tôi cũng không hy vọng có người điều tra lai lịch của tôi. Nếu đến khi có một người uy hiếp tôi hoặc người bên cạnh tôi sẽ không ngần ngại diệt trừ rất thứ uy hiếp này. Nói xong, Dương Tiêu lập tức đi ra khỏi quán trà. Ôi, trên khuôn mặt tinh xảo của Hoa Mộ Cam tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, cô không biết khóc hay cười, nói, người này thật là tự luyến đó. Anh nghĩ mình là Ngô Ngạn Tỏ à, tôi sẽ điều ra lai lịch của anh. Dừng một chút, sắc mặt Hoa Mộ Cam lộ ra sự hứng thú sâu đậm, anh không cho tôi điều tra, tôi sẽ không điều tra sao. Hừ, tôi cũng không tin, điều tra anh thì anh có thể làm gì được. Tôi, tuy nhiên, Đường Mộc Tuyết đúng thật là may mắn, gặp được một người đàn ông tốt như vậy. Hoa Mộ Cam biết, Dương Tiêu làm hết tất cả vì Đường Mộc Tuyết. Nghĩ đến Đường Mộc Tuyết có một người chồng tốt như vậy, không biết vì sao nội tâm Hoa Mộ Cam vô cùng hụt hẫng, cực kỳ hâm mộ. Thân là một người phụ nữ, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp được một người chồng như vậy sao? Đáng tiếc chính là chỉ có duy nhất Dương Tiêu. Dương Tiêu ra ngựa, nguy cơ nhà họ Đường lập tức được giải quyết. Sau khi biết được nhà họ Hoa rút văn kiện của luật sư, dường như tất cả mọi người trong nhà họ Đường được đại xá, vội vàng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nếu nhà họ Đường thật sự phá sản, bọn họ thật sự trở thành chó nhà có tang. Đám người cả ngày chỉ biết sống trong nhung lụa. Thật đúng là không biết sau khi nhà họ Đường phá sản sẽ đi nơi nào. Ở trong biệt thự bà nội Đường, Đường Hạo quỳ gối trước di ảnh của ông cụ Đường, giả vờ khóc sám hồi. Anh ta khóc tang nói, ông nội ơi. Nhà họ Đường chúng ta sắp rơi vào tay một người phụ nữ, cháu không cam lòng chút nào. Sự nghiệp nhà họ Đường mấy chục năm nay cuối cùng rơi vào tay một người phụ nữ, quan trọng nhất chính là người phụ nữ này còn gả cho một tên phế vật. Chẳng phải về sau nhà họ Đường sẽ trở thành của tên phế vật này. Cháu không cam lòng, cháu thật sự không cam lòng. Bà nội Đường ngồi ở bên cạnh sao không thể hiểu rõ ý tứ của Đường Hạo chứ? Nghĩ đến vẻ mặt mê mang của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu mở miệng liên tục đưa ra hai cái yêu cầu, bà nội Đường vẫn đang tức giận. Bà ta thật sự cho rằng hết tất cả là do Đường Mộc Tuyết giả vờ. Bên ngoài Đường Mộc Tuyết thông đồng với tiểu vương tử thổi sáo. Khiến nhà họ Hoa gửi văn kiện của luật sư cho nhà họ Đường. Tuy rằng Đường Hạo phạm sai lầm nhưng chung quy là cháu trai ruột của bà ta. Bà nội Đường tuyệt đối không cho phép lực ảnh hưởng của Đường Mộc Tuyết ở trong công ty càng ngày càng lớn mạnh. Hạo Hạo, cháu đứng lên. Mặt bà nội Đường âm trầm, nói. Nước mắt Đường Hạo ngang dọc, nhìn về phía bà nội Đường. Bà nội, cháu trai biết sai rồi. Bây giờ cháu trai không có việc làm, không khác gì người tàn phế. Bà nội. Cháu không muốn sống nữa, để cháu chết đi, xuống dưới làm bạn với ông nội. Giọng bà nội Đường căm hận, nói, không cần xem thường bản thân mình. Vị trí tổng giám đốc không có thì thôi. Từ hôm nay trở đi, bà sẽ đưa cho cháu vị trí giám đốc điều hành. Nhớ kỹ, phải áp chế Đường Mộc Tuyết cho bà, tuyệt đối không thể để nó tung hoành bên trong Đường Nhân được. Những năm gần đây, bà nội Đường kiêm nhiệm hai chức vị quan trọng là chủ tịch và giám đốc điều hành. Vì để kiềm chế Đường Mộc Tuyết, bà nội Đường không tiếc nhường vị trí giám đốc điều hành cho Đường Hạo. Vâng ạ, Đường Hạo vô cùng vui mừng. Tin tức được lan ra, nhà họ Đường chấn động. Khi Dương Tiêu nhận được tin tức này, ánh mắt anh hiện lên sự hung ác nham hiểm. Bà nội Đường, lần này, bà thật sự quá đáng quá rồi. Nghe thấy tin này, Dương Tiêu cực kỳ tức giận. Đường Hạo làm sai rồi, bây giờ không giảm mà lại còn tăng. Bà nội Đường đây là muốn khiến anh và Đường Mộc Tuyết buồn nôn đến chết sao?
phải biết rằng anh đã phải bôn ba hai phen liên tục vì vụ việc của nhà họ Hoa. Bây giờ đã thu lại được khoản nợ gần chục triệu, nhà họ Đường không tổn thất chút nào còn chưa bàn đến, vậy mà Đường Hạo lại không phải nhận chút trừng phạt nào, bà nội Đường còn đưa luôn chức giám đốc điều hành cho Đường Hạo. Cái hành động lấy không cho không này chẳng làm người ta buồn nôn à. Đường Mộc Tuyết nhận được tin tức, trái tim lạnh giá cực độ. Người khác không biết Dương Tiêu đã phải bỏ bao nhiêu công sức cho chuyện này nhưng cô lại hết sức rõ ràng. Không ngờ rằng cuối cùng sự tình lại trở nên thế này. Đường Mộc Tuyết viết bà nội Đường đang muốn tước đoạt quyền lợi của cô, nhưng cô thực sự không có bất kỳ mơ tưởng gì với vị trí người thừa kế của nhà họ Đường, cô chỉ muốn nhà họ Đường ngày càng phồn vinh hơn mà thôi. Nhưng không ngờ bà nội Đường lại phòng mình như phòng trộm, cho dù là ai cũng sẽ nguội lòng. Quan trọng nhất là, Đường Hạo phạm phải sai làm không thể tha thứ nhưng chỉ chốc lát mà bà nội đã giao chức giám đốc điều hành cho anh ta. Khỏi nói cũng biết tâm trạng của Đường, Mộc Tuyết bây giờ phức tạp đến cỡ nào. Giám đốc điều hành, đây chính là người có quyền điều hành cao nhất ở công ty trừ ban quản trị ra, ngay cả tổng giám đốc cũng phải cung kính trước mặt người có thực quyền điều hành này. Đám người dòng chính nhà họ Đường cũng nhận được tin tức, họ cực kỳ hoan nghênh quyết định này. Dù Đường Mộc Tuyết là một quân cờ tốt nhưng đám người dòng chính của nhà họ Đường cũng không mong Đường Hạo rơi đài. Bọn họ ước Đường Hạo có thể trở về để đối đầu với Đường Mộc Tuyết. Chỉ cần nội bộ nhà họ Đường phân hóa thành hai phe thì họ càng dễ vơ được nhiều miếng mồi béo bở. Bà nội thật là quá đáng. Đường Mộc Tuyết giận sôi cả lên. Dương Tiêu Trấn An nói, có lẽ trong mắt bà nội, không phải con thân sinh thì không thể thừa kế nhà họ Đường được. C Đường Hạo là cháu trai ruột của bà, cho dù Đường Hạo có chọc thủng trời thì có lẽ bà nội cũng sẽ không trách Đường Hạo dù chỉ một câu. Ôi, Đường Mộc Tuyết tức điên lên mắt. Vốn cho rằng nhân chuyện này có thể triệt đi uy phong của Đường Hạo, không ngờ rằng Đường Hạo lại có thể chuyển mình, trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn y dược Đường Nhân. Dương Tiêu nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, chân thành tha thiết nói, Mộc Tuyết, anh muốn hỏi em một chuyện, em nhất định phải trả lời thành thật cho anh biết. Thấy Dương Tiêu nghiêm túc như vậy, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết đỏ bừng lên, trong lòng cô như có con nai chạy loạn. Từ khi Dương Tiểu thổ lộ với cô ở khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo, Đường Mộc Tuyết vẫn chưa dám nghiêm túc hâm nóng bầu không khí với Dương Tiêu, chỉ sợ Dương Tiểu hỏi cô có yêu anh hay không. Vấn đề này thật sự khiến cô cảm thấy quá khó xử, Đường Mộc Tuyết không biết phải trả lời sao. Chỉ cần không quá đáng là được, anh hỏi đi. Đường Mộc Tuyết không dám nhìn thẳng Dương Tiêu, cô lo lắng, bất an nói. Thấy Đường Mộc Tuyết có vẻ né tránh ánh mắt mình, Dương Tiêu cực kỳ phiền lòng. Anh đâu phải ông chú gì đó quái dị đâu mà em hồi hộp như thế làm gì. Dương Tiêu trịnh trọng nói, Mộc Tuyết, em có muốn trở thành người thừa kế của nhà họ Đường hay không? Hả, nghe nói vậy, Đường Mộc Tuyết khiếp sợ nhìn về phía Dương Tiêu. Cô kinh ngạc tột độ, thật sự không thể ngờ rằng Dương Tiêu lại hỏi một vấn đề như vậy. Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết đầy vẻ thâm tình, Mộc Tuyết, em nói ý nghĩ trong lòng mình cho anh biết đi. Đã bị hỏi đến vậy rồi, trong lòng Đường Mộc Tuyết cực kỳ phức tạp, cô hít một hơi thật sâu rồi thành thật trả lời. Nói thật, em chưa từng ngấp nghé vị trí chủ nhân của nhà họ Đường. Lý do em cẩn thận trong công việc như vậy là vì muốn nhà họ Đường ngày càng phát triển đi lên, cũng muốn kiếm nhiều tiền một chút để phụ giúp thêm sinh hoạt gia đình. Ừ, anh biết rồi, Dương Tiêu gật nhẹ đầu, cực kỳ ấm ấp. Đường Mộc Tuyết vô cùng kinh ngạc, cô hỏi, sao đột nhiên anh lại hỏi vấn đề như vậy? Dương Tiêu nhún vai, trêu ghẹo nói, tục ngữ nói, không muốn làm binh sĩ, không muốn làm tướng quân thì không phải binh sĩ tốt. Xem ra Mộc Tuyết nhà ta cũng không phải nhân viên tốt à em mờ rồi. Đâu có đâu, Đường Mộc Tuyết giấu môi, đầy vẻ không phục. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cười đến hạnh phúc. Anh thật mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Cô bé ngốc à, em không ngấp nghé vị trí gia chủ nhưng lại mong nhà họ Đường ngày càng phát triển tốt, chuyện này có khác gì ngấp nghé vị trí gia chủ đâu. Thế hệ này của nhà họ Đường toàn mấy thiếu gia ăn chơi. Chỉ biết ở công ty kiếm chác vài món béo bở để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình. Công bằng mà nói thì Đường Hạo cũng có chút tài năng đấy, nhưng chỉ tiếc rằng tài năng của anh ta từ trước đến nay chưa bao giờ dùng vào đúng chỗ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những cách bàng môn tà đạo để trục lợi cho bản thân. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới nhà họ Đường cũng chỉ có mỗi Đường Mộc Tuyết luôn cẩn trọng cống hiến cho công ty. Cho nên, trong lòng Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết chính là người thừa kế tốt nhất của nhà họ Đường. Cho dù Đường Mộc Tuyết chưa từng nghĩ đến nhưng Dương Tiêu phải mưu tính sâu xa hơn vì Đường Mộc Tuyết. Ông cụ Đường có ơn với
anh nhất định sẽ không thể trơ mắt đứng nhìn nhà họ Đường bị hủy hoại trong tay Đường Hạo. Buổi chiều, Đường Hạo vừa đắc ý đã tham ô ngay một khoản tiền công của công ty, sắm cho mình một chiếc Ferrari hơn 3 triệu. Bây giờ, Đường Hạo đã đường đường chính chính trở thành giám đốc điều hành có thực quyền, đám người dòng chính nhà họ Đường có tức cũng không dám làm gì. Sau khi bà nội Đường nghe tin cũng ngầm chấp nhận, bà ta muốn Đường Hạo được vẻ vang để Đường Mộc Tuyết phải ảm đạm đi. Ai bảo Đường Hạo là cháu trai ruột của bà ta cơ chứ? Đến 5 giờ, Đường Hạo tổ chức hội nghị, Dương Thiêu cùng Đường Mộc Tuyết đi đến Đường Nhân. Trên thực tế, hội nghị này cũng chẳng có nội dung gì quan trọng cả, chủ yếu thông báo rằng Đường Hạo đã nhậm chức giám đốc điều hành, sẽ dẫn nhà họ Đường đi đến bước đường vinh quang. Nói trắng ra là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Đường Hạo tổ chức hội nghị chủ yếu là để khoe khoang, đặc biệt là khoe khoang lộ liễu với Đường Mộc Tuyết. Trong hội nghị, thỉnh thoảng Đường Hạo lại nhìn về phía Đường Mộc Tuyết bằng vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn, như thể muốn so với tôi thì cô còn chưa có cửa. Tôi có phạm nghìn sai vạn sai thì bà nội cũng tha thứ cho tôi thôi không phải sao, còn giao chức vụ quan trọng thế này cho tôi nữa chứ. Cô sẽ vĩnh viễn bị tôi giẫm dưới chân, mãi mãi cũng sẽ không có ngày được nổi danh. Đám người dòng chính của nhà họ Đường đều khúm núm trước Đường Hạo, toàn cúi đầu khom lưng. Quan mới đến đốt ba hồi lửa, Đường Hạo có thể nói là hăng hái cực kỳ, vẻ đắc ý trên mặt chưa lúc nào tan. Trong phòng họp, Đường Hạo nói bắn cả nước bọt đi lung tung suốt một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Trong lòng Đường Mộc Tuyết nổi lên ý lạnh, cố nén cơn xúc động mà rời đi. Sau khi hội nghị kết thúc, Đường Mộc Tuyết rời khỏi công ty, Dương Tiêu đã lái chiếc Maserati Quattroport đợi sẵn ở cửa. Đường Hạo vừa leo lên chiếc Ferrari mới mua vừa đắc ý nói với Dương Tiêu, ôi! Chẳng phải ông chủ Kim mới đưa cho mày một con Lamborghini tận 20 triệu sao? Xe đâu, có phải hay không có phải bị ông chủ Kim đòi lại rồi hay không? Ha 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 ha, loại dế nhĩ như mày, có thể lái một con Maserati đã là phúc phận tu được từ kiếp trước rồi. Đường Mộc Tuyết chán ghét nói với Dương Tiêu, đừng để ý đến anh ta, chúng ta đi thôi. Dương Tiêu cười lắc đầu, đối với loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng như Đường Hạo, anh chẳng buồn để tâm. Thấy Đường Mộc Tuyết không nhìn mình thêm chút nào, mặt mũi Đường Hạo giữ tợn nói, Đường Mộc Tuyết, cô đừng vội đắc ý. Bà nội từ đầu đến cuối đều giữ gìn quyền lợi cho tôi, còn cô chỉ là một kẻ hèn mọn đáng thương mà thôi. Tôi mới là cháu ruột của bà nội, cô yên tâm đi, chẳng mấy hôm nữa tôi sẽ xử chết cô, để cô không ở lại nhà họ Đường nổi. Còn tên phế vật Dương Tiêu nữa, đợi tao kế thừa nhà họ ập Đường thì sẽ khiến mày sống không được, chết cũng chẳng xong. Dương Tiêu nghe nhiều đến mức lỗ tai muốn hóa kén, anh nhìn về phía Đường Hạo đang tức giận, hỏi, Đường Hạo, anh bịp bịp hết chưa? Hả, mày có ý gì? Đường Hạo nhíu mày rồi nhìn lại về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu thản nhiên nói, tôi chẳng có ý gì cả, tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng mình không có thói quen nghe người khác đánh giám. Cái gì? Trước nay chưa từng có thói quen nghe người khác đánh giám. Cộng thêm những điều mình vừa nói ban nãy. Tức là Dương Tiêu đang bảo mình đánh giám có đúng không? Nghĩ đến đây, Đường Hạo lại tức muốn bể phổi. Láo toét, Dương Tiêu mày chỉ là một tên phế vật mà cũng dám làm nhục tao sao? Đường Hạo xù lông hết cả lên. Dương Tiêu cười nhạo một tiếng, không thèm quan tâm Đường Hạo nữa. Anh nhanh chóng lái xe về nhà. Đường Mộc Tuyết ngồi kế bên lại không nén nổi mà phụt cười một tiếng. Cô đột nhiên phát hiện lâu lâu Dương Tiêu nói chuyện rất thâm đó nhát thấy Dương Tiêu lái xe đi. Sắc mặt Đường Hạo đen sẫm lại, ánh mắt anh ta nổ tung, bắn ra một tia oán độc, hừ. Tên phế vật, mày dám nhục mạ tao, mày đụng phải chuyện lớn rồi. Nói rồi, Đường Hạo đạp mạnh ga đuổi theo. Anh ta cố ý mở kính cửa xe Ferrari ra, giơ ngón giữa ra với xe của Dương Tiêu. Đối mặt với sự khiêu khích của Đường Hạo, Dương Tiêu vờ như không thấy, như thể Đường Hạo chỉ là mặt hàng tiểu nhân đắc chí nên anh không buồn quan tâm. Ý thức được rằng Dương Tiêu không hề xem trọng mình, Đường Hạo cười giễu cợt nói, Đường Mộc Tuyết ơi Đường Mộc Tuyết à, đến đây, ngoan ngoãn gọi một tiếng tổng giám đốc Đường đi. Bây giờ tôi là cấp trên chỉ đạo trực tiếp cho cô, sau này muốn lăn lộn ở công ty mà không phục vụ tôi cho đàng hoàng thì cẩn thận toi việc ngay đấy. Nhìn thấy Đường Hạo đang đuổi theo, trong lòng Đường Mộc Tuyết bắt đầu dâng lên ý lạnh. Đường Hạo này đúng là khiến người ta buồn nôn, thế mà vẫn chưa chịu thôi đi nữa. Cô vốn định nổi điên lên. Nhưng nghĩ đến lời Dương Tiêu từng nói, chó cắn mình một phát không lẽ mình lại phải cắn lại nó một cái hay sao? Đường Mộc Tuyết dứt khoát mở nhạc thật to, mặc kệ Đường Hạo. Thấy mình không được nhìn lại,
Đường Hạo thẹn quá hóa giận, anh ta căm hận nói, dám không nhìn tôi sao? Hay lắm Đường Mộc Tuyết, có tin tôi khiến cô không lăn lộn nổi ở nhà họ Đường đến ra ngoài luôn hay không? Dương Tiêu chẳng buồn quan tâm đến Đường Hạo, anh đạp mạnh chân ga, hất tung Đường Hạo ra. Xe Đường Hạo lái là xe thể thao, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Dương Tiêu. Đường Hạo cười đắc ý nói, chạy à, mày cứ chạy tiếp đi con. Chỉ là một chiếc xe nát mà cũng dám đánh đồng với Ferrari của tao hay sao? Dương Tiêu, tên phế vật nhà mày có biết sáng nay Đường Mộc Tuyết chơi cùng tiểu vương tử thổi sáo happy ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo hay không? Mày chẳng buồn xem trên đầu mày có bao nhiêu cái nón xanh rồi. Ha 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 ha. Nghe thấy tiếng chó Đường Hạo lại sủa bên tai, Dương Tiêu cười nhạo không thôi. Anh lườm Đường Hạo một cái, cứ như là đang nhìn một thằng đần. Tiểu vương tử thổi sáo chính là mình, cái thằng ngu đần Đường Hạo này thậm chí vẫn chưa biết điều đó, cũng đủ thấy là ngu thế nào rồi. Có lẽ, Đường Hạo đã đoán ra thân phận thật của mình từ lâu mà bản thân anh ta không dám thừa nhận mà thôi. Khốn nạn, Đường Mộc Tuyết siết chặt nắm đấm, tức giận không hề nhẹ. Nói đùa trên danh tiết của cô là điều mà Đường Mộc Tuyết không thể chấp nhận được. Cái gì mà đội cho Dương Tiêu bao nhiêu cái nón xanh? Cứ như là cô thật sự cắm sừng Dương Tiêu vậy. Mộc Tuyết, em cứ yên tâm, đừng nóng. Anh ta điên cứ kệ anh ta điên, trăng sáng chiếu vào sông lớn. Dương Tiêu nói nhỏ. Nghe tiếng của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết cắn hàm răng tăm tắp, lúc này mới không buồn để ý tên Đường Hạo gầm rú như chó điên ấy nữa. Thấy Đường Mộc Tuyết tức giận, Đường Hạo càng thêm phấn khích giễu còn nói, Đường Mộc Tuyết, Lý Minh Hiên phục vụ cô có sướng hay không? Hình như tiểu vương tử thổi sáo rất biết thổi ở phương diện nào đó đó phải không? Có thổi cho sướng hay không? Mấy khách hàng mà cô chốt được đơn đó, các người cũng tiến hành nhiều giao dịch ngầm không để ai biết đâu đấy nhỉ? Ha 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 ha. Miệng mồm Đường Hạo nói toàn những lời dâm đãng bản thỉu, chuyện này khiến Dương Tiêu phải nén giận cực kỳ. Đường Hạo này quá đáng rồi đấy, không phải chỉ là một tên giám đốc điều hành thôi sao? Còn đắc ý đến thế cơ à? Sắc mặt Đường Mộc Tuyết trắng bệch, cô đang định xuống xe lý luận với Đường Hạo một phen thì lại bị Dương Tiêu kéo giật lại. Dương Tiêu không buồn quan tâm Đường Hạo, anh lại tăng tốc lần nữa, muốn hất Đường Hạo ra rồi cắt đuôi. Ai ngờ cái tên Đường Hạo này cứ bám giết mãi không tha, lần này ngăn luôn ở phía trước, không cho Dương Tiêu đi qua. Phế vật thì chỉ là phế vật, kỹ thuật cũng rác rưởi. Nếu tao là mày thì tao đã sớm nuốt phân tự tử rồi. Đường Hạo lại lần nữa giơ ngón tay giữa lên với Dương Tiêu, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ. Dương Tiêu nhíu nhíu mày, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Đến Bồ Tát còn có ba phần tính nóng chứ đừng nói đến việc Đường Hạo cứ năm lần bảy lượt nhục mạ mình. Dương Tiêu nhân cơ hội để vượt qua nhưng Đường Hạo không hề cho Dương Tiêu cơ hội đó. Đường Hạo cứ cười nhạo mãi, không hổ là phế vật, có mỗi cái xe cũng không vượt qua được, có mày ở đây để làm gì? Mấy năm nay mà có từng thỏa mãn được Đường Mộc Tuyết chưa? Mày có thể kiên trì được 3 giây không? Chẳng trách Đường Mộc Tuyết lại ra ngoài happy với người khác, phế vật đúng là phế vật. Tên Đường Hạo này quá đáng lắm rồi. Đường Mộc Tuyết giận sôi lên. Dương Tiêu biết, nếu không dạy dỗ Đường Hạo một chút thì chỉ sợ họ sẽ lại bị Đường Hạo nhục mạ suốt cả đường. Mộc Tuyết, em xuống xe đi. Dương Tiêu nói khẽ. Đường Mộc Tuyết có thể cảm nhận được cơn tức giận sâu thẳm trong Dương Tiêu. Cô kinh ngạc nói, anh định làm gì? Không có gì đâu Mộc Tuyết, em hãy tin tưởng anh. Dương Tiêu nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, cười ôn nhu một tiếng. Đường Mộc Tuyết hít một hơi thật sâu, nghe lời Dương Tiêu, bước từ xe xuống. Ha 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 ha, chuẩn bị đi bộ về hay sao? Đường Hạo Dương Dương đắc ý nói. Chỉ giây sau, Đường Hạo thấy Dương Tiêu đạp mạnh chân ga phóng về phía chiếc Ferrari thông qua kính chiếu hậu, chuyện này làm Đường Hạo cực kỳ sợ hãi. Đủ mẹ nó, tên phế vật Dương Tiêu này, mày muốn làm gì hả? Dừng lại cho tao, dừng lại. Đường Hạo bị dọa sợ vãi cả linh hồn, nhưng tiếc rằng anh ta có la hét thể nào cũng không xi nhê gì. Dương Tiêu nổi điên thật rồi, mồm anh bản thỉu như vậy đúng không? Thích chặn xe đúng không? Được, tốt lắm, quá nice. Vậy thì chuẩn bị nghênh tiếp lửa giận của Dương Tiêu tôi đây đi. Trước mặt bao người. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà Dương Tiêu đã đưa chiếc Maserati Quattroport lên đến vận tốc 100 cây số một giờ, chiếc Maserati Quattroport như một mũi tên đâm mạnh vào đuôi của chiếc Ferrari. Ferrari chịu va chạm mạnh, cả chiếc xe rung lắc kịch liệt, mặt đất bay xì xì tức tung, Đường Hạo không thắt dây an toàn nên đập đầu vào kính chắn gió.
chiếc Ferrari lăn trên mặt đất mấy lần, cuối cùng đâm vào hàng rào mới ổn định lại được. Hít! Thấy tình cảnh này, không ít chủ xe ở hiện trường đều trợn mắt há mồm. Không ai ngờ rằng một chiếc Maserati đột nhiên tăng tốc đâm mạnh vào chiếc xe Ferrari. Đường Mộc Tuyết cũng sợ ngây người, cô trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, tay che đôi môi đỏ mọng gợi cảm, trong lòng cô nổi lên từng trận kinh hãi. Không thể nào ngờ Dương Tiêu lại làm ra hành động điên cuồng như vậy. Đối với Dương Tiêu mà nói, có thể tùy ý nhục mạ anh, nhưng tuyệt đối không được nhục mạ Đường Mộc Tuyết. Vừa rồi mình cứ nhịn rồi lại nhịn mà tên Đường Hạo này không chỉ không cút mà còn cứ luôn mồm được nước làm tới. Tên Đường Hạo này đã khiến Dương Tiêu anh nổi điên thật sự. Rồng có vảy ngược, chạm vào là sẽ nổi điên. Đường Mộc Tuyết chính là vảy ngược trong lòng Dương Tiêu, ai dám đụng vào chiếc vảy ngược này chính là muốn đối nghịch với anh. Bá đạo, một màn kia thậm chí không thể dùng từ bá đạo để hình dung hết được Dương Tiêu. Thấy phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, không ít chủ xe nhiệt tình vội vàng mở còi báo động lên, nghĩ cách cứu viện người bị nạn. Không thể không nói, túi khí an toàn của Ferrari đúng là dễ dùng, Đường Hạo chưa thắt dây an toàn cũng không đến mức tan nát người. Anh ta chỉ bị rụng một chiếc răng cửa, máu mũi đầy mặt, trên trán cũng mất một mảng da lớn, eo cũng chật, cả người cực kỳ chật vật. Được người cứu viện cứu ra, đôi mắt Đường Hạo như muốn phun cả lửa ra ngoài, anh ta căm tức nhìn Dương Tiêu rồi quát ầm lên. Tên phế vật kia, tao sẽ ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà mày. Mày đây là đang có ý định mưu sát. Trong lòng Dương Tiêu nổi lên một trận khí thế, ánh mắt anh như rắn độc sắc bén bắn thẳng về phía Đường Hạo. Đường Hạo, tôi trịnh trọng cảnh báo anh, đừng có chọc vào tôi. Nếu không, tôi mặc kệ anh có hậu trường cứng đến mức độ nào, không quan tâm sau lưng anh có ai nâng đỡ. Tôi sẽ không gây sự, nhưng một khi đã chọc phải tôi, thì đó không phải là chuyện thường nữa mà sẽ lên tin thời sự. Nghe Dương Tiêu nói câu này, không ít người ở hiện trường đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đã quan sát Dương Tiêu tỉ mỉ vài lần, thầm nghĩ thằng nhóc này là ai mà làm việc lại bá đạo đến mức độ này. Đường Hạo cũng trừng lớn mắt, anh ta có thể cảm nhận rõ sự áp bức bao trùm lên người mình, cứ như tên Dương Tiêu trước mặt lúc này chính là một ác ma bước ra từ địa ngục. Như thể nếu khiến Dương Tiêu bực tên thì tên này sẽ xử lý mình thật. Trước đó Dương Tiêu đã dám ra tay đánh nhau với mình ở công ty, bây giờ còn dám đụng mình, Đường Hạo thật sự không dám tưởng tượng tiếp sau này Dương Tiêu sẽ còn làm gì nữa. Dương Tiêu nhìn Đường Hạo đang hoảng sợ, nói tiếp, còn nữa, sau này còn để tôi nghe thấy anh nhục mạ Mộc Tuyết một câu nào nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Vợ của tôi, anh không được làm nhục. Cái gì? Nghe Dương Tiêu báo đạo, giận dữ mắng Đường Hạo đến như vậy, Đường Mộc Tuyết đứng cách đó không xa run hết cả người lên. Khoảnh khắc này, hốc mắt Đường Mộc Tuyết đã đầy nước mắt. Cô cuối cùng cũng hiểu ra vì sao ban nãy Dương Tiêu lại tông Đường Hạo, thì ra là tên này cũng vì muốn bảo vệ mình, bảo vệ tôn nghiêm của mình.